Chương 2376, không xả nước cũng phải xả. Chị theo pháp luật. Chủ tịch Liễu hừ một tiếng nhìn Quách Dương. Kiện ra tòa, mặc dù chúng ta có thể thắng nhưng không thể kéo dài được chủ tịch ạ. Tòa án bây giờ, dựa vào án này, hơn nữa lại liên quan đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh. Nhất định không thể trong 1-2 năm mà xong được. Hắn có thể kéo dài nhưng chúng ta không thể. Đến khi đó trạm điện cứ bị đình trị không sản xuất được thì không thể được. Quách Dương lo lắng, lớn tiếng. Kéo dài cái gì, tuy là đã đến cuối năm rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể làm một số việc mà. Người ta nói, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thì giơ tay biểu quyết, mặt trận tổ quốc thì uống rượu, đó chẳng phải là nói mặt trận tổ quốc của chúng chẳng có tác dụng gì hay sao? Thực ra nếu không việc này cũng quá phiến diện. Vì thế chúng ta phải làm cho được vấn đề có quyền thì phải có trách nhiệm, dùng quyền thì phải chịu giám sát. Lạm quyền thì phải trả giá, phạm pháp thì phải truy cứu. Diệp Phàm không theo pháp luật, lấy thủ đoạn chính trị để giữ cân bằng, thậm chí uy hiếp trạm điện Hồng Cốc của một doanh nghiệp tư nhân, thực chất đây chính là lạm dụng quyền lực. Trạm điện Hồng Cốc không phải là thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố, tất cả đều phải dùng pháp luật để giải quyết. Vì thế Quách Dương, anh đã quên rằng tôi cũng có cái mác là Ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh đấy. Anh đã chỉnh sửa bản cáo trạng chưa, đưa qua đây. Tôi lập tức đi một chuyến. Liễu Tây Hà nói rất ung dung. Một ngày nữa lại trôi qua, tổ chuyên gia cũng đã hoàn thành việc khảo sát toàn diện đối với trại Hồng Cốc. Chuẩn bị sáng ngày hôm sau sẽ trở về. Tuy nhiên, khi hoàng hôn, Phó Chủ tịch thành phố Ngọc Xuân Phong mới vội vàng chạy đến. Ngồi đi, uống ngụm trà đã rồi hãy nói tình hình. Diệp Phàm mời Ngọc Xuân Phong ngồi. Uống không nổi nữa rồi, thực là tức chết đi được. Sắc mặt Ngọc Xuân Phong không tốt, trà cũng không uống mà trực tiếp nói. Bọn họ không chịu xả nước có phải không? Mặt Diệp Phàm cũng trầm xuống, nhìn Ngọc Xuân Phong nói tiếp. Chúng ta chỉ yêu cầu bọn họ xả khoảng 3 phần lượng nước, một yêu cầu nhỏ như thế cũng không chịu sao. Đừng nói đến 3 phần lượng nước nữa, tên trạm trưởng họ Thôi kia hôm nay đột nhiên khẩu khí hoàn toàn thay đổi, cứng như đá trong hầm cầu. Nói là trạm điện Hồng Cốc là của tập đoàn Vạn Thắng. Chiều nay, cũng không hiểu ông ta kiếm được ở đâu về mấy chục tên bảo vệ đứng canh giữ trên đập Hồng Cốc, không cho mọi người vào. Sau đó tôi vào bày tỏ thái độ, ông ta rất hung hăng, nói nước cũng là do tập đoàn Vạn Thắng bọn họ bỏ tiền ra mua. Nếu muốn thuê nước của bọn họ cũng được, bảo chúng ta phải bỏ tiền ra. Mỗi một giờ bọn họ mở một cống xả thì chúng ta phải trả cho bọn họ 2 triệu. Đây chẳng phải là ăn cướp sao? Ông ta còn ra vẻ nói đây đã là giá thấp nhất rồi. Còn nói với lượng nước đó mỗi giờ bọn họ có thể phát được 3 triệu số điện, đúng là ăn nói lung tung mà. Dựa theo tính toán này của bọn họ, một năm trạm điện Hồng Cốc của bọn họ có thể kiếm được 5 đến 6 tỷ. Ngọc Xuân Phong phẫn nộ nói. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, nếu không được thì ép phải xả nước. Diệp Phàm nói. Hôm nay nhất định không được. Bởi vì cục trưởng bao bọn họ liên kết với nhau đang dọn dẹp ở dưới hạ lưu. Vừa nhận được báo cáo, nói là đã dọn dẹp xong, ngày mai có thể xả nước được rồi. Hơn nữa đều đã thông báo cho người ở dưới đó rồi. Ngọc Xuân Phong nói, nếu đã như vậy, sáng ngày mai chúng ta sẽ rẽ vào trạm điện Hồng Cốc trên đường về thành phố. Sắc mặt Diệp Phàm cũng khó coi. Đêm đến rồi, ba người Diệp Phàm, Thiên Thông và Trương Cường lại bận suốt đêm mới hoàn thành xong việc khắc chữ. Đương nhiên, về phương diện phục cổ đánh lừa tai mắt mọi người thì những chuyên gia tổ khoa học năng lượng của tổ đặc nhiệm A thực sự là cao thủ. Bởi vì có những lúc cũng cần phải làm giả. Phun nước thuốc xong, lại dùng nước để rửa sạch, tất cả đã đâu vào đấy, ba người thu dọn sạch sẽ rồi rời khỏi am Ngọc Diệp. Rạng sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đã rút lui. Còn Tam Thúc Công dẫn người dân ở trại Hồng Cốc tiến các chuyên gia đến tận ngã ba trạm điện. Bí thư Diệp, tất cả người dân ở trại đều mong chờ. Khóe mắt Tam Thúc Công hơi ướt ướt, hai tay nắm chặt lấy tay của Diệp Phàm rất lâu không muốn bỏ ra. Diệp Phàm hiểu rằng, Tam Thúc Công đã đem toàn bộ hy vọng của người dân ở trại đặt lên vai mình. Diệp Phàm cảm thấy trọng trách lớn chưa từng thấy trên vai mình. Đây là hy vọng của người dân. Yên tâm, trước cuối năm nhất định có nước. Nếu không có nước tôi sẽ đến Hồng Cốc ăn Tết cùng mọi người. Diệp Phàm tôi sẽ gánh nước cho mọi người ăn Tết. Diệp Phàm một lần nữa thể hiện thái độ cương quyết. Không lâu sau thì đến chỗ con đập ngăn nước ở khe suối của trạm điện Hồng Cốc.
mở cửa ra. Diệp Phàm ra lệnh, chỉ vài giây sau, khoảng 30 tên mặc quần áo bảo vệ chạy ra từ bên trong. Mỗi tên đều cầm gậy, rồi cui điện rất hung hăng. Bí thư Diệp, đám người này nhìn điệu bộ căn bản không phải là nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Bao Nghị vừa nhìn lập tức kề sát tai Diệp Phàm nói. Bên này Bao Nghị gọi Dương Hồng Quân, trưởng phòng công an huyện Hồng Lĩnh lại, chỉ đám bảo vệ kia. Bí thư Diệp, ở đây ít cũng phải mười mấy tên là côn đồ ở huyện Hồng Lĩnh chúng tôi. Tên có vết sẹo trên mặt kia còn có biệt hiệu là một trong nhị hổ của Hồng Lĩnh, tên là Lý Thuận Nghiêu. Bình thường tên này chính là một đại ca, đã từng nhiều lần vào tù. Tên đội mũ bảo vệ bên cạnh anh ta chính là một trong những thủ hạ giỏi của anh ta. Tên là Nhị Cầu Tử, còn một tên là Tam Lăng Tử. Bình thường những tên này rất hung hăng càn quấy ở huyện. Phòng vốn cũng đã chú ý đến bọn chúng rồi, chỉ là chưa tìm ra bằng chứng mà thôi. Tên này cũng rất giản xảo, bản thân không bao giờ tự ra tay, đều là sai người đi làm. Hơn nữa, đàn em thân tín của anh ta tên nào cũng rất nghĩa khí. Tình cờ có bắt được vài tên thì miệng cũng cứng như thép, không moi được nửa lời. Trưởng phòng Dương Hồng Quân nói. Mấy tên côn đồ cũng đối phó không nổi. Trưởng phòng như anh để làm gì? Bao Nghị lạnh lùng giáo huấn. Cục trưởng Bao, công an chúng tôi có gia đình, người thân. Lúc nào cũng có những lo lắng nhất định có phải thế không nào. Hơn nữa, hàng ngày đều loanh quanh ở cái huyện này. Tuy nhiên, chỉ cần có chứng cứ, chúng tôi quyết không nhẹ tay. Bình thường tên trạm trưởng thôi này gọi anh xưng em với anh ta, ăn uống chơi bời, được bọn chúng bảo kê, trạm điện Hồng Cốc này không có ai dám đến quấy rối. Nghe nói rất nhiều người dân trại Hồng Cốc trước kia đã đến nói chuyện phải trái đều bị chúng đánh cho sợ đấy. Bọn người này ra tay rất độc ác, tên nhẹ thì dùng gậy, tên nặng thì dùng đao đâm chém loạn xạ làm người ta phải chạy. Đến bây giờ những kẻ đâm người cũng còn mấy tên đang nằm trong lệnh truy nã kia. Trưởng phòng Dương vẻ mặt hổ thẹn nói. E rằng vẫn còn có nguyên nhân khác phải không? Diệp Phàm liếc nhìn trưởng phòng Dương, thản nhiên hỏi. Ôi, việc này, sau lưng người ta đều có vài người xin hộ. Có lúc thực sự không coi tôi ra gì. Một khi chưa có bằng chứng xác thực, mọi việc làm không cẩn thận sẽ chút thêm phiền toái. Trưởng phòng Dương mặt đỏ lên. Được rồi, Bao Nghị, ra lệnh đi. Anh đang chấp hành mệnh lệnh của thành ủy. Ủy ban nhân dân thành phố ở đây. Nếu bọn họ dám ngăn cản, nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Diệp Phàm hừ nói. Vâng, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bao Nghị đứng nghiêm, xoay người theo điều lệnh, hô vang. Gọi người phụ trách của các người lập tức ra đây, chúng tôi là Cục Công an thành phố, đang chấp hành quyết định của thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Cổng mở, trạm trưởng Thôi từ bên trong đi ra. Ông ta nhăn mày hỏi. Cục Công an thành phố, đập nước của trạm điện Hồng Cốc chúng tôi phạm pháp sao? Hôm qua Chủ tịch thành phố Ngọc đã đến rồi, các ông vẫn chưa nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố hay sao? Diệp Phàm hỏi. Nhận được rồi, tuy nhiên đó chỉ là yêu cầu của phía Ủy ban Nhân dân thành phố các người mà thôi. Tôi vẫn nói một câu, muốn nước cũng được, nhưng nước là do công ty tập đoàn chúng tôi bỏ tiền ra mua. Chúng tôi có thể giảm cho các người 20% giá. Có lẽ hôm qua Chủ tịch Ngọc cũng đã báo cáo với Bí thư Diệp rồi, tôi không nói lại nữa. Thái độ của trạm trưởng Thôi hôm nay thực sự rất cứng rắn. Đây là quyết định của tập đoàn Vạn Thắng, công ty cấp trên của các ông sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên. Trạm trưởng Thôi trả lời. Ý là nếu chúng tôi không đồng ý thì các ông cũng quyết không xả nước có phải không nào? Diệp Phàm khẩu khí cứng rắn. Đương nhiên. Trạm trưởng Thôi nhắc lại. Nếu như các ông không để ý đến cả mệnh lệnh của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì chúng tôi cũng không cần phải khách khí nữa. Cục trưởng Bao, anh đưa chuyên gia vào xả nước. Nếu ai dám ngăn cản, lập tức bắt vì tội cản trở người thi hành công vụ rồi nói sau. Diệp Phàm ra lệnh giọng chắc như đinh đóng cột. Lên! Bao Nghị vung tay, mấy chục cảnh sát viên đều rút gậy cảnh sát và tấm chắn ra, tất cả xếp thành hàng tiến về phía trước rất oai phong. Lập tức bỏ vũ khí trong tay các người xuống, nếu không sẽ luận theo tội cản trở người thi hành công vụ. Bao Nghị hướng vào đám giả bảo vệ kia hô lên. Đập nước này là tài sản cá nhân của trạm điện Hồng Cốc chúng tôi, mọi người không phải sợ. Chúng ta là chính nghĩa, bọn họ ngang nhiên dùng quyền lực xâm phạm. Bọn họ là cường đạo, muốn cướp nước chính là tiền của trạm điện chúng ta,
bọn họ cũng chính là cướp tiền. Nếu bọn họ dám làm bậy, chúng ta phải đấu tranh đến cùng. Việc này chúng ta đã báo cáo với tổng công ty. Trạm trưởng Thôi rút vào trong đám người kia, đứng phía sau lưng họ lớn tiếng cổ vũ. Lên nào, lên nào. Đám người giả bảo vệ dưới sự cổ động của Dương Bá, Nhị Cầu Tử và Tam Lăng Tử cầm dùi cui điện giơ về phía trước. Bốp một tiếng, chiếc dùi cui điện của Nhị Cầu Tử đập vào khiên chắn của một cảnh sát viên. Còn Tam Lăng Tử la hét điên cuồng, hung hăng xông vào cảnh sát. Hôm nay bọn chúng được bữa xả giận, bởi bình thường chúng bị cảnh sát ức hiếp, hôm nay muốn xả giận Dương Uy. Dùng vũ lực chống đối pháp luật, tấn công cảnh sát đang chấp pháp. Các đồng chí, quyết bắt bằng được. Bao Nghị hét lên. Nhiều âm thanh hỗn loạn vang lên. Trong sự ngạc nhiên của trạm trưởng Thôi, phát hiện trước mắt đã trở nên hỗn loạn. Những tên côn đồ kia tuy bình thường rất mạnh mẽ, ức hiếp nhân dân. Tuy nhiên, hôm nay bọn chúng gặp phải những cao thủ đã qua huấn luyện là cảnh sát hình sự và cảnh sát chống bạo động của Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh. Dưới dùi cui của cảnh sát, không lâu sau bọn chúng đều đã nằm dưới đất. Ngươi còn muốn hung hăng, ta chỉ cần vung tay thì ngươi không còn răng ăn cháo. Nhìn thấy Dương Bá Đầu, Nhị Cầu Tử và Tam Lăng Tử vẫn đang chống cự, ba tên này cũng đã luyện võ từ bé, hơn nữa bình thường cũng đánh người không ít. Cho nên, cũng đánh tới cùng. Bao Nghị tiến lên, một cước liền đạp vào bụng của Dương Bá Đầu. Tên này lảo đảo, đập người vào lan can bảo vệ trên đập. Cong một tiếng, chiếc dùi cui điện cũng bị đá bay xuống sông. Nếu muốn xuống sông gặp Hà Bá thì ngươi lên đây. Bao Nghị lạnh lùng nói, một chân dẫm lên đùi tên này, khiến anh ta cắn răng chịu đau. Chương 2377, lại có điều chỉnh nhân sự mới. Tao đánh chết mẹ mày. Thủ lĩnh Dương thực sự không sợ chết, phát điên lên, bất ngờ từ dưới đất bật dậy, ôm lấy hông của Bao Nghị quăng xuống sông. Tuy nhiên, Bao Nghị là cao thủ tứ đẳng, nào có thể để anh ta vừa ý. Đi đi, tắm nước lạnh một cái cho tỉnh người đi. Bao Nghị cười, đồng thời đạp Dương Nghiêu Thuận lộn xuống hồ chứa nước. May là lúc này không xả nước, nếu không tên này đã trôi đi không dưới 1 km rồi. Tự nhiên, hắn như rơi xuống 9 tầng địa ngục. Nhị Cầu, Tam Lăng Tử. Dương Thuận Nghiêu quả nhiên hoảng loạn, hét lên, tuy nhiên anh ta là đại ca quen rồi, cũng không muốn tỏ ra nhát gan trước mặt mấy tên côn đồ, vì thế không muốn kêu cứu. Anh ta vội vàng bám lấy thanh sắt lộ ra bên thành đập. Tuy nhiên, Nhị Cầu và Tam Lăng Tử sớm đã bị cảnh sát đánh ngã dưới đất rồi. Đương nhiên, không lâu sau Dương Thuận Nghiêu cũng được lôi lên. Anh ta lạnh cứng người lại, không nói nên lời nữa. Trạm trưởng Thôi, ông có xả nước hay không? Diệp Phàm đi đến trước mặt trạm trưởng Thôi, hai mắt nhìn ông ta đe dọa. Tôi không thể xả, đây là trách nhiệm của tôi. Trạm trưởng Thôi rõ ràng là không đủ thẩm quyền, hai mắt nhìn xung quanh, nói. Không xả nước có phải không, trạm trưởng Thôi, nước ở phía dưới cũng không tồi. Lúc này Bao Nghị cười bước đến, làm bộ dạng như chim ưng bắt gà con, nhấc bổng cơ thể gầy yếu của trạm trưởng Thôi lên chỗ lan can bảo vệ. Mắt nhìn tỏ ý ngươi hiểu ý chứ. Anh dám. Trạm trưởng Thôi khẩu khí vẫn rất cứng rắn. Tôi thỉnh thoảng cũng hay lỡ tay lắm. Bao Nghị cười khan một tiếng, nhấc cả người trạm trưởng Thôi lên chỗ lan can bảo vệ. Xả, xả nước, mẹ kiếp Trần Động Anh còn không mau mở cửa cống ra cho tôi. Trạm trưởng Thôi hai chân đạp loạn xạ, la hét. Tuy nhiên nghe cứ như là đang khóc, chỉ là không có nước mắt mà thôi. Không lâu sau, cửa cống đã mở ra. Thế chứ, mùa đông mà đi bơi cũng thú vị đấy nhưng cũng phải cẩn thận bị cảm có phải không nào. Giống như Dương Thuận Nghiêu, bây giờ có lẽ phải tiêm thuốc rồi. Bao Nghị cười khan nhìn về phía Dương Thuận Nghiêu, tên này đang sợ xanh mặt. Bởi vì vừa rồi lúc mở cửa cống, nếu như Bao Nghị buông tay thì mình thực sự đã bị cuốn trôi đến cả cây số rồi. Bao Nghị, tên này đã giả dạng bảo vệ, hơn nữa về cơ bản lại có liên quan đến vụ án. Anh còng tất cả lại, tôi massage cho bọn họ một chút. Phải tranh thủ thời gian thẩm tra tất cả. Đến lúc đó, bằng chứng như núi, nếu làm được thì chúng ta cũng là giúp người dân Hồng Lĩnh loại trừ đi mấy tên rác rưởi. Diệp Phàm giải thích. Không lâu sau, Bao Nghị gọi trưởng phòng Dương lại, bảo đưa tất cả nghi phạm nhốt vào một phòng riêng, sau đó Diệp Phàm đến giải quyết. Bây giờ Diệp Phàm thi triển phân cân thác cốt thủ rất thành thạo. Đưa ngón tay đập. Gõ trên người những tên này vài cái là được.
Không lâu sau trong phòng kêu lên những tiếng đau đớn. Đương nhiên, không đến 2 tiếng đồng hồ, toàn bộ hạt đậu bên trong ống trúc đổ ra. Chính vào lúc này, Diệp Phàm nhận được tiếng khóc của Tam Thúc Công trong điện thoại, hét to. Cảm ơn anh Bí Thư Diệp, anh là Đại Thanh Thiên. Chúng tôi nhìn thấy nước rồi, nhìn thấy nước rồi. Nước rất nhiều, cảm ơn. Nhân dân trại Hồng Cốc chúng tôi đều nói muốn tạc tượng của anh, rất nhiều người đều nói muốn dâng hương cầu trời phù hộ cho anh. Cũng không biết Tam Thúc Công nói đến bao nhiêu lần cảm ơn trong điện thoại. Cũng phải nói đến 2 phút, hơn nữa 9 phần đều là nói cảm ơn. Đây là việc tôi nên làm, nhất định đừng làm mấy việc này. Mọi người không cần phải cảm ơn tôi đâu, muốn cảm ơn thì cảm ơn đảng và chính phủ kia. Diệp Phàm cũng có chút cảm kích nói. Sau đó nói tiếp. Đương nhiên, trước mắt hàng ngày chỉ có thể xả 3 phần lượng nước trước kia. Chờ một thời gian ngắn chúng tôi giải quyết triệt để vấn đề này thì mới có thể có nhiều nước được. Bây giờ chúng tôi cũng thấy đủ rồi, chí ít, chúng tôi có thể ăn Tết vui vẻ. Tam Thúc Công nói. Bao Nghị, giữ lại mấy người để bảo vệ, đến khi nào việc này được giải quyết mới thôi. Nói rõ với các đồng chí, phải chú ý an toàn. Bọn họ có thể thuê được bọn người Dương Thuận Ngưu đến thì cũng có thể mời người khác. Diệp Phàm nhắc nhở xong sau đó trở về thành phố. 10 giờ trưa ngày hôm sau, Liễu Hân, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy mang theo đoàn người đến thành phố Đồng Lĩnh. Phó trưởng ban Liễu cắt tóc ngắn, mặc áo lông chim màu xanh, tỏ ra rất có tinh thần, giỏi giang. Nghe nói tuổi tác của bà ta cũng không lớn, chưa đến 40 tuổi. Về lai lịch của bà ta, Diệp Phàm hiểu rất rõ. Bởi vì việc của Kiều Hà, hôm nay bà ta xuống chắc chắn là vì hai vị trí phó chủ tịch thành phố Đồng Lĩnh. Một chính là Kiều Hà. Một chức phó chủ tịch thành phố nữa được một người trung niên tên là Phong Thăng lấy được. Người này nghe nói đến từ phòng văn minh đô thị, chi tiết cụ thể không có ai biết được. Còn vạn phú của phòng tài chính và tuyên minh đường cu ả phòng giao thông thành phố cũng gây sức ép lâu rồi nhưng vẫn không giành được chức này. Hai người này đương nhiên buồn bực muốn chết, vì thế trong buổi tiếp đón hai người ủ rũ không còn sức lực nữa. Có lẽ cũng đã nghe Phong Thanh được việc gì đó không vui. Sau bữa cơm trưa, phó trưởng ban Liễu đến phòng làm việc của Diệp Phàm ngồi uống trà. Bí thư Diệp, việc tổ thanh tra của cấp trên đã thu xếp ổn rồi chứ? Tuy trong đó đã xảy ra một vấn đề nhỏ, nhưng các đồng chí ở Đồng Lĩnh vẫn làm tốt. Chứng tỏ, đa số các đồng chí ở Đồng Lĩnh đều có kinh nghiệm. Cán bộ cũng rất tốt. Liễu Hân nói, ôi, xấu hổ quá, tôi không làm tốt phận sự của mình, khiến cho xảy ra vấn đề lớn như thế. Gần đây cán bộ trong thành phố đều buồn, tôi cũng tự kiểm điểm lại bản thân. Diệp Phàm nói, trong lòng tự nhủ phó trưởng ban Liễu hỏi như vậy nhất định có mục đích. Việc này không liên quan trực tiếp đến anh cũng không cần phải quá bận tâm. Chỉ là trên công tác tư tưởng cán bộ thì không thể lơi lỏng, cần phải tăng cường giáo dục tư tưởng cán bộ. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, chỉ có như vậy, lúc nào cũng như gõ chuông cảnh giác đối với cán bộ thì mới không để bọn họ vô ý phạm sai lầm. Liễu Hân nói, việc này tôi hiểu, sắp qua năm mới rồi, tôi dự định sẽ nắm chắc phương diện công việc này vào năm sau. Việc này, bộ máy thành ủy cũng đã quyết định rồi, sang năm mới sẽ chỉnh đốn toàn diện. Nhằm vào sự kiện mỏ than Hải Sơn, chúng ta cần phải đi sâu tự kiểm điểm, tự phê bình, tự nhìn nhận lại mình. Phải làm cho các cán bộ của Đồng Lĩnh lúc nào cũng nêu cao tinh thần, không thể mất lơ là cảnh giác. Diệp Phàm mặt nghiêm túc nói, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Liễu Hân đang nhắc nhở mình, có lẽ đằng sau việc này có người đã đưa lên đến tỉnh rồi. Có lẽ Liễu Hân đã nhận sự ủy thác của trưởng ban Chu muốn nói chuyện với mình. Còn người đưa chuyện, Diệp Phàm hiểu rõ, không phải Sa Quân thì còn ai. Tên này lần trước khi ở buổi họp gặp mặt đã bị mình vạch mặt. Đương nhiên muốn quay lại tìm cựu lãnh đạo là Bí Thư La kể lể rồi. Không chừng Bí Thư La đã nói qua. Vì thế trưởng ban Chu nhắc nhở mình một chút phải chút ý điểm này. 3 giờ chiều. Mễ Nguyệt vào báo cáo nói là đoàn kiểm tra mặt trận Tổ quốc tỉnh muốn đến thăm, kiểm tra thành phố Đồng Lĩnh. Diệp Phàm không khỏi có chút buồn bực, nhìn Mễ Nguyệt hỏi. Bọn họ có nói sẽ kiểm tra cụ thể vấn đề gì không, do ai làm trưởng đoàn? Do Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trần Húc dẫn đầu, thành phần đoàn kiểm tra lần này xuống tương đối có trọng lượng, trong đó có mấy người đều là ủy viên thường trực trong Mặt trận Tổ quốc. Ví dụ một trong những người đó là đồng chí Hồ Quý Thiên,
phó giám đốc thường trực sở công an tỉnh. Còn những người khác, tạm thời chưa rõ. Mễ Nguyệt nói. Mễ Nguyệt, cô nói xem, giờ đã cuối năm rồi, mấy ngày nữa đã sang năm mới rồi, bọn họ đến làm gì? Diệp Phàm hỏi. Tôi nghĩ, bọn họ chắc không phải xuống để chơi, mà là có mục đích. Đã lúc này rồi, người nào còn muốn xuống đây làm gì nữa, người ta chuẩn bị Tết còn không kịp, còn xuống kiểm tra cái gì chứ? Bình thường, lúc thời tiết tốt, những ủy viên mặt trận Tổ quốc đến đi lại xem xét, vừa đi kiểm tra vừa đi du ngoạn cũng rất tốt. Quan trọng là bây giờ cuối năm, là mùa đông, gió lạnh thấu xương đi đâu để chơi đây? Mễ Nguyệt nói. Ha ha, cũng thật lạ. Tuy nhiên, thành phố chúng ta bây giờ có phải đã xảy ra chuyện gì lớn? Diệp Phàm nói. Việc của mỏ than Hải Sơn đã xong rồi, bọn họ nhúng tay vào cũng không hợp lý. Chẳng lẽ là việc của trại Hồng Cốc khiến bọn họ phải xuống? Mễ Nguyệt nói đến đây, đột nhiên giật mình sắc mặt bất ngờ trở nên thận trọng hơn. Rất có khả năng đó, hôm nay chúng ta ở trạm điện Hồng Cốc cưỡng ép xả nước. Làm sao mà hôm sau đã có người xuống ngay rồi? Tuy mặt trận Tổ quốc không phải là một bà lão quản việc ra gì, nhưng người ta muốn nhắm vào anh, trong toàn bộ sự việc chỉ cần khoa tay, múa chân một chút, làm cho anh bị thêm chút phiền toái thì cũng họ cũng có khả năng đó. Hơn nữa, ảnh hưởng đối với các bộ ngành của nhà nước cũng ngày càng cao, dân chủ hóa cũng đang trong tiến trình phát triển. Ảnh hưởng của mặt trận Tổ quốc cũng ngày càng thể hiện rõ. Không cần nói gì khác, người ta luôn có quyền kiểm tra, đánh giá. Diệp Phàm nói, lẽ nào việc là do tập đoàn Vạn Thắng làm, nhìn thái độ kiêu ngạo của trạm trưởng Thôi và tổng giám đốc Quách. Có lẽ ông chủ của Vạn Thắng không đơn giản đâu. Mễ Nguyệt nói, ông ta không thể là ủy viên của mặt trận Tổ quốc chứ. Diệp Phàm đột nhiên giật mình hỏi, có khả năng, tôi lập tức kiểm tra xem. Mễ Nguyệt cũng giật mình, nhìn Diệp Phàm gật đầu, Mễ Nguyệt lập tức lùi ra ngoài. Không lâu sau, sắc mặt Mễ Nguyệt có chút khó coi, vội vàng chạy vào. Vừa vào liền nói, anh đoán đúng rồi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thắng là Liễu Tây Hà, và còn là phó hội trưởng hội doanh nghiệp tỉnh Long Giang. Ông ta đại diện cho hội doanh nghiệp vào mặt trận Tổ quốc tỉnh, hơn nữa còn là một trong những ủy viên thường trực mặt trận Tổ quốc tỉnh. Chẳng trách người ta giật dây bọn họ đến. Cô xem thử danh sách thành viên trong tổ, ví dụ nhân vật dẫn đầu đoàn phó chủ tịch tỉnh, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Trần Húc, và cả Hồ Quý Thiên của Sở Công an, đều là những người có mâu thuẫn với Diệp Phàm tôi. Ngày mai xuống, có lẽ sẽ có một vở kịch hay để xem. Đến lúc đó, cô nên bịt lỗ tai vào. Diệp Phàm nói. Thế phải tính một chút về biện pháp đối phó như thế nào chứ? Mễ Nguyệt nhìn Diệp Phàm hỏi. Đến đâu tính đến đó? Diệp Phàm nói. Buổi tối, Kiều Hà Vì mới đến, hơn nữa cũng không quen cuộc sống ở đây, không có bạn bè gì ở Đồng Lĩnh cả. Vì thế y trực tiếp đến thăm hỏi Diệp Phàm. Không lâu sau, Mễ Nguyệt và Vương Long Đông cũng đều đến. Bọn họ nhìn thấy Kiều Hà liền hiểu ra, mấy người có thể tập hợp tại đây tối nay, chứng tỏ đồng chí Kiều Hà cũng là được bí thư Diệp đưa lên. Mấy người ngồi xuống hàn huyên một lúc. Chương 2378, Nội Chiến. Kiều Hà. Phía Nam gây sức ép rất lớn có phải không? Đã cuối năm rồi, chắc cũng bớt một chút rồi chứ? Diệp Phàm hỏi. Bố đang chờ Đồng Lĩnh bên này tạo được cơ sở thì sẽ qua. Chỉ có điều, có lẽ phải chờ hết năm. Bên thành phố Trương Hà chuẩn bị thế nào rồi? Không thể kéo dài được nữa. Kiều Hà nói. Long Đông, như thế nào anh nói trước đi? Diệp Phàm nhìn Vương Long Đông nói. Bắt đầu từ hôm đó tôi đã phái người tiến hành công việc giải phóng mặt bằng, mấy ngày nay tuy tôi không ở đấy nhưng công trình không dừng lại. Hơn nữa còn làm tăng ca, chấp hành làm việc ca ba. Về tới Trương Hà tôi sẽ đi Ngưu Gia Bình kiểm tra một chuyến xem tiến độ thế nào. Chỉ là thời gian gấp, từ khi khởi công đến cuối năm cũng không quá chục ngày, nhiều nhất là giải phóng được mặt bằng. Hơn nữa, việc này, Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn chưa triển khai. Về mặt tài chính tạm thời do Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Hà chúng tôi lo lót. Liền một lúc lấy ra mấy triệu, hơn nữa toàn là tiền mặt. Sắp đến cuối năm rồi, nhiều vấn đề cần đến tiền. Thực sự là có chút căng thẳng. Vương Long Đông nói. Cuộc họp thường vụ ngày mai chúng tôi sẽ thảo luận việc của nhà máy nhiệt điện, việc này chúng tôi chuẩn bị giao cho anh và đồng chí Kiều Hà cùng nắm. Vốn là muốn giao cho anh và chủ tịch thành phố Ngọc cùng làm. Tuy nhiên,
bây giờ tôi đã thay đổi chủ ý. Trại Hồng Cốc bên kia không thể thiếu người, bên đó giao cho chủ tịch thành phố thì thích hợp. Còn anh phụ trách chính hạng mục nhà máy nhiệt điện ở Ngưu Gia Bình. Kiều Hà phối hợp với anh, chúng ta là người một phe không nên phân biệt gì cả. Lần này Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Đông phía đầu tư của nhà máy nhiệt điện chính là bố của Kiều Hà, Kiều Chính Hòa. Cho nên việc lần này chúng ta phần trăm nắm được vô cùng lớn. Tuy nhiên, không thể lơ là mất cảnh giác. Bởi vì, so với vài tỉnh ở phía Nam thì môi trường đầu tư chúng ta không hề chiếm ưu thế. Chỉ là so với bọn họ, chúng ở đồng bằng nên đi trước họ một bước mà thôi. Diệp Phàm nói, Bí Thư Vương, tôi là cấp dưới của anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với anh để đạt được hạng mục nhà máy nhiệt điện. Có phương án nào và dự tính ra sao anh hãy nói với tôi một tiếng là được, tôi tuyệt đối chấp hành. Kiều Hà vẫn rất hiểu chuyện, hiểu rằng Diệp Phàm rất coi trọng Vương Long Đông. Vì thế khi bắt đầu không hề khoe khoang tư cách cao của Kiều gia, mà là đặt phong thái của mình xuống rất thấp, huống chi Kiều Hà vừa mới đến đồng lĩnh. Đương nhiên phải nỗ lực hòa nhập với vòng tròn của Diệp Phàm. Không thì uổng công giúp đỡ của Diệp Phàm, tình thế của anh ta ở đồng lĩnh có lẽ cũng sẽ thảm. Bây giờ quản lý toàn diện Ủy ban Nhân dân thành phố là Khổng Đoan và Tất Phân Lý. Còn tình hình của Phó Chủ tịch Thường trực Vương Xuân Phong thì chẳng ra gì, huống hồ Kiều Hà vừa mới được đề bạt là người mới đến đồng lĩnh. Ở Ủy ban Nhân dân thành phố, nếu Kiều Hà không thể hòa nhập được vào đường dây của Khổng Đoan, có lẽ kết cục sẽ còn thảm hơn rất nhiều so với Ngọc Xuân Phong. Như thế sẽ bị đưa vào lãnh cung. Bị đứng ngoài rìa của Khổng Đoan. Kiều Hà đương nhiên cũng đã nghe ngóng được một chút, hơn nữa Diệp Phàm là con rể của Kiều gia. Kiều Hà đương nhiên không cần phải nghĩ mà chỉ có thể là theo sát chân Diệp Phàm mà thôi. Ha ha, Chủ tịch Kiều, không thể nói như vậy. Sau này chúng ta là đồng nghiệp, cùng làm việc ở đồng lĩnh. Về sau chúng ta phối hợp với nhau làm việc dưới sự chỉ đạo của Bí Thư Diệp. Có ý kiến hay phương án gì hay thì hy vọng anh có thể kịp thời nói cho tôi. Hạng mục nhà máy nhiệt điện này chúng ta nhất định phải lấy cho được. Đương nhiên, việc này mấu chốt là ở Phó Tổng Giám đốc Kiều. Kịp thời liên kết với ông ấy là sự bảo đảm lớn nhất để chúng ta nhận được hạng mục này. Vương Long Đông vẻ mặt thân thiện cười nói, đương nhiên cũng không thể tỏ ra kinh nghiệm lâu năm của mình. Hơn nữa còn thổi phồng Kiều Chính Hòa lên một chút. Bí Thư Diệp, hội nghị thường vụ sáng mai Chủ tịch Khổng sẽ không có ý kiến khác chứ? Đến bây giờ chúng ta mới nói với ông ta chuyện này, e rằng lúc đó Chủ tịch Khổng trong lòng sẽ khó chịu. Cho rằng chúng ta muốn cướp công gì đó. Mễ Nguyệt nhìn Diệp Phàm nói tiếp. Hơn nữa việc này Chủ tịch Khổng nhất định sẽ mở rộng công việc trên toàn diện. Tôi đoán ông ta sẽ giao việc này cho Phó Chủ tịch Tất. Còn việc của trạm điện Hồng Cốc nếu Bộ Tài chính có thể lấy được thì cũng là một cái bánh thơm ngon. Người này sẽ muốn tiến lên gặm một miếng. Trong hai hạng mục này. Nếu muốn được như nguyện vọng của chúng ta, có lẽ là sẽ có trở ngại. Nhất định phải khiến cho Chủ tịch Khổng dính vào một chút, dù sao ông ta cũng là một cánh tay của Ủy ban Nhân dân thành phố, chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn ông ta khi làm cả hai việc này. Về việc phân công mở rộng hai việc này thì không thể do Khổng Đoan phân công được. Nếu không, mỡ treo miệng Khổng Đoan gặm hết, e rằng đến một cục xương chúng ta cũng không được. Diệp Phàm nói. Nếu ông ta thực sự muốn phụ trách việc này thì liệu ông ta có thể tiêu hóa nổi không? Không có chúng ta, trước tiên hạng mục nhà máy nhiệt điện có lẽ cũng sẽ bị nẫng mất. Còn việc lấy trạm điện Hồng Cốc của Bộ Tài chính, dựa vào Khổng Đoan có thể lấy được sao, tức cười. Những việc này đều là bút tích của Bí Thư Diệp. Khổng Đoan dựa vào cái dám gì, không làm mà đòi hái quả. Việc này nếu Khổng Đoan không đồng ý, tôi sẽ là người đầu tiên phản đối. Vương Long Đông khí thế tăng lên. Ha ha, về công lao, thực ra tôi chẳng có gì. Vấn đề mấu chốt là nếu Khổng Đoan thực sự có thể giành được thì tôi sẽ vui vẻ làm một tên trưởng quầy lau dọn. Chỉ là hai việc này ông ta không thể giành được, ông ta nhất định sẽ không dùng các anh. Diệp Phàm tôi không phải là muốn tranh công với ông ta. Mà là nếu để ông ta sắp xếp, trách nhiệm của tôi trong hai việc này đều mất đi. Hơn nữa, hai việc này là chúng ta vất vả giành được, đương nhiên hy vọng là do người của chúng ta đi làm. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn đặt người của Khổng Đoan sang một bên được, làm như thế thì quá không chân chính. Hơn nữa, cũng không thực tế. Hai việc này, vẫn cần sự phối hợp của bọn họ thì mới có thể hoàn thành. Đến khi có thành quả, bọn họ cũng có thể được một chén canh mà húp.
Diệp Phàm cười nói. Bất kể Khổng Đoan không đồng ý thế nào, nhưng hai việc này đối với ông ta mà nói đều là việc tốt, ông ta nhất định dốc sức làm. Chỉ có điều vấn đề phân chia lợi ích mà thôi. Vương Long Đông nói. Ôi đứng trước chữ lợi, tôi và anh làm sao có thể tránh khỏi. Thiên hạ có mấy người mà tránh được. Diệp Phàm thở dài. Khổng Đoan ngồi ở chiếc ghế chính giữa của một căn phòng trong Phong Vân Lầu. Tuy nhiên lần này ngoài ba ủy viên thường trực thành ủy Tất Vân Lý, Tri Hạo Cường, Nhậm Tín Thiên và Cục trưởng Cục Tài chính Vạn Phú Tài ra còn có thêm một đồng chí mới, anh ta chính là Phó Chủ tịch thành phố La Phong. Gần đây La Phong luôn dựa vào Khổng Đoan, lần này Khổng Đoan thông báo ông ta đến Phong Vân Lầu ăn cơm. Khi vừa nhìn thấy mấy người trong phòng, La Phong chợt mừng rỡ như điên. Bởi vì ông ta hiểu rằng, mấy người này chính là những người cộng tác tốt nhất ở đồng lĩnh của Khổng Đoan. Thực ra đây chính là đường dây của Khổng Đoan. Mình có thể được vinh dự đến ăn bữa điểm tâm, chứng tỏ Chủ tịch thành phố Khổng Đoan đã chấp nhận mình rồi. Có thể được Chủ tịch thành phố Khổng chấp nhận, đối với La Phong mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Dù sao, bây giờ Khổng Đoan là chủ ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Những vị phó chủ tịch thành phố được phân công quản lý các bộ ngành cũng không cân đối. Mình vinh dự trở thành một thành viên trong đường dây của Khổng Đoan, sau này bộ ngành mình được quản lý có lẽ sẽ không thấp kém quá. Bởi vì, La Phong không bị hoa mắt, nhìn thấy rất rõ. Vị phó chủ tịch thường trực Ngọc Xuân Phong ở Ủy ban Nhân dân thành phố bị Khổng Đoan ép quá thể, cũng thảm giống như mấy phó chủ tịch không thường trực bình thường. Nguyên nhân là không nghe lời Khổng Đoan. La Phong đương nhiên không học theo đồng chí Ngọc Xuân Phong, y lựa chọn việc dựa dẫm. Đây gọi là, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chủ tịch Khổng, vừa ăn cơm xong liền gọi chúng tôi vội vàng đến chắc không phải đơn giản chỉ là ăn điểm tâm chứ. Tất Phân Lý vừa ngồi xuống liền hỏi. Đúng vậy chủ tịch, vừa ăn cơm tối xong đã ăn điểm tâm, chắc nuốt không nổi. Tri Hạo Cường cũng ngờ vực hỏi. Nhậm Tín Thiên cũng chép miệng hỏi. Còn Vạn Phú Tài lại tỏ ra lo lắng ngồi bên bàn rít thuốc. Lão Vạn, đừng ủ rũ nữa. Sau này vẫn còn cơ hội mà, doanh trại thì cố định, binh lính thì thay đổi liên tục, giống như nước chảy mà thôi, không chừng ngày mai lại đổi người đấy. Khổng Đoan nhìn Vạn Phú Tài khuyên nhủ. Ôi, đổi người, cũng không biết phải đến bao giờ. Chủ tịch Khổng, anh nói xem, Vạn Phú Tài tôi dãi dầm mưa gió vì tài chính của đồng lĩnh. Mấy năm nay cũng kiếm về không ít tiền từ sở tài chính tỉnh. Làm sao khi đến cuối cùng đề bạt lại không phải là tôi. Lại là một thằng nhãi đến từ Ủy ban Nhân dân thành phố đến làm phó chủ tịch, anh ta dựa vào cái gì chứ? Không phải là anh ta đã hối lộ cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đấy chứ? Còn tên đến từ Kinh Thành, cái gì mà ban văn minh? Mẹ nó, lẽ nào hàng ngày nói văn minh là có thể có thành tích sao? Chủ tịch Khổng, anh xem. Tôi đã làm không ít việc. Làm sao lãnh đạo lại không nhìn thấy? Còn gì để nói với thói đời này nữa, thật làm người ta thất vọng. Vạn Phú Tài ôm đầu, dí điếu thiếu vào chiếc gạt tàn thuốc ở trên bàn. Lần này không thể được đề bạt, là một cú đánh rất mạnh đối với Vạn Phú Tài. Đúng vậy, tôi thấy những lãnh đạo ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bây giờ cũng thật là lung tung. Đồng chí cấp dưới làm được biết bao thành tích nhưng trong mắt họ cũng không là gì. Đây đúng là thói đời, người làm được việc không được đề bạt, những tên chỉ biết khua môi múa mép thì lại được lên. Tất Phân Lý cũng rất giận. Bởi vì lần điều chỉnh trước cũng không tới lượt ông ta. Trơ mắt nhìn Sa Quân xuống chiếm vị trí phó bí thư thành ủy của mình, lão Tất gần đây rất bực tức. Cũng giống như thất bại của Vạn Phú Tài, thông cảm với nỗi đau của nhau. Đừng có nói lung tung sau lưng lãnh đạo. Khổng Đoan vẻ mặt đanh lại, rất nghiêm túc. Tuy nhiên, Cục trưởng Vạn, lần này anh chưa thể lên, còn đồng chí Tuyên Minh Đường chẳng phải cũng giống thế hay sao? Tâm trạng anh ta có khi còn tệ hại hơn anh. Gần đây y chạy lên chạy xuống, kết quả thì thế nào, tất cả cũng thành công dã tràng. Nghe nói buổi trưa sau khi nghe thông báo trở về y đã đập vỡ hơn chục cái đĩa. Vợ tôi đi chợ đúng lúc nhìn thấy vợ anh ta đang mua đĩa. Lúc này Trì Hạo Cường nói. Lão Trì, lẽ nào anh không tức giận sao? Không ngờ Vạn Phú Tài đột nhiên lên tiếng. Tôi buồn bực cái gì? Tri Hạo Cường mặt ngạc nhiên, nhìn Vạn Phú Tài lanh lùng nói. Thực ra tên này nhìn Vạn Phú Tài cũng không mấy thuận mắt. Anh chỉ là một cấp cục trưởng suốt ngày cứ khoe khoang cái gì trước mặt ủy viên thành ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật tô chứ.
Vạn phú tài anh có anh trai là phó giám đốc thường trực sở tài chính tỉnh mà thôi, nếu không thì anh chẳng là cái giám gì. Không bực tức cũng tốt, bây giờ Bao Nghị sống có vẻ cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Nhìn thấy không, cục công an thành phố bây giờ nên đổi thành họ Bao rồi. Vạn phú tài liếc nhìn Trì Hạo Cường, ông ta không sợ động vào Trì Hạo Cường. Chương 2379, phân chia chiếc bánh lớn. Một bí thư đảng ủy công an không còn kiêm chức cục trưởng công an, giống như một con hổ bị nhổ răng, chẳng có gì đáng sợ cả. Huống chi, Vạn Phú Tài ỷ anh trai là phó giám đốc sở tài chính thường vụ tỉnh, đó cũng là một trong những nhân vật hoành tráng của thành phố Đồng Lĩnh. Vạn Phú Tài căn bản không xem những phó chủ tịch thành phố đó ra gì. Họ Bao, tự đắc sớm quá đấy. Cục công an này là cục công an nằm dưới sự lãnh đạo của đảng, ai dám đắc tội. Trì Hạo Cường sắc mặt cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Tuy nhiên, đôi khi, cơ hội một khi mất đi, rất khó tìm lại được. Sự vui mừng khi thấy người khác gặp họa của Trì Hạo Cường tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe ra. Hừ, cục trưởng tôi đây làm việc cũng chẳng kém vị bí thư nào đấy đâu. Dạo này, trong túi áo không có tiền đố anh sống được. Vạn phú tài ý chỉ Trì Hạo Cường chỉ có cái danh, mà không tiền không quyền. Tiền của nhà nước mà dám rót vào túi mình à. Trì Hạo Cường vừa nói đến đây, Khổng Đoan nhíu mày, nói. Được rồi, nào, hai vị, uống miếng canh vịt cho hạ hỏa nào. Tất nhiên, Khổng Đoan đang làm dịu bầu không khí. Thấy Khổng Đoan ra mặt, hai người tự nhiên cũng không mỉa mai ngầm đối phương nữa, để tránh mất mặt. Sau khi uống một ít canh, Khổng Đoan đưa tay cầm khăn lau miệng. Rút một điếu thuốc ra. Liếc nhìn mọi người một lát mới nói. Hôm nay mời tất cả mọi người đến đây chủ yếu là vì có hai tình huống mới. Bí thư Diệp nói là nghe trên tỉnh nói, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Viễn Đông gần đây có một dự án nhiệt điện lớn đang tìm chỗ đầu tư, bọn họ vốn định đi xuống mấy tỉnh phía Nam xem xét tình hình. Bởi vì bên đó điện lực khan hiếm, tuy nhiên, Bí thư Diệp nói là muốn giành lấy dự án này về cho Đồng Lĩnh chúng ta. Mà ngày mai phải thảo luận vấn đề này tại hội nghị thường ủy. Hơn nữa, Bí thư Diệp trước cũng ám chỉ rằng dự án này có thể sẽ đặt tại thị xã Trương Hà, các anh nghe xong có ý kiến gì không? Dự án to đến mức nào? Tất Phân Lý vừa nghe, lập tức ngồi thẳng người. Nhâm Tín Thiên Bí thư quận ủy Đồng Lĩnh cũng không khác là bao. Ngay cả Phó Chủ tịch thành phố La vừa mới vào cũng có chút nhấp nhổm. Đối với chiếc bánh ngọt lớn này, mọi người đều muốn được chia cho một phần. Nghe nói số tiền liên quan khoảng 5 tỷ. Khổng Đoan giơ 5 ngón tay, nói rất bình tĩnh. Tuy nhiên, sau khi nói xong vẫn mịt mờ quan sát biểu hiện của mấy đồng chí đó. Quả nhiên có chút kinh ngạc, người Tất Phân Lý vươn càng thẳng hơn, tay cầm thìa của Nhâm Tín Thiên không ngờ khe khẽ run rẩy. Mà Phó Chủ tịch La lòng dạ còn chưa đủ sâu, cho nên, biểu hiện càng rõ ràng hơn. Miếng thịt kẹp trên đũa không ngờ bị rơi thẳng vào trong bát. Khổng Đoan rất muốn cười, không khỏi thầm than thở trong lòng, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng đều vì lợi, không có lợi thì không dậy sớm, câu nói này quả thật rất có tính triết lý. Tính chân thực của việc này là bao nhiêu? Tất Phân Lý hỏi. Tuyệt đối là thật, anh nghĩ, Bí thư Diệp sẽ nói những lời vô căn cứ sao? Đã phải thảo luận trên hội nghị thường ủy, rõ ràng đây là chuyện lớn của toàn thành phố. Tuy nhiên, việc này... Tôi lo rằng Bí thư Diệp đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, không có việc cho chúng ta đâu. Chúng ta ấy à, chỉ phải giơ tay tỏ ý tán đồng trong hội nghị thường ủy. Hắn đơn giản chỉ muốn một cái danh nghĩa chính thức mà thôi. Khổng Đoan nói. Ừ, hắn đã ám chỉ muốn để nhà máy nhiệt điện đặt tại thị xã Trương Hà. Điều này, ai ai cũng đều biết. Chỉ Hạo Cường hừ một tiếng, đối với dự án này, ông ta không hy vọng gì, ông chỉ không khỏi có chút buồn bực. Thấy một chiếc bánh ngọt lớn, không ngờ lại không có chuyện cho mình. Con chó đó của Trương Hà chỉ là Vương Long Đông mà thôi. Tất Phân Lý hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Khổng Đoan nói. Việc này, chúng ta không thể cứ để cho con chó họ Vương kia lấy đi được. Đặt tại thị xã Trương Hà cũng được, nhưng, đây là chuyện của Ủy ban Nhân dân chúng ta, sao đến lượt con chó họ Vương kia đến chủ trì đại cục. Diệp Phàm kia không để Ủy ban Nhân dân chúng ta vào mắt sao? Đúng, dự án này, chúng ta phải dành về cho Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Người chủ trì đại cục ngoài chủ tịch Khổng còn ai vào đây nữa?
chúng ta phải phối hợp với chủ tịch Khổng làm tốt dự án này là được. Vương Long đồng ấy à, cho uống chút canh thừa là được. Dù sao, nhà máy nhiệt điện này đặt tại Trương Hà phải không? Hơn nữa, để cho Ủy ban Nhân dân thành phố ra mặt là hoàn toàn chính đáng. Diệp Phạm Anh quản lý ngũ quan, nhưng tay cũng không thể vươn quá dài. Nhâm Tín Thiên nói, chủ trì đại cục, ha ha, theo lý mà nói tất nhiên là chuyện của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta rồi. Tôi nghĩ, Diệp Phạm cũng có thể hiểu được cái lý này mà. Anh cũng không thể ôm đồm hết Ủy ban Nhân dân thành phố, vậy còn cần Khổng Đoan tôi làm gì? Cho nên sáng ngày mai, chúng ta cần phải giành lấy dự án này về phía Ủy ban Nhân dân thành phố rồi nói sau. Về phần phân phối công việc cụ thể, đến lúc đó chúng ta thương lượng rồi làm. Còn công việc cụ thể ấy à, phải phiền đến chủ tịch Tất ra tay rồi. Khổng Đoan tôi chỉ biết khua môi múa mép thôi, mà Tín Thiên cũng có thể giúp đỡ bên cạnh. Đến lúc đó, dự án nhiệt điện lớn như vậy, nhất định phải móc nối với khối công an luật pháp rồi. Lúc đó, lão chỉ phải ra tay rồi. Việc này vẫn chưa định, nhưng Khổng Đoan đã sớm hứa hẹn này nọ. Ngay cả Trì Hạo Cường dường như cũng có thể được chia một muỗng súp. Việc này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu Diệp Phàm phát hiện ra, hắn đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Chỉ có điều, nếu phải bỏ phiếu biểu quyết, chúng ta có đánh thắng Diệp Phàm không? Tất Phân Lý cũng không lạc quan bao nhiêu, ngược lại cau mày đắn đo. Chỉ dựa vào bốn người chúng ta nhất định không đủ, tên Lý Vi miệng không kiểm soát được, lúc nói này lúc nói nọ, không có gì chính xác. Mà người này lại làm công tác ủy ban kỷ luật, tính tình thối không khác gì hòn đá trong nhà xí, trước kia chúng tôi cũng đã thử tiếp xúc với gã. Tuy nhiên, người này không tiếp, luôn luôn giả ngu. Cho nên, muốn tranh thủ sự ủng hộ của gã là không thể nào. Có điều, chúng ta thế này, Diệp Phàm có lẽ cũng sẽ bị lạnh nhạt. Phượng Thủy Linh ngã từ trên cao xuống, cô ta giờ như chim sợ cành cong, có lẽ sẽ lựa chọn bỏ quyền. Nhưng Sa Quân người này ngày đó bị Diệp Phàm làm mất hết mặt mũi, nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Xem ra có thể tiếp xúc một chút, khả năng ông ta giúp chúng ta là rất lớn. Khổng Đoan phân tích nói. Sa Quân dễ nắm bắt, có điều muốn kéo ông ta nhập bọn là không thể được, chỉ có thể nói là tạm thời kết đồng minh thôi. Lần này ông ta có thể giúp chúng ta, năm sau không phải ông ta muốn làm cán bộ huấn luyện tư tưởng hay sao, chúng ta cũng có thể nhanh chóng thúc đẩy việc này. Xem như đáp trả lại ân tình của ông ta. Nhâm Tín Thiên nói. Ừ, chỉ có việc này mới có thể nắm thóp ông ta. Chỉ có điều, còn có Trần Đại Hải, người này vừa tới không lâu, cũng không phát hiện ra hắn qua lại thân thiết với ai. Phỏng chừng, cũng sẽ chọn con đường từ bỏ quyền. Tính như vậy, chúng ta nhiều nhất có 5 phiếu. Như thế, không có cách nào thông qua được. Diệp Phàm thấy bất lợi cho mình, rất có thể sẽ lựa chọn gác lại việc này, sang năm nói tiếp. Khổng Đoan nói. Đáng tiếc, tên Ngọc Xuân Phong này vẫn rất kiên cường không chịu khuất phục. Có phải là do chúng ta chèn ép chưa đủ mạnh không? Chủ tịch Khổng, có nên mạnh tay hơn chút nữa không? Dứt khoát biếm người này vào lãnh cung. Đến lúc đó, gã bị lạnh lâu rồi tự nhiên sẽ cảm mạo thôi. Trên khuôn mặt Tất Phân Lý lóe lên một nét hung ác nhàn nhạt. Tất nhiên, ông Tất đã thấy được giá trị lớn của dự án này. Có lẽ... Nếu có thể giành về được thì đây sẽ là chiến tích vô cùng lớn. Đến lúc đó, ông Tất liền có thể leo lên càng cao. Chèn ép quá mức thì không tốt, dù sao gã cũng là ủy viên thường vụ thành ủy. Chuyện gì không cho gã quản, người ta sẽ không đến chỗ Diệp Phàm mà nói à. Đến lúc đó Diệp Phàm hỏi đến, ngay cả tôi cũng không biết nên trả lời thế nào. Có điều, vẫn phải có biện pháp, hiện giờ gã vẫn đang phân quản mấy phòng ban cửa sau. Chúng ta hoàn toàn có thể khống chế toàn diện gã từ mấy phòng ban này. Khổng Đoan tôi muốn phó chủ tịch thành phố, ủy viên thường vụ gã ngay cả khả năng sai khiến cấp dưới cũng không có. Đến lúc đó, Ngọc Xuân Phong hắn tôi thấy phải sửa thành Ngọc Đông Phong rồi. Trên mặt Khổng Đoan hiện lên khí phách vô tận, khác hẳn với con người thường ngày nói năng thận trọng. Biện pháp hay lắm, cái này dễ thôi. Chỉ cần mời lãnh đạo các đơn vị cấp dưới đến chỉ đạo một chút là đủ rồi. Đến lúc đó, dù cho Diệp Phàm có hỏi, chỉ có thể nói là Ngọc Xuân Phong anh không có năng lực mà thôi. Ngay cả các phòng ban cấp dưới cũng không nghe lời anh còn làm phó chủ tịch thành phố, ủy viên thường vụ cái quái gì, cũng không phải chúng ta không để gã phân công quản lý, đúng không nào? Trì Hạo Cường cười khan nói.
Chủ tịch thành phố, chèn ép như vậy có khi nào lại chọc giận Ngọc Xuân Phong khiến cho gã ngược lại rơi vào vòng tay của Diệp Phàm hay không? Vạn Phú Tài nói xen vào một câu. Ha ha, sẽ không đâu. Khổng Đoan rất tự tin cười nói, vẻ mặt thản nhiên thong dong. Sao lại sẽ không, vật cực tất phản, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại đi gì? Con người cũng có tâm lý phản nghịch, chó cùng đường không phải cũng sẽ nhảy tường hay sao? Vạn Phú Tài có chút không tin. Anh nói xem, Phú Tài, Ngọc Xuân Phong ngả về phía Diệp Phàm thì sẽ được lợi gì? Gã đắc tội Khổng Đoan tôi thì được lợi gì? Khổng Đoan nói. Có vẻ có lý, ít nhất, trước khi bị mất mặt hoàn toàn gã vẫn còn có thể phân công quản lý mấy phòng ban. Ít nhất còn có quyền lực nhất định, nếu gã ngả về phía Diệp Phàm, hiện giờ Ủy ban Nhân dân thành phố là do Chủ tịch Khổng Anh đứng đầu. Hơn nữa, đám người chủ tịch tất căn bản cũng không có không gian sinh tồn của Ngọc Xuân Phong. Muốn khống chế toàn diện gã dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm tuy là bí thư, nhưng cũng không thể can thiệp quá nhiều vào công việc cụ thể của Ủy ban Nhân dân thành phố. Vạn Phú Tài gật gật đầu. Tín Thiên, La Phong hai người cũng có việc phải làm đấy. Hồng Cốc Trại một khi tiền rót từ Bộ Tài chính xuống, việc này, tôi chuẩn bị đề nghị cho Tín Thiên đi làm. La Phong phối hợp làm ở Hồng Cốc Trại. Nghe nói Bộ Tài chính chuẩn bị móc nối với Hồng Cốc Trại. Đến lúc làm ra chuyện, lực ảnh hưởng sẽ không nhỏ đâu. Các anh không thấy sao? Chủ tịch Điền đang rất quan tâm từng ngày từng giờ đấy. Chỉ cần các anh làm tốt, Chủ tịch Điền nhất định sẽ coi trọng các anh. Chủ tịch tỉnh Điền là một người thực tế, ông ta chỉ chú trọng vào biểu hiện của các anh. Đối với những điều khác, Chủ tịch Điền không để tâm đâu. Khổng Đoan nói. Diệp Phàm có lẽ cũng sẽ cản trở. Nhâm Tín Thiên nói. Vậy ngày mai ở hội nghị thường ủy sẽ thấy rõ thôi. Khổng Đoan đột nhiên nghiêm mặt, như một bức tượng, hết sức đăm chiêu. Nghe nói ngày mai tổ đi tuần của Mặt trận Tổ quốc sẽ xuống, vẫn là Phó Chủ tịch tỉnh Trần Húc dẫn đầu. Tổ viên trong tổ đều có lai lịch không vừa, ví dụ như, Hồ Quý Thiên sở phó sở thường vụ tỉnh. Lần trước, Diệp Phàm và Chủ tịch Trần Xích Mích. Lần này bọn họ xuống có phải là có trò hay để xem rồi hay không? Vạn Phú Tài vẻ mặt phấn khởi. Ha ha, trong tổ còn có lãnh đạo và các chuyên gia trong sở xây dựng và sở thủy lợi. Hơn nữa, còn có những người như phó kiểm sát trưởng viện kiểm sát, tòa án. Lần này cấp bậc của tổ tuần tra rất cao, là một bộ phận thành viên có đeo hàm ủy viên thường vụ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đi xuống. Khổng Đoan thản nhiên cười nói, uống một ngụm trà. Bộ dáng cực kỳ nhàn nhã. Đừng nói là nhắm vào Diệp Phàm mà tới đấy. Tất Phân Lý bất ngờ chấn động, nhìn Khổng Đoan. Ông nói xem, ông Tất. Tâm tình Khổng Đoan lúc này rất tốt, nói rất thoải mái sảng khoái. Nhắm vào chuyện gì mà tới nhỉ? Tất Phân Lý nghĩ ngợi, lão cảm giác dường như chuyện này Khổng Đoan đã biết ít nhiều. Chương 2380, phải nghe lời vợ. Ha ha, chúng ta gần đây xảy ra chuyện gì? Có lẽ họ là vì chuyện đấy mà tới. Ông xem đi, một số người căn bản không còn để tâm đến luật pháp nữa rồi. Dùng thủ đoạn hành chính thay thế pháp luật, chuyện này có được không? Đây là biểu hiện của việc làm trái pháp luật, làm sai quy định. Cán bộ chúng ta ấy à, cũng phải tự hạn chế hiểu không? Biết luật mà phạm luật là chuyện không chấp nhận được, cho dù có là cán bộ cũng không được, càng không được phép. Khổng Đoan trong lời nói có chút ngầm chỉ. Tổ tuần tra có lẽ chiều mai sẽ đến Đồng Lĩnh, công tác tiếp đãi chúng ta không cần quan tâm, Mễ Nguyệt sẽ làm. Tuy nhiên, nếu tổ tuần tra muốn Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta phối hợp, hy vọng mọi người có thể lĩnh hội được ý đồ của lãnh đạo, làm cho tốt. Tới thật đúng lúc. Nhâm Tín Thiên thở dài, sau đó người này nhíu mày, hỏi. Nếu như có liên quan đến trạm phát điện Hồng Cốc, có thể nào liên quan đến chuyện của Hồng Cốc Trại hay không? Việc này nếu như chúng tôi đi làm, có thể nào bị kéo vào không? Tín Thiên à, Hồng Cốc Trại chỉ liên quan đến chuyện về nước thôi. Đến lúc đó, nếu như anh đi phụ trách, chúng ta mang ít nước đến là được. Tất nhiên, muốn thỏa mãn toàn bộ Hồng Cốc Trại là không thể nào. Tuy nhiên, dạo gần đây, chỉ cần có tiền đều dễ làm việc. Mấu chốt chính là phải xem Bộ Tài chính có thể rót xuống bao nhiêu. Khổng Đoan nói, trong nhà Sa Quân bày biện một chiếc ghế nằm, chiếc ghế này làm từ gỗ. Hai tay vịn cong thành hình vòm, tay vịn nhìn qua vô cùng bóng bẩy, ngay cả sơn cũng bị cánh tay mài đến không còn bao nhiêu nữa rồi.
đây chỉ là một chiếc ghế nằm bình thường thôi, nhưng Sa Quân lại rất yêu quý chiếc ghế nằm này. Đến giờ cũng đã nằm được mười mấy năm rồi, giờ phút này chiếc ghế đang kêu kẽo kẹt, bởi vì Sa Quân đang đong đưa thân hình có chút mập mạp của mình. Anh xem, rung mạnh như vậy, đừng rung nữa gãy ghế. Phạm Hồng Liên, bà xã của Sa Quân, từ trong phòng ra, nhìn thấy, nói có chút oán trách. Ha ha, anh vui anh rung, em lo nhiều như vậy làm gì? Sa Quân dường như tâm tình rất tốt, cười nói. Xem anh hay chưa kìa, tuy là ghế của cựu lãnh đạo, nhưng cũng có cần phải vui đến mức đó không? Phạm Hồng Liên cười nói. Chuyện này liên quan gì đến lão lãnh đạo? Tuy nhiên, cũng đúng, đã lâu rồi không đến nhà lão lãnh đạo xin bữa cơm rồi. Sa Quân thở dài, mày nhíu lại. Ôi, anh chính là như vậy, vừa đến mấy ngày gây sức ép làm cái gì? Người ta không phải vẫn hay nói, lúc này cần phải chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức hay sao? Anh vừa tới, chưa có căn cơ gì đã muốn hơn thua với mấy ông tai to mặt lớn trong thành ủy, hơn thua làm gì? Em nghe nói người họ Diệp kia không đơn giản đâu, anh phải chú ý một chút. Sau một thời gian ngắn hãy gây sức ép cũng chưa muộn mà. Hơn nữa, người họ Khổng kia cũng có thực lực, người ta căn bản là một con hổ sinh ra và lớn lên tại chính nơi này. Cường long khó đấu địa hổ, việc này, anh vẫn nên, thì tốt hơn. Có một số việc. Lão lãnh đạo cũng không thể chiếu cố đến được. Phạm Hồng Liên thở dài. Em thì biết cái gì, Sa Quân anh theo bí thư La nhiều năm như vậy. Diệp Phạm hắn mới là kẻ kiêu ngạo thực sự, không ngờ lại không coi bí thư La ra gì. Tần lĩnh này, vẫn do bí thư La làm chủ, hắn ta là thứ gì chứ, muốn tranh giành cùng anh, em cứ đợi mà xem, ngày mai, hắn lập tức sẽ gặp xui xẻo, muốn anh Sa Quân này ngủ đông, còn phải xem là ở chỗ nào. Năm đó lúc ở tỉnh, cái mặt của Sa Quân này có ai dám không nể. Sa Quân lạnh lùng hừ nói, người cũng ngồi dậy. Anh ấy à, vẫn cứ nóng nảy như thế. Lão lãnh đạo nói rồi, Sa Quân à, anh nên sửa cái tính này đi. Bằng không, sẽ phải chịu nhiều thua thiệt đấy. Anh không tin, anh cứ xem đi, vẫn nên cẩn thận một chút. Trước kia ở trên tỉnh, anh quá cứng ngắc rồi. Lão lãnh đạo nói rồi, quá cứng thì dễ gãy. Anh xem đi. Anh ở tỉnh đắc tội bao nhiêu người? Trước kia anh là thư ký của bí thư La, người ta không dám làm gì anh sao? Hiện tại thì sao, nếu bí thư La bị điều đi đâu thì sao? Anh dù sao cũng phải suy nghĩ một chút chuyện sau này. Không thể cứ muốn làm gì thì làm. Phạm Hồng Liên bĩu môi, người đàn bà này, rất ghê gớm. Hừ, anh thấy có khi lão lãnh đạo càng già càng nhát gan. Sa Quân có chút giận. Bởi vì bà xã luôn đâm trúng nỗi đau của mình. Ngày đó bị Diệp Phàm chèn ép thê thảm, đối với Sa Quân mà nói đây quả là một chuyện rất mất mặt. Nhỏ giọng chút, lão lãnh đạo là người anh có thể nói như vậy sao? Phạm Hồng Liên sợ tới mức nhìn cửa sổ, vội vàng đóng cửa sổ lại. Anh tức giận vì em đấy, đóng cái gì, lão lãnh đạo ở thủ đô, có thể nghe thấy giọng nói ở Đồng Lĩnh hay sao? Còn có, Đại Hải có lẽ chốc nữa sẽ đến. Em đi ra ngoài xem đã đến chưa? Sa Quân lại nằm xuống bắt đầu rung đùi, dáng vẻ hết sức tự cao. Không lâu sau, Trần Đại Hải trưởng ban tổ chức cán bộ đi vào. Các anh nói chuyện nhé, em đi nấu chút điểm tâm. Phạm Hồng Liên cười, đi vào phòng bếp. Cậu Trần, vừa rồi chủ tịch Khổng của chúng ta đích thân gọi điện thoại cho tôi đấy. Sa Quân nói. Nói thế nào? Trần Đại Hải hỏi. Còn không phải là dự án nhiệt điện đó hay sao, buổi chiều Diệp Phàm đã bảo Mễ Nguyệt đưa cho tôi một bản tài liệu. Sa Quân nói. Ồ, Trần Đại Hải khẽ gật đầu, nhìn Sa Quân một cái, nói. Xem ra, Khổng Đoan thực sự muốn kéo công lao này về phía mình rồi. Điều đó là đương nhiên, Khổng Đoan muốn kéo toàn bộ qua, tuy nhiên, chắc rằng nhân vật số một của chúng ta cũng nghĩ như vậy. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta không giơ tay lên được. Cũng không chạm được vào bờ. Diệp Phàm biết chuyện lần trước đã đắc tội tôi, cho nên, cũng không ám chỉ muốn tôi ủng hộ hay gì đó, chỉ đưa tài liệu liên quan cho tôi xem thôi. Cho dù mẹ hắn có cầu xin tôi, Sa Quân tôi cũng sẽ không gật đầu. Mẹ kiếp, ngày hôm đó sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Sáng mai chỉ là thời điểm Sa Quân tôi bắt đầu ra tay mà thôi. Đừng tưởng rằng nhân vật số một của Đồng Lĩnh là kẻ hèn nhát. Hắn bây giờ còn chưa nói gì đến chuyện điều chỉnh nhân sự.
đến lúc đó có lẽ vừa sang năm mới liền điều chỉnh cả một đám cán bộ phải không? Lúc đó, cậu là trưởng ban tổ chức cán bộ, còn tôi là bí thư đảng quần chúng giáp công hai mặt, lại thêm Khổng Đoan ra tay, tôi xem hắn sẽ quản lý cái mũ thành phố đồng lĩnh này như thế nào. Tôi muốn hắn nhìn thấy hậu quả đắc tội tôi là vô cùng nghiêm trọng đấy. Sa Quân đột nhiên trở nên nóng nảy, người này cũng không nhịn được nữa mà bùng nổ. Trần Đại Hải nhìn hai cái đùi đang rung của Sa Quân, hỏi. Khổng Đoan có phải đã yêu cầu anh ủng hộ ông ta không? Ừ, việc này, mặc dù Khổng Đoan không yêu cầu tôi cũng sẽ ra tay. Đương nhiên, có ủng hộ Khổng Đoan hay không lại là chuyện khác. Dù sao, tôi cũng sẽ không để cho tên họ Diệp đó sống dễ chịu. Sa Quân hừ nói, nhìn Trần Đại Hải một cái, hỏi. Cậu đã đi dò xét cái cô Phượng Thủy Linh kia chưa? Có thử một lần, tuy nhiên, cô ta không có phản ứng. Có lẽ chỉ đang giả bộ ngốc thôi. Trần Đại Hải nói. Cũng bình thường, Cao Thành vừa đổ, mà Đào Cư Lễ trong nhóm Cao Thành lại bị điều gì? Phượng Thủy Linh lập tức thành đứa trẻ không cha không mẹ. Hơn nữa lại là một đứa trẻ cô độc, ngay cả đồng bạn cũng không tìm thấy. Trước kia nghe nói cô nàng cũng khá kiêu ngạo. Hơn nữa, cũng không thân thiết với Mễ Nguyệt, chẳng qua trước khác nay khác, lúc này cô ta đã là một người không còn ai ủng hộ. Trong lúc mấu chốt này, tự nhiên muốn cụp đuôi làm người. Phải tranh thủ cô ta về phía mình, phải để cho hắn thấy được thực lực của Sa Quân tôi. Tuy nói có lẽ cô ta cũng biết tôi từng là thư ký của Bí Thư La. Nhưng, cô ta bây giờ vẫn đang xem chừng. Không thể hiện thực lực rất khó khiến cô ta nhập bọn cùng chúng ta. Sa Quân nói. Ừ, chuyện ngày mai rất quan trọng. Tốt nhất là có thể giúp Khổng Đoan một tay lật lại ván cờ. Để Phượng Thủy Linh nhìn thấy thực lực được của chúng ta. Về sau, sang năm tới, khoa huấn luyện của chúng ta vừa mở ra, nhất định phải làm cho thật hoành tráng. Phải để cho các cán bộ đồng lĩnh đều phải nhớ kỹ tên của chúng ta. Cho đến lúc này, Phượng Thủy Linh mới gia nhập, thành ủy đồng lĩnh sẽ lập thành bố cục ba phần. Diệp Phàm đầu kia cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hiện tại hắn cũng chỉ xấp xỉ Khổng Đoan mà thôi. Khối chúng ta mọi việc đều thuận lợi. Hai bên đều có lợi. Chẳng qua phương án này anh lại không đồng ý. Tôi vẫn cảm thấy như vậy tốt hơn. Nếu như một mặt giúp đỡ Khổng Đoan công kích Diệp Phàm. Vậy không phải chúng ta trở thành thuộc cấp Khổng Đoan rồi hay sao? Điều này cũng tuyệt không phải cục diện anh muốn nhìn thấy. Tính toán của anh là từng bước khống chế đại cục đồng lĩnh. Cho nên, giúp đỡ Khổng Đoan cũng được, nhưng phải độc lập ở bên ngoài Khổng Đoan. Khiến cho người ngoài nhìn thấy được chúng ta tự lập thành một trường phái riêng. Chúng ta là có thực lực mà không phải là thuộc cấp. Theo thời gian, tôi không tin Diệp Phàm và nhóm của Khổng Đoan làm bằng sắt. Một khi có lỗ hổng có thể lợi dụng, thì sẽ lôi kéo một số người bên bọn họ về đây, chính là thời điểm anh nắm trong tay đại cục đồng lĩnh. Cho đến lúc đó, Bí Thư La cũng có thể nhìn thấy năng lực quản lý của anh, tự nhiên, mọi việc sẽ thuận theo ý mình. Trần Đại Hải có chút giống quân đội của Sa Quân, anh biết, mình chỉ có thể làm thuộc cấp của Sa Quân. Bằng không, phỏng chừng vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ này ngồi cũng không vững. Hiện tại người ta chỉ quan tâm đến lợi ích, nào có gì bền vững như thép. Đến lúc đại nạn, bà xã ông xã cũng đều phải tự lo cho thân mình, chứ đừng nói tới một tập thể kết hợp lại từ lợi ích. Trong nhóm Khổng Đoan tôi thấy Tất Phân Lý không dễ xuống tay, quan hệ giữa họ quá sâu sắc. Nhưng Trì Hạo Cường không chừng có thể xử lý, người này có chút không ổn định. Tôi thấy hắn ta chưa chắc một lòng với Khổng Đoan. Sa Quân nói. Sao lại là Trì Hạo Cường? Trần Đại Hải có chút không hiểu nhìn Sa Quân. Ha ha, nếu chúng ta lấy lý do để gã kiêm chức cục trưởng công an, cậu nói xem gã có lay động hay không? Sa Quân cười nhạt một tiếng, tư thế như đang nắm cả đại cục trong tay. Chỉ sợ khó làm, Bao Nghị là đại tướng của Diệp Phàm. Anh xem đi, cán bộ toàn thành phố, chỉ có Diệp Phàm có thể sai bảo được Bao Nghị. Cục công an thành phố này, nghiễm nhiên họ Diệp làm chủ rồi. Tên kia, xung phong ở phía trước, chỉ cần Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, gã lập tức sẽ nhào tới cắn người, con chó này rất trung thành, cho nên, muốn thay đổi Bao Nghị, cửa ải đầu tiên là Diệp Phàm đã không thể qua được rồi. Trần Đại Hải lắc đầu cho rằng không có khả năng. Cũng chưa chắc, nếu cho Bao Nghị chức bí thư đảng ủy công an cấp phó sở. Hoặc kêu Bao Nghị về sở làm phó giám đốc sở, gã có chịu hay không? Sa Quân hừ nói. Cái này,
tất nhiên gã cầu còn không được rồi. Chẳng qua, muốn nhấc gã lên vị trí này, mặc dù là tôi hay anh, đoán chừng đều khá khó khăn. Trần Đại Hải nói. Khó gì, chúng ta thay đổi cách nghĩ đi. Bao Nghị không cần đi, nhưng, tạm thời bảo gã đi học tập là được. Hoặc là lấy lý do điều động đến giúp đỡ cấp trên bộ công an làm gì đó. Cái này, đi một cái là hết 1-2 năm đấy. Đến lúc đó, cục công an thành phố này không phải liền rơi vào tay Chỉ Hạo Cường rồi hay sao? Chúng ta lại thuận sóng đẩy thuyền một chút, hơn nữa, như thế Khổng Đoan tuyệt đối sẽ đồng ý. Đến lúc đó, chuyện đã đâu vào đấy, Chỉ Hạo Cường đi qua, Khổng Đoan hận cũng vô ích rồi. Chẳng qua, Chỉ Hạo Cường có chịu hạ quyết tâm hay không thôi. Đương nhiên, cũng phải để cho Chỉ Hạo Cường nhìn thấy thực lực và hy vọng của chúng ta mới được. Chỉ có vị trí cục trưởng thì thật đúng là vẫn khó khiến gã quyết định. Sa Quân cũng có chút buồn bực. Chương 2381, là anh ta. 11 giờ đêm, Bao Nghị ghé qua phòng của Diệp Phàm ở thành ủy. Chứng cứ về đám nhị hổ đã tìm được đủ chưa? Diệp Phàm hỏi. Đã đầy đủ cả rồi, những tên này làm không ít chuyện xấu. Lần trước, dân trại Hồng Cốc bị đánh trọng thương, bị đe dọa đều là do đám người này làm. Hơn nữa, kẻ đứng đằng sau lại chính là trạm trưởng thôi của trạm phát điện Hồng Cốc, ông ta đã bỏ tiền ra mời bọn chúng làm. Bao Nghị nói, nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Chỉ với những chứng cứ hiện giờ chúng ta nắm giữ, hoàn toàn có thể bắt Thôi Tân Viễn. Hiện giờ tạm thời không cần động đến ông ta, muốn động ngày mai thấy tôi ám chỉ thì động. Tôi đoán, ngày mai đoàn đại biểu mặt trận Tổ quốc tỉnh xuống liền đi về phía trạm phát điện Hồng Cốc đấy. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị cho thật tốt, mà người dẫn đầu là Phó Chủ tịch tỉnh Trần Húc. Nếu bọn họ xuống, hãy để cho bọn họ xem một vở diễn thật thú vị. Phỏng chừng, bọn họ cũng là xuống đây để diễn kịch, chúng ta thế này gọi là lấy diễn đối lại diễn thôi. Diệp Phàm nói, là anh ta, Bao Nghị kêu lên thất thanh. Còn ông bạn cũ Hồ Quý Thiên của anh nữa. Diệp Phàm hừ nói, xem ra, không chỉ nhắm vào trạm phát điện Hồng Cốc. Phỏng chừng, ngay cả tôi cũng bị bọn họ theo dõi rồi. Bao Nghị vẻ mặt khó coi nói, ừ, phỏng chừng một mũi tên trúng hai con chim. Ngay cả tôi họ cũng muốn lôi vào. Tuy nhiên, chúng ta không phải lo. Diệp Phàm nói, lại hỏi. Về chuyện bán rẻ trạm phát điện Hồng Cốc anh đã hành động chưa? Đã sắp xếp vài đồng chí có năng lực đi âm thầm điều tra, tuy nhiên, những điều nhìn thấy được khi âm thầm điều tra vẫn luôn khá hạn chế. Tuy nhiên, để tăng nhanh tiến độ điều tra, tôi đã bảo sư đệ của tôi đi, cậu ta đang âm thầm ra tay, chuyện cảnh sát không tiện làm cậu ta lại có thể làm được. Không còn cách nào khác, thời gian gấp gáp nhiệm vụ lại nặng, tôi không thể không sử dụng một số thủ đoạn không đúng đắn. Điều này xin Bí Thư Diệp hiểu cho. Bao Nghị vẻ mặt nghiêm túc, nói. Không có gì hiểu hay không hiểu cho ở đây, chúng ta làm những điều này là vì nước vì dân. Cũng không phải làm chuyện xấu, tuy nói cách làm có hơi không đứng đắn, nhưng xuất phát điểm của chúng ta là tốt. Đương nhiên, chúng phải chú ý không để lại dấu vết. Dù sao Hồ Quý Thiên cũng đang theo dõi anh, một khi có lỗ hổng là có thể nắm bắt, người này tuyệt đối sẽ không khách khí đâu. Hơn nữa, lần trước chuyện mỏ than Hải Sơn, mấy vị lãnh đạo vốn đã không ưa anh có lẽ cũng sẽ để mắt đến tôi và anh đấy. Hiện giờ chuyện chúng ta đang làm có thể lấy 4 chữ này để hình dung, đi trên băng mỏng. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Bí Thư Diệp, lúc nào thì triển khai điều tra chính thức chuyện bán rẻ trạm phát điện Hồng Cốc? Nếu như chậm tôi sợ bọn họ sẽ tiêu hủy mất gần hết chứng cứ. Điều này vô hình chung sẽ tạo ra lực cản càng lớn hơn đối với việc điều tra về sau của chúng ta. Bao Nghị hỏi. Bất kể khó khăn như thế nào, đám sâu mọt quốc gia này nhất định phải bắt. Tuy nhiên, vài ngày nữa là bước sang năm mới rồi. Hiện tại gây sức ép cũng không phải lúc, vẫn nên để mọi người ăn Tết cho trọn. Đương nhiên, âm thầm điều tra vẫn không được ngừng, nhất định phải quan sát chặt điểm quan trọng. Những chứng cứ có thể nắm bắt được trong tay thì phải nắm bắt trong tay. Diệp Phàm nói. Không bắt không được, bằng không, hoàn toàn không giải quyết được vấn đề nước dùng của Hồng Cốc trại. Hơn nữa, phòng chừng có thể truy hồi được không ít tiền bạc của quốc gia từ trong đó. Bao Nghị gật gật đầu. Đáng tiếc bên phía Bộ trưởng Phong vẫn không có tin tức gì, việc này, thật đúng là khiến người ta sốt ruột. Trên mặt Diệp Phàm hơi có vẻ lo lắng. Ngày hôm sau 9 giờ sáng,
13 ủy viên thường vụ của thành ủy Đồng Lĩnh đúng giờ có mặt trong phòng họp. Các đồng chí đều đến cả rồi, đề tài thảo luận thứ nhất của chúng ta chính là giải quyết đề nghị nước dùng của người dân Hồng Cốc Trại, cải tạo ruộng cơ bản và nâng cao mức sống của người dân. Hy vọng các đồng chí nói thoải mái, trại Hồng Cốc hơn 6.000 quần chúng. Mức sống của bọn họ đang rất cần được nâng cao. Một nửa số đồng chí đang ngồi đây trong chúng ta đều đã từng chứng kiến cuộc sống của họ, thực sự đã đến mức không thay đổi không được nữa rồi. Mà bản thân trại Hồng Cốc tài nguyên thiếu thốn, hiện tại ngay cả đường cũng không thông. Hơn nữa vị trí hẻo lánh, muốn thiết thực đề cao mức sống của họ, khó khăn rất lớn. Nhưng, việc này, Chủ tịch Điền tỉnh ủy và Bộ trưởng Phong Bộ Tài chính đều đang quan sát. Cho nên, không thay đổi không được. Đây là một chuyện lớn mà thành phố Đồng Lĩnh chúng ta phải bắt đầu làm trong cuối năm nay. Mấy ngày nữa là bước sang năm mới rồi, chúng ta phải tranh thủ cuộc họp ngày hôm nay để đề ra một phương pháp thiết thực, có thể thực hiện được, lập thành nghị quyết. Bằng không, sang năm mới, sự lề mề của mọi người có thể làm lỡ mất cuộc sống của người dân. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Bí thư Diệp, Hồng Cốc Trại thiếu nước nghiêm trọng, đừng nói đến nước dùng cho sản xuất, mà ngay cả phương diện nước dùng cho sinh hoạt cơ bản cũng có chút khó khăn. Mà dưới trại của họ có một nhánh khe suối, trước kia lượng nước còn nhiều. Tuy nhiên, hiện tại nước gần như đã khô cạn. Cho nên, muốn cải thiện cuộc sống của họ, đầu tiên phải giải quyết vấn đề nước. Huống chi, phương diện cải tạo chất lượng và sản lượng ruộng, các chuyên gia cũng đưa ra biện pháp lấy nước để cải tạo. Vương Long Đông lên tiếng đầu tiên. Không chỉ riêng gì nước, đường bộ cũng là một nhánh trên con đường làm giàu của Hồng Cốc Trại. Hồng Cốc Trại bởi vì nguyên nhân đặc thù, đến giờ ngay cả một đường quốc lộ nhỏ cũng không có. Con đường quốc lộ bên đó thông được rồi thì lại đến bên này bị lấp. Cho nên, khai thông đường quốc lộ cũng là việc cấp bách hàng đầu. Bằng không, mặc dù đã giải quyết xong vấn đề nước, đó cũng chỉ là giải quyết được vấn đề nước dùng cho sản xuất và sinh hoạt của hơn 5.000 người dân Hồng Cốc Trại mà thôi. Đây chỉ là một loại bảo đảm cơ bản, muốn làm giàu thì chẳng qua là nằm mơ mà thôi. Nhâm Tín Thiên nói, hai vấn đề lớn đầu tiên trên con đường làm giàu của Hồng Cốc Trại phải được giải quyết tận gốc. Bí thư Diệp đã mượn một ít nước từ trạm phát điện Hồng Cốc. Vấn đề nước dùng sinh hoạt cơ bản của người dân trại đã được giải quyết. Có điều, nghe nói trạm phát điện Hồng Cốc vẫn ngăn không để nước chảy. Mấy ngày nay cục trưởng Bao có sắp xếp vài cảnh sát trông coi đập lớn bên khe suối. Nhưng đây cũng không phải là một cách giải quyết lâu dài. Một khi công an cảnh sát đi rồi, phỏng chừng nước của khe suối lại cạn. Này, cũng không thể yêu cầu cảnh sát đóng quân lâu dài, cũng không thích hợp. Cho nên, giải quyết vấn đề nước thế nào với trạm phát điện Hồng Cốc cũng là một vấn đề lớn. Trưởng ban thư ký thành ủy Mễ Nguyệt nói. Nước này rõ ràng chính là của người dân trại Hồng Cốc, là nước của tất cả người dân dưới hạ du dùng chung. Dựa vào cái gì mà trạm phát điện Hồng Cốc sau khi cưỡng ép cướp đi nước còn muốn ngăn nước không trả? Nghe nói đám người này rất kiêu ngạo, không ngờ còn mượn một đám lưu manh to lớn giả mạo bảo vệ đối kháng với nhóm cảnh sát do cục trưởng Bao dẫn đầu. Tôi thấy, những tên lưu manh này chính là ô dù của trạm phát điện Hồng Cốc, là một đoàn thể có tổ chức, có tính phi pháp. Phải kiên quyết đả kích, giải quyết triệt để. Nếu như lực lượng của cục công an thành phố không đủ, quân phân khu chúng tôi có thể đưa ra một số người để hỗ trợ. Đám người này, muốn làm phản phải không? Dám ngang nhiên đối kháng với cơ quan chấp pháp quốc gia. Rốt cuộc là muốn làm gì? Lã Lâm Tư lệnh quân phân khu như đang nói đến thế lực gian ác, nhưng thực tế chính là chỉ trạm phát điện Hồng Cốc. Trước khi chuyện còn chưa tra rõ ràng đã nhận định bảo vệ của trạm phát điện Hồng Cốc là thế lực gian ác. Cái này, có phải là quá không nghiêm túc rồi không? Các đồng chí, phá án đều phải coi trọng chứng cứ. Trước khi cục công an thành phố còn chưa kết án định tính chất, chúng ta nói chuyện có phải là nên thận trọng hơn chút không? Tôi nghĩ, trạm phát điện Hồng Cốc là trạm phát điện thuộc tập đoàn Vạn Thắng của tỉnh thành. Tập đoàn Vạn Thắng là một doanh nghiệp lớn tương đối có danh tiếng ở tỉnh chúng ta, bọn họ làm sao có thể sằng bậy. Ngày hôm qua sau khi xảy ra việc này, trong quần chúng đã có hưởng ứng rất lớn. Cho rằng cục công an thành phố bị hiềm nghi lạm dụng chức quyền. Không dối gạt các vị, tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Có điện thoại do các lãnh đạo ở tỉnh gọi tới. Tôi vẫn luôn vừa đẩy vừa kéo, yểm trợ cho cục công an thành phố. Nhưng, tôi hy vọng cục công an thành phố có thể phá án nhanh chút,
bằng không, tôi sắp chống đỡ không nổi rồi. Những việc như thế này, nếu lãnh đạo thật muốn trách tội, chị Hạo Cường tôi sẽ bị hiềm nghi là bao che dung túng. Việc này, nếu đồng chí Bao Nghị không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, chị Hạo Cường tôi nhất định phải xử lý nghiêm túc. Không thể tưởng được chị Hạo Cường cũng có thể nói ra những lời như vậy. Chỉ trích trực diện Bao Nghị là cục trưởng công an mà xử lý không thỏa đáng. Ngày hôm qua chuyện xảy ra tại hiện trường là tôi tự mình ra lệnh, tôi tin tưởng năng lực giải quyết và phá án của cục trưởng Bao. Nói những lời không dễ nghe lắm thì đúng là trạm phát điện Hồng Cốc có chút quá kiêu ngạo. Chỉ là yêu cầu bọn họ trả lại một chút nước dùng sinh hoạt cho người dân trại Hồng Cốc mà thôi, trạm trưởng thôi kia kiêu ngạo biết bao, không ngờ mở miệng là hỏi đến tiền. Một giờ cho nước chảy là 2 triệu, nước ở khe suối này từ lúc nào đã trở thành nước vàng nước ngọc rồi. Huống chi, nước này vốn không phải của bọn họ. Mặc dù là nói từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố, suy xét đến vấn đề nước dùng cho người dân trại, trạm phát điện Hồng Cốc các anh cũng phải cho nước chảy. Các đồng chí, trạm phát điện Hồng Cốc tuy nói hiện tại thuộc tập đoàn Vạn Thắng. Nhưng, trạm phát điện Hồng Cốc vẫn là được xây dựng trong địa bàn đồng lĩnh chúng ta. Trạm phát điện Hồng Cốc cũng phải nghe theo sự điều hành thống nhất của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố về một số phương diện tất yếu dính líu đến quần chúng. Về phần nói những bảo vệ kia là thật hay giả, tôi tin rằng cục trưởng Bao sẽ kịp thời phân rõ ràng. Tuy nhiên, mặc dù là bảo vệ thực, cũng không thể kiêu ngạo như thế. Nhất định phải kiên quyết ngăn chặn, bằng không, luật pháp quốc gia để đâu. Ngôn từ của Diệp Phàm sắc bén. Tên này ra vẻ đang nói trạm phát điện Hồng Cốc. Trên thực tế những người ngồi ở đây đều hiểu, Diệp Phàm đang ngầm phê bình Trì Hạo Cường. Hắn nhìn Trì Hạo Cường sắc mặt có chút khó coi một cái, sau đó nói. Đồng chí Hạo Cường, nếu sau này trên tỉnh còn có điện thoại gọi đến, anh hãy bảo họ trực tiếp gọi tới số di động của tôi. Để tôi giải thích với bọn họ. Cái đó, được thôi. Chị Hạo Cường mặt âm trầm gật gật đầu, tuy nhiên, cũng đánh mắt nhìn Khổng Đoan. Ừ, ở trong chuyện này, chuyện trạm phát điện Hồng Cốc xử lý đúng là có chút không thỏa đáng. Dân chúng cần nước dùng, anh hãy cấp một ít đi. Tuy nói trạm phát điện này là của anh, nước này theo lý mà nói cũng trở thành của các anh đấy. Nhưng, xuất phát từ nhân đạo, anh vẫn phải cho một ít nước. Hơn nữa, bởi vì sau khi để nước chảy kinh tế trạm phát điện sẽ phải chịu tổn thất nhất định. Chính phủ đương nhiên cũng sẽ xem xét bồi thường thích hợp. Giao giá trên trời cũng không hay, về vấn đề giá tiền hoàn toàn có thể thương lượng hợp lý phải không nào? Khổng Đoan mở miệng nói, ngừng một chút nhìn mọi người một cái, nói. Tuy nhiên, về vấn đề giải quyết tôi hy vọng các đồng chí phía dưới có thể lĩnh hội được ý tứ của lãnh đạo. Làm bừa làm ẩu cũng không hay. Tất cả đều phải làm theo luật pháp đúng không? Điểm xuất phát của Bí Thư Diệp rất tốt, đối với một số chuyện không chính đáng cũng nên áp dụng một biện pháp nhất định. Chỉ có điều nếu như ảnh hưởng khá lớn, ngành công an phải nhanh chóng xử lý triệt để. Chỉ là, cứ mãi kéo dài cũng có ảnh hưởng nhất định đối với lãnh đạo. Những điều này, đều là những đồng chí cấp dưới xuyên tạc ý của lãnh đạo, hoặc là tác phong suy nghĩ, tác phong làm việc có chút chậm chạp. Cái gì gọi là chuyện đặc biệt thì có cách giải quyết đặc biệt, nhiều lúc thể hiện ngay trên phương diện này. Những lời Khổng Đoan nói khiến người ta khó có thể cân nhắc, tuy nhiên, mọi người vẫn có thể nghe ra đại ý. Khổng Đoan ra vẻ bảo vệ Diệp Phàm người lãnh đạo này, trên thực tế là đang nã pháo vào đồng chí Bao Nghị. Mà gián tiếp nói, thực tế chính là có chút ý kiến với lời Diệp Phàm nói. Chương 2382, đoạt quả đào. Tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của Chủ tịch Lỗ và Bí Thư Trì, đối với Cục Công an thành phố, gần đây tôi cũng nghe được một số ý kiến không giống nhau. Nói là Cục Công an thành phố chấp pháp thô bạo, tí tí là động chân động tay. Các đồng chí thử nghĩ mà xem, bọn họ cũng không phải phần tử phi pháp, kẻ thù về giai cấp đúng không? Hiện tại ấy à, quốc gia đều đang đề xướng chấp pháp văn minh, chấp pháp theo pháp luật. Hành vi của bọn họ, nói trắng ra một chút. Có chút giống như hành vi của thổ phỉ vậy. Nhận thức tư tưởng của cảnh sát và một số lãnh đạo cá biệt ngành cảnh vụ của chúng ta đang chờ được đề cao. Tướng quân thế nào thì binh lính như thế, tôi cho rằng, Bí Thư chỉ nói rất chính xác. Là Bí Thư Đảng ủy Công an thành phố, Cục Công an thành phố cũng là một trong những ban ngành cấp dưới thuộc lãnh đạo thành phố. Nhất định của tôn trọng quyết định của lãnh đạo, nghe theo sự chỉ thị và an bài của lãnh đạo. Lãnh đạo nghe thấy tiếng nói của quần chúng.
Điều này chỉ ra rõ ràng rằng ảnh hưởng đã vô cùng lớn. Xuất phát từ những ảnh hưởng đó, lãnh đạo yêu cầu Cục Công an thành phố mau chóng xử lý cũng hoàn toàn là hợp lý, hợp pháp, hợp quy. Cục Công an thành phố không làm theo, hoặc kéo dài sẽ phải truy cứu trách nhiệm người có trách nhiệm tương quan. Đối với đồng chí Bao Nghị, tôi thấy Bí thư Chỉ nên nghiêm khắc phê bình mới đúng. Bằng không, cứ để kéo dài và tiếp tục tác phong làm việc khinh suất thế này, chỉ sợ tương lai không thể khống chế được, sẽ càng trở nên nhiễu loạn hơn. Sa Quân rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ Trì Hạo Cường nã pháo vào Cục trưởng Cục Công an thành phố Bao Nghị. Ha ha, lãnh đạo trực tiếp Cục Công an là Đảng ủy Công an thành phố. Tuy nhiên, Đảng ủy Công an thành phố có phải cũng triển khai công tác dưới sự lãnh đạo của Đảng không? Muốn thoát ly hoàn toàn hoặc là bỏ qua sự lãnh đạo của Đảng mà thực hiện đều không được phép, ngay cả nghĩ thôi cũng không được. Thử nghĩ một chút đi, tất cả các đồng chí đang ngồi ở đây đều là đảng viên, hơn nữa đều là đảng viên lão thành rồi. Nguyên tắc đảng của chúng ta đâu cả rồi, chúng ta có còn là đảng viên nữa hay không? Mà chúng ta ngồi đây đều là đại diện của Đảng, mà lời của lãnh đạo có thể đại diện cho tổ chức nhất chúng ta nhất định phải nghe theo. Mà không phải là ngoan cố hay còn muốn cãi cọ. Chuyện hôm qua Cục trưởng Bao xử lý vô cùng chính xác mà. Chính như Bí thư Diệp đã nói, bảo vệ giả mạo kiêu ngạo như thế mà không kiên quyết đàn áp thì không được. Trong mắt bọn họ, có còn luật pháp quốc gia nữa hay không, có còn cơ quan chấp pháp quốc gia hay không, còn có Ủy ban Nhân dân chúng ta hay không? Những người này ấy à, căn bản chính là miệt thị cơ quan chấp pháp nhà nước. Ngang nhiên gây trở ngại công vụ không nói làm gì, rõ ràng còn cầm vũ khí công kích cảnh sát đang chấp pháp chính đáng. Đây là ai đã cho bọn chúng quyền làm như vậy, ai đang bảo vệ bọn chúng, ai đang ở sau lưng làm chỗ dựa cho chúng. Cứ thế này mãi không được, nếu tiếp tục thế này, chẳng phải là sẽ càng lúc càng lâm vào tình trạng kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, căn bản không xem chính phủ ra gì hay sao. Tình trạng này không thể để tiếp tục được, trạm phát điện Hồng Cốc tuy nói là của tập đoàn Vạn Thắng, nhưng tập đoàn Vạn Thắng không phải ở trên đất Trung Quốc chúng ta. Chẳng lẽ liền có thể không tuân thủ luật pháp chế độ của Trung Quốc chúng ta sao? Chính phủ tuy nói không thể nhúng tay vào chuyện của các doanh nghiệp, nhưng dẫn dắt hướng theo con đường tốt và chỉ huy tất yếu bọn họ vẫn phải nghe theo đúng không? Lấy một ví dụ đơn giản, không thể nói căn phòng này của anh, chính phủ muốn xây sân bay ở chỗ này liền vì anh giao giá trên trời mà đổi địa bàn được. Cứ như vậy còn gì là niềm tin của công chúng vào chính phủ nữa? Sự sắp xếp chủ tính của chính phủ làm thế nào có thể chấp hành được? Nói gì cũng phải hợp lý, thương lượng có thể, nhưng không thể cự tuyệt hoặc chào giá một cách vô lý. Tôi cho rằng hành vi của trạm phát điện Hồng Cốc vô cùng không thỏa đáng. Một giờ cho nước chảy giá 2 triệu, đây chính là chính phủ đang thanh toán cho người dân Hồng Cốc trại. Đối với loại hành vi gần như xảo trá này, chính phủ tất nhiên phải ra mặt ngăn chặn, đối diện với sự thô bạo của bọn họ. Cơ quan công an chúng tôi chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp, điểm này là hợp lý hợp pháp. Chính như Chủ tịch Khổng đã nói, chính là xuất phát từ nhân đạo mà cho nước chảy. Huống chi, nghe nói nước này vốn là của Hồng Cốc trại. Nguyên bản Ủy ban Nhân dân huyện lúc quy hoạch trạm phát điện Hồng Cốc cũng có chút vấn đề. Tôi nói dựa theo việc có thật, không phải lời đồn. Ngày hôm qua cách xử lý của Cục trưởng Bao tôi cho rằng cũng không có gì không thỏa đáng. Có điều. Mới bắt được mấy tay bảo vệ giả mạo, yêu cầu hôm nay kết thúc vụ án, đây có phải là đã quá vội vàng rồi hay không? Các đồng chí, dù sao cũng phải để cho Cục Công an thành phố có thời gian nhất định phải không nào? Xử lý một vụ án, phải điều tra tìm chứng cứ. Cũng không thể kết án ngay khi còn chưa điều tra rõ ràng, đây chính là biểu hiện người dân vô trách nhiệm đối với quốc gia. Ngọc Xuân Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngọc Xuân Phong lên tiếng lại khiến cho Khổng Đoan tim đập thụt một tiếng, ông ta nhìn Tất Vân Lý, phát hiện trên mặt ông Tất cũng hơi thoáng kinh ngạc. Ngọc Xuân Phong tỏ thái độ quá kiên quyết, hơn nữa còn khá rõ ràng ủng hộ Bao Nghị, kỳ thật chính là đang ủng hộ Diệp Phàm. Đúng vậy, Cục trưởng Bao xử lý thật sự rất thỏa đáng. Phá án nhất định sẽ chạm đến lợi ích của một số người. Khẳng định trong đó sẽ chỉnh ra một số chuyện đấy. Về phần nói là ảnh hưởng. Tôi dường như không nghe được bao nhiêu chuyện về vụ án này. Nói đến điện thoại gọi tới, cái này cũng chỉ bình thường. Hiện tại chúng ta cảnh sát khó làm việc lắm, bắt được một kẻ hư hỏng có đến mấy chục cuộc điện thoại gọi đến xin thả. Đây quả thực là có hiểm nghi quấy nhiễu phá án. Cục trưởng Bao có thể chịu đựng được áp lực mà điều tra thu thập chứng cứ, điều này rất đáng quý.
Nếu cục trưởng bao kết án qua loa, đấy mới thực sự là vô trách nhiệm. Chúng ta dựa vào cái gì mà chỉ trích anh ta? Tôi cảm thấy, chẳng những không nên chỉ trích mà còn càng cần phải cổ vũ và khen ngợi hành vi phá án cẩn thận, nghiêm túc, không làm việc thiên về tư tình của anh ta. Mễ Nguyệt to gan lên tiếng, trực diện phản bác Chỉ Hạo Cường. Ông này sắc mặt tương đối khó coi, hừ nói. Nếu như không để ý đến ảnh hưởng, vậy cái tự ảnh hưởng đó từ đâu mà đến? Chớ xem thường ngôn luận của nhân dân, những ảnh hưởng đó, nếu làm lớn chuyện có thể lan đến tận chính phủ đấy. Không nói đến hành vi của đồng chí Bao Nghị ngày hôm qua là đúng hay không, cái này đương nhiên cần phải điều tra mới có thể làm rõ được. Nhưng, trước tiên thái độ thong dong và kéo dài của cậu ta đối với vụ án này là không được. Chỉ Hạo Cường tôi còn là lãnh đạo của đồng chí Bao Nghị nữa hay không? Cậu ta khư khư cố chấp, căn bản cũng không nghe chỉ huy, trong mắt cấp dưới như vậy có còn lãnh đạo không? Còn có tổ chức chúng ta hay không? Ha ha, bí thư Chỉ, vừa rồi bí thư Diệp cũng đã nói rồi. Chuyện ngày hôm qua là do anh ta ra lệnh, Bao Nghị chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Chẳng lẽ bí thư Chỉ không hài lòng đối với mệnh lệnh của bí thư Diệp hay là nói có cách nghĩ khác, có thể nói ra mà. Không ngờ được Lã Lâm xen vào một câu, những lời này thiếu chút nữa khiến Chỉ Hạo Cường nghẹn họng. Nếu muốn đối đầu trực tiếp với Diệp Phàm nhân vật số một này, trong lòng ông Chỉ vẫn có chút chột dạ. Tôi không phải có ý kiến đối với mệnh lệnh của bí thư Diệp, tôi chỉ có gì nói nấy thôi. Chỉ là yêu cầu đồng chí Bao Nghị mau chóng xử lý chuyện này, để tiêu trừ ảnh hưởng. Là bí thư đảng ủy công an thành phố, lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Bao Nghị, yêu cầu đó của tôi cũng không phải là quá mức. Ngay cả hỏi một câu cũng không được, bí thư đảng ủy công an tôi đây làm việc gì được chứ? Nói lời không khách khí thì chỉ đạo cục công an thành phố khai triển công việc cũng là một trong những trách nhiệm của Chỉ Hạo Cường tôi. Mà tư lệnh Lã anh lại cứ đem chuyện của Bao Nghị gán lên người bí thư Diệp, tôi không hiểu lời tư lệnh Lã vừa nói là có ý gì. Chỉ Hạo Cường cũng giận rồi, trực diện phản bác lại. Bí thư Chỉ, đây là gán vào sao? Ông không phải vẫn phê bình Bao Nghị ngày hôm qua phá án quá thô bạo là gì? Người ta Bao Nghị chấp pháp theo chỉ thị của bí thư Diệp. Tôi cũng nói câu không khách khí, nếu như đối mặt với tình huống hôm qua, Lã Lâm tôi cho dù có phải chịu nguy hiểm nhận lấy sự xử trí của quân pháp cũng phải kiên quyết chân áp đám người kiêu ngạo đó xuống. Quá lắm rồi, liên kết những thành phần sống tạm bợ thành đội công kích chính phủ, công kích công an cảnh sát, đây là hành vi gì chứ? Nói nghiêm trọng hơn, đây là hành vi phản động có tổ chức. Đối với phản động, chúng ta phải kiên quyết đả kích, hơn nữa không được nhẹ tay. Để mặc, kéo dài sẽ càng làm ra chuyện nghiêm trọng hơn. Lã Lâm không chút khách khí, hai người này đều có tư thế muốn làm một cuộc tranh luận. Phản động, ông nhìn từ đâu ra mà thấy người ta là phản động? Chỉ Hạo Cường vừa mới nói đến đây, Diệp Phàm khẽ đập bàn một cái, nói. Việc này không cần tranh cãi nữa. Chúng ta phải tranh thủ thời gian bàn về việc cải tạo ruộng cơ bản, xây dựng quốc lộ và làm giàu của người dân Hồng Cốc Trại. Chủ đề của ngày hôm nay chính là vậy, có chút việc nhỏ gác lại để sau hãy nói. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn Khổng Đoan một cái, nói. Chủ tịch Khổng, ông có ý kiến gì về chuyện Hồng Cốc Trại không? Chuyện Hồng Cốc Trại là chuyện lớn, là một chuyện lớn của thành phố chúng ta cuối năm nay thậm chí sang năm sau. Hồng Cốc Trại có gần 6.000 người dân, hơn nữa lại là quần chúng tộc Hồi. Quốc gia cho tới giờ đều có những chính sách ưu đãi giúp đỡ đối với các dân tộc thiểu số anh em. Vừa rồi Bí Thư Diệp cũng nói, Chủ tịch Điền và Bộ trưởng Phong đều đã đến thăm trại Hồng Cốc rồi, các lãnh đạo đều đang nhìn vào đấy. Không làm được tốt chuyện của Hồng Cốc Trại, Khổng Đoan tôi không xứng là Chủ tịch thành phố. Khi tôi nhìn thấy cuộc sống của người dân Hồng Cốc Trại, tim của Khổng Đoan tôi liền nhỏ máu. Không thể để bọn họ chịu cảnh khốn cùng như vậy nữa. Cho nên, tôi đề nghị Chủ tịch Tất làm chủ, Phó Chủ tịch La Phong phối hợp xử lý chuyện Hồng Cốc Trại. Mà điểm mấu chốt của việc này chính là ở khai thông quốc lộ và cải tạo ruộng. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ chuyên môn mở hội nghị liên quan, đưa ra chính sách tương quan giúp đỡ trại Hồng Cốc. Khổng Đoan mở mồm đoạt quyền rồi, sau đó nhìn Tất Phân Lý một cái, nói. Chủ tịch Tất. Hôm qua sau khi trở về chúng ta cũng đã mở một hội nghị lâm thời mời các phó chủ tịch thành phố, anh hãy nói ra suy nghĩ của mình với mọi người đi, cần phải cụ thể một chút, thiết thực và có khả năng thực hiện mới được. Diệp Phàm biết, Khổng Đoan đây là muốn làm ra sự đã rồi.
Nếu để cho Tất Phân Lý mở miệng vậy trên cơ bản chẳng khác nào chuyện Hồng Cốc Trại quyết định là do ông ta làm chủ rồi. Ha ha, cuối năm rồi. Đồng chí Vân Lý là phó chủ tịch thường trực thành phố, một đống việc của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không thể thiếu anh ta. Thành phố chúng ta cũng không phải chỉ có mỗi chuyện của Hồng Cốc Trại. Ví dụ như, cải tạo phố Tân Long còn đang trong giai đoạn tiến hành, mỏ than Hải Sơn còn phải trông coi còn có. Đây tất cả đều không thể thiếu sự quản lý toàn diện của Chủ tịch Tất được. Cho nên, tôi thấy, Chủ tịch Tất không thể rời khỏi thành phố trong thời gian dài được. Mà chuyện trại Hồng Cốc lại ở huyện Hồng Lĩnh, cách thành phố tương đối xa. Vấn đề Hồng Cốc trại cũng không phải là một vấn đề nhỏ. Đồng chí phụ trách chúng ta cần phải có thể trú ngụ lâu dài ở Hồng Cốc trại, chuyên môn xử lý các vấn đề trong trại. Nếu để cho Chủ tịch Tất đi Hồng Cốc trại, không phải công việc trong thành phố sẽ loạn cào cào cả sao? Hơn nữa, cũng mang đến áp lực quá lớn cho Chủ tịch Khổng. Diệp Phàm đoạt lời, nói. Bí thư Diệp, trại Hồng Cốc tuy nói cách Ủy ban Nhân dân thành phố xa. Nhưng, bây giờ không phải là có điện thoại và xe sao? Với sự trợ giúp của các công cụ liên lạc hiện đại và phương tiện giao thông, cả địa cầu chỉ còn như một thôn, Hồng Cốc trại như thế có bao xa? Tôi đang tính thành lập một tiểu ban chỉ huy do các ban ngành hợp lại chuyên môn giải quyết các công việc ở Hồng Cốc trại. Mà Chủ tịch Tất là tổ trưởng tổ chỉ huy, anh ta hoàn toàn có thể điện thoại chỉ thị tổ công tác Hồng Cốc trại triển khai công việc, đúng không nào? Hơn nữa, trái lại, nếu Chủ tịch Tất ở Hồng Cốc trại, cũng có thể chỉ huy các công việc có liên quan ở Ủy ban Nhân dân thành phố y như vậy. Huống chi, ở Ủy ban Nhân dân thành phố còn có tôi trấn thủ. Nói vậy cũng sẽ không xảy ra việc cục diện loạn cào cào đúng không? Khổng Đoan nói. Chương 2383, hội trường chính là chiến trường. Ha ha, người cũng không thể phân thân được, Chủ tịch Khổng, sức lực con người có hạn đấy. Bảo Phó Chủ tịch Tất chạy đi chạy lại giữa hai đầu như vậy, Phó Chủ tịch Tất không chịu nổi đâu. Công việc của chúng ta phải làm một cách thiết thực, nhưng thân thể là vốn liếng của cách mạng không phải sao? Chúng ta không thể yêu cầu các đồng chí của chúng ta gánh vác quá nhiều công việc nặng nhọc, đây là một kiểu tàn phá thể xác và tinh thần đối với các đồng chí của chúng ta, như thế là rất vô trách nhiệm. Huống chi, trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố còn có khá nhiều đồng chí có năng lực mà. Thực ra tôi cảm thấy đồng chí Ngọc Xuân Phong thích hợp chỉ huy công việc ở trại Hồng Cốc hơn. Nói đến đây, Diệp Phàm dừng lại một chút uống ngụm trà, nhìn mọi người lại nói. Các vị xem. Chủ tịch Ngọc là ủy viên thường vụ thành ủy, công tác phân công và quản lý của anh ấy vẫn khá nhàn rỗi mà. Ví dụ như cục thủy sản của huyện chúng ta cái này mọi người đều hiểu rõ, căn bản hữu danh vô thực. Điều này, đương nhiên cũng không phải thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố không làm, mà chủ yếu là vì điều kiện hạn chế. Thành phố chúng ta không những không gần biển, hơn nữa, ao hồ nuôi thả thủy sản không nhiều. Khe suối và sông cũng có, nhưng nuôi thả thủy sản trong những chỗ này không thích hợp. Mà cục dân chính do Phó Chủ tịch Ngọc phân quản đang làm gì, đương nhiên là vì dân phục vụ rồi. Mà chuyện Hồng Cốc trại cũng thuộc sự vụ dân chính, lại rất đúng với công việc mà Chủ tịch Ngọc đang phân công quản lý. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Những người ngồi tại đây đều nghe hiểu. Diệp Phàm thật ra đang ngầm phê bình Khổng Đoan ông đang có ý đào thải Ngọc Xuân Phong, phân chia quyền lực của anh ta. Khổng Đoan lập tức nghẹn họng. Vẻ mặt mặc dù không thay đổi gì nhiều, nhưng có lẽ trong lòng đã chửi Diệp Phàm không ra gì vì đã đâm cho ông ta một nhát đau đớn rồi. Đương nhiên, Khổng Đoan cũng không phải đèn dầu cạn, ông ta cười nói. Ha ha, ban ngành Phó Chủ tịch Ngọc phân quản kỳ thực cũng chính là ban ngành quan trọng của thành phố chúng ta. Đúng như Bí thư Diệp đã nói, sự nghiệp dân chính liên quan đến cuộc sống của quần chúng. Thành phố chúng ta có bao nhiêu bách tính, gần 4 triệu đó. Sự nghiệp liên quan đến 4 triệu người là sự nghiệp lớn đến chừng nào chứ? Về phần thủy sản, kỳ thật, tuy nói vì điều kiện hạn chế nên thủy sản của thành phố chúng ta phát triển không lý tưởng cho lắm. Nhưng, vẫn có thể nghĩ cách, dựa vào chăn nuôi để thay đổi cuộc sống của người dân, có phải không? Không có điều kiện thì chúng ta tạo ra điều kiện, không có hồ nước chúng ta có thể ngăn nước tạo thành ao hồ, đúng không nào? Tôi nghĩ... Còn có rất nhiều vấn đề cần đồng chí Xuân Phong đi giải quyết, trọng trách của cậu ấy rất nặng nề. Những lời Khổng Đoan nói thật đúng là rất đường hoàng, lời không biết xấu hổ như thế mà ông ta cũng có thể nói thành có lý,
không thể không khiến những người đang ngồi tại đây trong bụng cười trộm đồng thời cũng thầm giơ ngón tay cái lên, trong lòng tự nhủ, Khổng Đoan ông không làm luật sư thật đúng là đáng tiếc. Bí thư Diệp, tôi có một kiến nghị nhỏ. Lúc này, Mễ Nguyệt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Nói ra xem nào. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Phó Chủ tịch Tất và Phó Chủ tịch Ngọc đều là ủy viên thường vụ thành ủy, đều là một trong những thành viên quan trọng của bộ máy ủy ban nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Tất tinh lực dồi dào, mà Phó Hủ tịch Ngọc năng lực cũng không yếu. Không bằng như vậy, có hai phương án. Phương án một là để Phó Hủ tịch Ngọc chỉ huy công việc ở Hồng Cốc Trại, còn Phó Chủ tịch Tất quản lý toàn thành phố. Phương án hai chính là, không bằng hai người đổi lại. Tạm thời để Phó Chủ tịch Tất đi xử lý chuyện Hồng Cốc Trại, mà những công việc của Phó Chủ tịch Tất ở Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn toàn có thể để cho Phó Chủ tịch Ngọc xử lý, có phải không? Cứ như vậy, Hồng Cốc Trại có Phó Chủ tịch Tất dẫn theo tổ công tác ở lại đó xử lý, cũng tránh cho các vị lãnh đạo nói thành phố chúng ta không coi trọng. Chúng ta đã sắp xếp một ủy viên thường vụ Phó Chủ tịch thành phố trấn thủ rồi, xem như đã rất coi trọng rồi phải không? Mà ở bên thành phố cũng có Phó Hủ tịch Ngọc giúp đỡ Chủ tịch Khổng xử lý sự vụ ngày thường. Hai đầu đều được chiếu cố. Hơn nữa, tôi tin tưởng hai vị đồng chí đều có thể xử lý tốt việc này. Dù sao, hai đồng chí không những là một trong những thành viên cốt cán của bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố mà còn là một trong những thành viên quan trọng của Hội nghị thường vụ thành phố. Lời Mễ Nguyệt vừa nói ra, cạch một tiếng, Khổng Đoan tức giận đến mức đặt mạnh chén trà xuống bàn. Như vậy sao được, việc Chủ tịch Tất xử lý liên quan đến công tác ngày thường của toàn thành phố. Mà đồng chí Ngọc Xuân Phong tuy nói là ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng bình thường chỉ xử lý công việc vài ban ngành mà thôi. Công việc của vài ban ngành và công việc toàn cục khác nhau về bản chất đấy. Phân phối như vậy không phải sẽ loạn cào cào cả sao. Nếu như cuối năm rồi mà còn để xảy ra chuyện, không những mất mặt của mọi người mà còn khiến cho các lãnh đạo chú ý. Cho nên, điều này, không ổn không ổn. Khổng Đoan quả quyết bác bỏ đề nghị của Mễ Nguyệt. Đúng vậy, đồng chí Xuân Phong tuy nói là ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng ban ngành phân quản cũng không nhiều lắm. Đương nhiên, đây là sự sắp xếp của người phụ trách của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Chỉ có điều, đối với công tác của đồng chí Xuân Phong, chính vì anh ấy chỉ xử lý công việc của vài ban ngành, đối với kinh nghiệm giải quyết những chuyện cụ thể có lẽ vẫn mạnh hơn năng lực của một số đồng chí vẫn hay chỉ huy toàn cục. Hơn nữa về công tác sự vụ ngày thường toàn cục đồng chí Xuân Phong không bằng đồng chí Vân Lý. Mà chuyện trại Hồng Cốc tuy rằng cũng khá khó xử lý, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một Hồng Cốc trại. Mấy ngàn dân, đối với quần chúng toàn thành phố gần 4 triệu dân mà nói, chỉ có thể nói là cục bộ. Điều này vừa hay thích hợp với đặc điểm của Phó Chủ tịch Ngọc. Tôi tin rằng Phó Chủ tịch Ngọc có thể chỉ huy công tác ở Hồng Cốc Trại. Hơn nữa, đã có sự phối hợp của tổ công tác được lập từ thành phố, đúng là càng như cá gặp nước. Đương nhiên, nếu một số đồng chí cho rằng chuyện Hồng Cốc Trại quá lớn, cần nhân tài như Phó Chủ tịch Tất đi chủ trì cũng được. Vậy hãy để công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố của Phó Chủ tịch Tất tạm thời chuyển giao cho Phó Chủ tịch Ngọc. Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân thành phố còn có Chủ tịch Khổng trấn thủ chỉ huy, đồng chí Xuân Phong bất cứ lúc nào cũng có thể thỉnh giáo Chủ tịch Khổng mà. Các đồng chí, chúng ta phải tin tưởng đồng chí của chúng ta có thể làm tốt công việc. Diệp Phàm nói, chèn ép Khổng Đoan. Hai lựa chọn Khổng Đoan ông chỉ có thể chọn một. Khổng Đoan chép miệng, liếc Xa Quân một cái. Ánh mắt của ông ta tuy không rõ lắm, nhưng Diệp Phàm có đôi mắt ưng vẫn nhìn thấy rất rõ. Trong lòng tự nhủ quả nhiên đúng vậy, người này và Xa Quân đã liên minh lâm thời rồi. Không bằng phân chia cụ thể một chút, vấn đề nước của trạm phát điện Hồng Cốc do Phó Chủ tịch Ngọc giải quyết. Đây cũng là một vấn đề lớn, dân chúng không có nước làm sao có thể sống và sản xuất được. Mà vấn đề giao thông giao cho đồng chí La Phong chuyên giải quyết, đây cũng là một khúc xương khó gặp. Huống chi, từ sau khi đồng chí Ngô Dụng mất chức, những việc liên quan đến giao thông đều do đồng chí La Phong chịu trách nhiệm. Để anh ấy đi chỉ huy việc xây dựng đường bộ ở trại Hồng Cốc cũng rất phù hợp. Mà công tác toàn diện của Hồng Cốc trại vẫn do Chủ tịch Tất chỉ huy. Như vậy, ba luồng cùng tiến hành, vừa không lỡ mất công tác ngày thường VJ Ủy ban Nhân dân thành phố, vừa có thể lo chuyện Hồng Cốc trại. Mà Phó Chủ tịch Ngọc đi chỉ huy vấn đề về nước, cũng vừa hay là vấn đề dân sinh thuộc công tác dân chính. Rất đúng với công tác mà Phó Chủ tịch Ngọc đang phân quản. Xa Quân ngẫm nghĩ một lúc,
đúng là chỉ cho ra một chủ ý cùi bắp. Điều này tất cả mọi người đều hiểu được, vấn đề tranh chấp nước giữa Hồng Cốc trại và trạm phát điện Hồng Cốc là vấn đề lớn nhất. Chuyện này cũng chính là cục xương khó gặm nhất. Sau khi Ngọc Xuân Phong chết mệt mới giải quyết xong vấn đề này, thì công lao chủ yếu lại thuộc về lãnh đạo chỉ huy Tất Vân Lý. Những lời này của Sa Quân không phải hiểm độc bình thường. Ha ha ha, một vấn đề chia làm ba phần, lúc nào mà vấn đề Hồng Cốc trại cần đến ba phó chủ tịch, trong đó hai ủy viên thường vụ thành ủy cộng thêm một không phải ủy viên thường vụ. Cần đến ba phó chủ tịch đi giải quyết hay sao? Bí thư Sa, anh quá coi thường năng lực của các vị chủ tịch của thành phố Đồng Lĩnh chúng ta rồi có phải không? Nếu năng lực của các vị ấy chỉ đến mức đó thì đã không thể ngồi lên vị trí phó chủ tịch thành phố rồi, hơn nữa còn có hai vị là thành viên của đảng ủy. Trại Hồng Cốc chẳng qua chỉ là một trại, nhiều nhất 6.000 người. Một ban ngành ba vị này phân công quản lý số dân liên quan cũng đã đến mấy trăm ngàn thậm chí một triệu rồi. Trại Hồng Cốc so sánh với số lượng này cũng chỉ như kiến gặp voi mà thôi. Voi còn làm được, kiến sao lại không làm được, quá lãng phí. Nếu xuất hiện một vấn đề tương tự như Hồng Cốc trại, chẳng phải là Bí thư Diệp và Chủ tịch Khổng cùng với Bí thư Sa ba người lại phải chia nhau ra giải quyết hay sao? Bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố trên cơ bản chỉ lo mấy việc còn con này mà không làm những chuyện khác nữa hay sao? Vương Long Đông hơi có vẻ châm chọc, nói. Sa Quân người này vốn kiêu ngạo đã quen quả nhiên lửa giận phừng phừng, ông ta lạnh lùng nhìn Vương Long Đông, hừ nói. Đồng chí Long Đông. Lời anh vừa nói có ý gì? Vừa rồi Bí thư Diệp và Chủ tịch Khổng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của nâng cao mức sống của người dân Hồng Cốc trại, cần phải xem như đại sự của thành phố mà xử lý. Bây giờ tại sao từ miệng anh nói ra, chuyện của Hồng Cốc trại dường như đã trở nên rất con còn, Long Đông anh một mình đi xử lý còn có cảm giác như lấy dao mổ trâu giết gà vậy. Đồng chí Long Đông, chúng ta phải lĩnh hội đầy đủ ý tứ của Bí thư Diệp và Chủ tịch Khổng, không nên xuyên tạc ý của lãnh đạo. Vấn đề trại Hồng Cốc Chủ tịch tỉnh Điền và Bộ trưởng Phong Bộ Tài chính vẫn luôn chú ý, điều này chẳng lẽ đây vẫn chỉ là một vấn đề nhỏ hay sao? Anh nói như vậy là không được, nếu để hai vị lãnh đạo nghe thấy thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Hai vị đồng chí đích thân từ bộ từ tỉnh xuống, cực khổ đi cùng tôi. Kết quả là các anh lại qua loa đại khái gác sang một bên. Anh mà cứ giữ cái thái độ này với công việc thì rồi sẽ phạm phải sai lầm lớn đấy. Cái này... Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi, lần sau chú ý một chút. Sa Quân câu nào câu nấy trực diện công kích Vương Long Đông, hơn nữa, hoàn toàn dùng giọng điệu lên lớp giáo huấn người khác. Đồng chí Sa Quân, Vương Long Đông tôi câu nào nói vấn đề trại Hồng Cốc mà Chủ tịch Điền và Bộ trưởng Phong quan tâm là vấn đề nhỏ hả? Anh căn bản chỉ toàn là già mồm cãi cố. Vương Long Đông hừ nói. Sa Quân tôi câu nào là già mồm cãi cố hả? Sa Quân tôi chỉ đang làm công tác tư tưởng, nhắc nhở một chút người về phương diện nhận thức có chút lệch lạc như anh là sai sao. Đồng chí Long Đông, Sa Quân tôi lắng nghe anh nói đây. Sa Quân còn thực sự nhìn chằm chằm vào Vương Long Đông, ra vẻ anh ta không giải thích cho hợp tình hợp lý thì sẽ không bỏ qua. Tự nhiên, Diệp Phàm hiểu, người này muốn làm nhiễu, khiến cho hai sự lựa chọn mà Diệp Phàm đưa ra cho Khổng Đoan bị hỗn loạn. Đồng chí Sa Quân. Ủy viên thường vụ thành ủy là một trong những thành viên hạt nhân của bộ máy thành ủy thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Bất kể là ủy viên thường vụ nào đi xử lý việc này đều thể hiện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố vô cùng coi trọng việc này. Thể hiện ý tứ của Bí thư Diệp và Chủ tịch Khổng. Hơn nữa, vừa rồi Chủ tịch Khổng cũng đã nói, còn phải thành lập tổ công tác riêng cho ủy ban nhân dân thành phố. Tôi tin rằng, trong tổ công tác này nhất định có không ít thành viên có cấp bậc cao. Giống như phương diện ruộng đất của trại Hồng Cốc cần đến cục nông nghiệp, vấn đề về nước cần đến cục thủy lợi và cục điện lực, vấn đề về giao thông cần cục giao thông, cứ như vậy. Những việc cụ thể đã có người phụ trách của các cục chịu trách nhiệm. Cục giao thông phụ trách về đường, cục điện lực phụ trách về nước, cục nông nghiệp phụ trách dự án cải tạo ruộng đất vân vân. Cứ như vậy, các vấn đề chi tiết đều do các cục giải quyết, cần gì phải cử phó chủ tịch ủy viên thường vụ đi làm gì. Ví dụ như tổ công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố do Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch Ngọc dẫn đầu đi giải quyết vấn đề toàn diện của Hồng Cốc trại, mà tổ công tác cũng khá mạnh, chẳng lẽ có thể nói thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn chưa coi trọng hay sao? Tôi tin rằng Chủ tịch tỉnh Điền và Bộ trưởng Phong đều hiểu được. Huống chi, ở trên đầu, vẫn còn có Bí thư Diệp trông chừng, chỉ huy mà.
Lời tôi nói chẳng lẽ có gì không thỏa đáng hay sao? Miệng của Vương Long Đông cũng không vừa, nhắm thẳng vào Sa Quân. Chương 2384, cái gì gọi là tổ chức quyết định? Ha ha, trên tỉnh trên bộ đều đang theo dõi sát sao đấy, nếu như thành ủy đồng lĩnh không thể hiện rõ sự coi trọng đối với Hồng Cốc Trại, tôi rất lo cấp trên sẽ trách tội chúng ta quá không nghiêm túc. Huống chi, vấn đề Hồng Cốc Trại cũng khá khó giải quyết. Ví dụ vấn đề giao thông, chỉ riêng cục giao thông một thành phố có lẽ cũng không giải quyết được vấn đề. Hiện tại kiến thiết giao thông đều đang dồn sức vào các hạng mục lớn. Ví dụ như xây dựng đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ngay cả đường xã cũng không được nhắc đến. Mà đường ở Hồng Cốc Trại chỉ được xem là đường thôn, việc xây dựng đường thôn chủ yếu do huyện Hồng Cốc phụ trách, không thể khiến cho cục giao thông thành phố xin tiền đầu tư của cấp trên được. Cho nên, chỉ riêng vấn đề giao thông đã phải yêu cầu các ban ngành trong thành phố phối hợp chặt chẽ, gom góp tài chính từ nhiều con đường mới có thể giải quyết được vấn đề này. Cho nên, để một vị phó chủ tịch thành phố dẫn đội đi xử lý ảnh hưởng càng lớn hơn, hiệu quả càng rõ ràng hơn có phải không? Còn vấn đề về nước, trạm phát điện Hồng Cốc tương đối kiêu ngạo, thượng cấp của người ta là tập đoàn Vạn Thắng, là tập đoàn lớn đứng hàng đầu toàn tỉnh. Cái này, Bí thư Diệp và các đồng chí có mặt đều tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy ngay cả cục trưởng cục công an Bao Nghị bọn họ cũng dám ra tay, anh cục trưởng cục điện lực ra mặt mà người ta nể mới là lạ. Làm không tốt bị đánh còn không tìm được người để kể khổ. Phái một phó chủ tịch thành phố, ủy viên thường vụ đi giải quyết phỏng chừng còn khó khăn, chứ nói gì đến cục trưởng cục điện lực anh đi làm. Mà sự kiện khiến người ta chú ý nhất lần này chính là việc cải tạo ruộng đất. Đây là dự án mà Bộ Tài chính sẽ rót tiền xuống. Một cục trưởng cục nông nghiệp có thể lo liệu việc này sao? Tôi thấy một số đồng chí có phải đã đánh giá quá cao năng lực người phụ trách cục nông nghiệp của thành phố chúng ta rồi hay không? Lúc này, Trần Đại Hải trưởng ban tổ chức cán bộ bắt đầu nã pháo. Ha ha, Bộ trưởng Trần, vừa rồi người ta chỉ nói để cục trưởng cục điện lực đi phụ trách chuyện này. Cũng không phải nói nhất định phải giải quyết hết vấn đề này. Mà chỉ đạo chính được chủ tính vẫn còn chủ tịch Ngọc phải không? Vấn đề cấp dưới không giải quyết được sẽ được tập hợp đến chỗ phó chủ tịch Ngọc, nếu như ngay cả phó chủ tịch Ngọc cũng không giải quyết xong thì phải nhờ đến phó chủ tịch Tất, chủ tịch Khổng ra tay rồi. Nếu những điều này vẫn không được thì Bí thư Diệp sẽ ra trận. Có một số việc, nói một người nào đó phụ trách mảng này không nhất định yêu cầu anh giải quyết triệt để, vậy thì lãnh đạo cấp trên đúng là bớt được rất nhiều việc rồi. Tại sao phía dưới có nhiều đồng chí muốn chạy lên tỉnh lên bộ như vậy, yêu cầu tiền bạc, yêu cầu ủng hộ, điều đó chứng tỏ là vấn đề phía dưới các đồng chí phía dưới thực sự không giải quyết được mới xảy ra tình trạng như vậy. Bất kỳ lãnh đạo nào cũng không thể nói là vạn năng, đều cần sự quan tâm và ủng hộ từ khắp nơi, đặc biệt là các lãnh đạo cấp trên. Hơn nữa, cũng không thể thoát ly khỏi lãnh đạo phía trên mà tự làm theo ý mình, làm như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Không ngờ đồng chí Lý Vi Phó Bí Thư Thành ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật cũng tham gia vào cuộc tranh cãi, hơn nữa, xem chừng là đứng về phía Vương Long Đông. Trưởng Ban Phượng, cô làm công tác tuyên truyền, vấn đề trại Hồng Cốc Ban tuyên giáo Thành ủy nhất định phải tuyên truyền mạnh mẽ mới được. Phải tuyên truyền thật nhiều, tuyên truyền có hiệu quả, khiến cho nhân dân toàn thành phố đều biết được khó khăn thực tế, khó khăn rõ rệt của những người dân trại anh em. Khiến cho nhân dân toàn thành phố đều phải quan tâm đến sự phát triển của Hồng Cốc Trại, anh giúp một tay tôi giúp một tay, cùng nhau đi lên con đường làm giàu. Diệp Phàm chuyển hướng sang hỏi Phượng Thủy Linh, kỳ thực, Diệp Phàm đang ép cô. Nếu Lý Vi đã nghiêng về phía mình rồi thì chỉ còn lại Phượng Thủy Linh thôi, nếu như cô bày tỏ tán đồng, vậy thì chuyện này cho dù giơ tay biểu quyết cũng thành công rồi. Tôi, Phượng Thủy Linh hơi sững sờ. Thực sự không ngờ Diệp Phàm lại đột ngột hỏi mình như vậy, sau khi ánh mắt của người phụ nữ này lướt qua khuôn mặt của các vị ủy viên thường vụ một lượt, chép miệng một cái, nói. Tôi đồng ý với ý kiến của các đồng chí, nghe theo quyết định của tổ chức. Lời này nói quá mơ hồ không rõ ràng, tuy nhiên, sau câu nói nghe theo quyết định của tổ chức nhưng lại có chút thâm thúy. Cái gì gọi là quyết định của tổ chức, có thể có vài cách nghĩ khác nhau. Nếu bên nào bỏ nhiều phiếu hơn liền đại diện cho quyết định của thành ủy, Phượng Thủy Linh cũng sẽ giơ tay ủng hộ. Một cách nghĩ khác chính là Diệp Phàm đại diện cho tổ chức. Khổng Đoan vừa nghe, sắc mặt khẽ tối sầm. Biểu cảm của Khổng Đoan Diệp Phàm tất nhiên thấy được, người này nhắm đúng thời cơ hỏi. Chủ tịch Khổng,
về việc Phó Chủ tịch Tất và Phó Chủ tịch Ngọc hai người phụ trách sự vụ nào, nếu vẫn còn có ý kiến khác nhau vậy chúng ta giơ tay biểu quyết. Cứ kéo dài mãi như vậy cũng không hay, chúng ta đều không có thời gian, chiều nay còn có đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh xuống tuần tra, chúng ta cứ tranh cãi mãi mà không có kết quả thì không được. Hội nghị thường vụ này tuy nói là cơ quan quyết sách việc lớn của thành phố, nhưng cũng phải thể hiện hiệu suất công tác có đúng không nào. Chuyện Hồng Cốc Trại không thể kéo dài nữa, hôm nay trên hội nghị thường ủy phải quyết định xong. Cuối năm rồi, thời gian mấy ngày còn lại phải hành động kịp thời. Một khi xác định được người chỉ đạo chính, việc này liền để cho người đó chỉ đạo hành động. Ít nhất trước cuối năm, tổ công tác Hồng Cốc Trại phải được lập lên hơn nữa điều tra nghiên cứu thực địa. Tạo nền móng cho việc triển khai công tác toàn diện vào đầu năm sau. Giọng Diệp Phàm nghiêm nghị, nói bằng một giọng điệu chắn chắc. Nếu phải thể hiện sự coi trọng của thành ủy thì Phó Chủ tịch Tất đi trại Hồng Cốc chỉ đạo tốt hơn, vừa rồi Bí thư Sa cũng đã nói, chúng ta phải coi trọng Hồng Cốc trại, cấp trên vẫn luôn quan sát. Phải thể hiện rõ sự coi trọng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đối với Hồng Cốc trại, như thế mới có thể không khiến cho lãnh đạo nghĩ rằng chúng ta xem thường chuyện này. Cho nên, để Phó Chủ tịch Tất vốn chỉ đạo công việc thường vụ ở Ủy ban Nhân dân thành phố đi chỉ đạo càng thể hiện rõ sự coi trọng của thành ủy đối với việc này, đối với dân chúng, đối với vấn đề dân sinh. Mà Phó Chủ tịch Tất đương nhiên không thể nào chăm lo được công tác cả hai bên, chuyện lớn như vậy nếu làm hỏng thì không hay chút nào, các đồng chí chúng ta ngồi đây sẽ phải chịu sự chỉ trích của vô số người. Cho nên, công việc Phó Chủ tịch Tất đang quản lý tạm thời do Phó Chủ tịch Ngọc xử lý một thời gian. Đợi sau khi vấn đề Hồng Cốc Trại được giải quyết toàn diện thì giao lại cũng được. Vương Long Đông lại nhắc lại vấn đề hai lựa chọn vừa rồi. Việc này, vị kia ngồi đó cũng không phải đồ ngốc. Công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố liên quan đến mấy triệu dân toàn thành phố, mức độ liên quan rất lớn. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố là Khổng Đoan không thể nào để quyền lực quan trọng như vậy rơi vào tay Ngọc Xuân Phong. Hơn nữa, nếu chuyện Hồng Cốc Trại nhất thời không giải quyết được, cần đến mấy năm liền, chẳng phải là bưng hai tay tặng phần lớn quyền lực của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Ngọc Xuân Phong rồi hay sao? Thời gian dài, có lẽ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố thay người cũng là điều hoàn toàn có thể, kết quả này, chắc chắn Khổng Đoan tuyệt không thể nào đồng ý. Quả nhiên, Khổng Đoan mặt chảy ra, hừ nói. Việc này không làm thế được, Chủ tịch Tất quản lý công tác toàn diện. Ủy ban Nhân dân thành phố không thể thiếu anh ta, hơn nữa, đồng chí Vân Lý làm việc cùng tôi nhiều năm, tôi rất thích tài cán của đồng chí này. Tuy nhiên, Khổng Đoan còn chưa nói hết, Diệp Phàm lại lạnh lùng xen vào một câu. Việc này không làm thế được, vậy có nghĩa là Chủ tịch Khổng đồng ý để Phó Chủ tịch Ngọc đi chỉ đạo giải quyết vấn đề trại Hồng Cốc phải không? Mà công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn đâu Phó Chủ tịch Tất đảm đương. Việc này, Bí thư Diệp Anh muốn quyết định thế nào thì cứ quyết định thế ấy đi. Khổng Đoan bị chèn ép không còn cách nào khác, nói ra những lời này khá vất vả. Bởi vì, nếu ông ta còn không đồng ý nữa thì sẽ xảy ra cãi cọ, không thỏa đáng. Cả hai phương diện anh đều muốn động đến, đây chẳng phải là nói anh muốn nắm hết quyền hành hay sao? Khổng Đoan đương nhiên cũng suy xét đến sự đáng sợ của miệng lưỡi thế gian. Hơn nữa, Diệp Phàm đại diện cho bộ máy thành ủy bức ép. Anh không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Huống chi, quan trọng nhất là Khổng Đoan cũng vừa phân tích rồi, có lẽ cô nàng Phượng Thủy Linh này sẽ ủng hộ quyết định của Diệp Phàm. Mà bên mình cộng thêm Sa Quân mới chỉ có 5 phiếu, Trần Đại Hải kia cũng không đáng tin cậy. Đó là bởi vì Sa Quân cũng không để lộ ra quan hệ giữa ông ta và Trần Đại Hải. Cho nên mới khiến Khổng Đoan hết sức buồn bực, cân nhắc trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy không nắm chắc phần thắng chỉ có thể đồng ý trước. Về phần sau này giải quyết cụ thể thế nào, trời mánh lới gì đến lúc đó lại suy xét sau. Ừ, vậy được rồi. Chứng minh rằng đồng chí chúng ta vẫn rất có quan niệm suy nghĩ cho đại cục, rất coi trọng sự chú ý của lãnh đạo cấp trên. Hồng Cốc Cốc là vấn đề lớn, giải quyết vấn đề sinh hoạt sản xuất của các anh em dân tộc Hồi là một trong những sự kiện lớn năm nay thậm chí đến năm sau của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta. Hy vọng Phó Chủ tịch Ngọc có thể dũng cảm gánh vác trọng trách. Nắm vững công tác Hồng Cốc Trại, dẫn dắt tổ công tác triển khai công việc toàn diện. Đương nhiên, đồng chí Xuân Phong phải nhớ kỹ, anh phải kịp thời báo cáo với Phó Chủ tịch Tất và Chủ tịch Khổng. Gặp phải việc gì khó không thể giải quyết được phải kịp thời tìm đến Chủ tịch Khổng, tôi anh cũng có thể tìm đến.
Tất cả chúng ta là cùng nhau chung sức, giải quyết tốt vấn đề Hồng Cốc Trại. Diệp Phàm nói vài lời hoa mỹ, cho Khổng Đoan một chút thể diện. Bí thư Diệp, Chủ tịch Khổng, các vị ủy viên, tại đây tôi xin bày tỏ thái độ, không giải quyết được vấn đề trại Hồng Cốc, Ngọc Xuân Phong tôi sẽ không quay trở về thành phố. Ngọc Xuân Phong đứng lên kiên quyết, quyết đoán bày tỏ thái độ. Tốt lắm. Diệp Phàm vỗ tay trước tiên, mà bên Diệp Phàm đương nhiên tất cả đều vỗ tay, Khổng Đoan vừa thấy, không còn cách nào khác, đành phải vỗ tay lấy lệ. Lão này trên mặt đương nhiên cũng cố nặn ra một nụ cười, có điều, nụ cười kia có thể so sánh với nụ cười của cương thi được rồi. Tiếp theo, đề tài thảo luận thứ hai do đồng chí Đông Long trình bày với mọi người. Tại sao phải để anh ấy nói, đó là vì, chuyện này là do anh ấy kéo đến. Hơn nữa, ba vị lãnh đạo Bí Thư La, Chủ tịch Tề, Chủ tịch Điền ở tỉnh ủy đều đang chú ý đến chuyện này. Diệp Phàm nói, những lời này vừa nói ra, mọi người lập tức liền tập trung. Đương nhiên, trong lòng Khổng Đoan lại âm thầm có chút lạnh lẽo. Ông ta đã cảm thấy rồi, có lẽ, dự án nhà máy nhiệt điện này ngày hôm nay cũng có chút rồi. Diệp Phàm ngay từ đầu đã nhắc đến lãnh đạo ở tỉnh ủy, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi rồi hay sao? Các vị ủy viên, việc này, cũng không thể nói là Vương Long Đông tôi gây ra. Kỳ thực, tôi chỉ là đánh bóng sát biên, tích cực tranh giành một chút thôi. Trên thực tế chuyện này là nhờ Bí Thư Diệp phát hiện đồng thời triển khai rộng ra đấy. Mấy ngày trước vô tình có một cơ hội, tôi nghe nói có dự án nhiệt điện hạng trung sắp xây dựng ở phía Nam. Tôi kịp thời báo cáo việc này lại cho Bí Thư Diệp, Bí Thư Diệp vừa nghe liền để tâm đến rồi. Bởi vậy, lúc đến tỉnh báo cáo công tác tìm được đồng chí Kiều Hà lúc đó đang làm việc tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hỏi việc này. Vừa hỏi mới xác nhận được đích thực có việc như vậy. Thì ra là Tập đoàn Điện lực Quốc gia Viễn Đông sẽ chọn địa điểm xây dựng nhà máy nhiệt điện tại hai tỉnh Nam Phúc và Việt Đông ở phía Nam. Tổng đầu tư nhà máy này có lẽ sẽ đạt tới 5 tỷ, mà sau khi tôi nghe thấy chuyện này đương nhiên, nói câu không hay lắm là Vương Long Đông tôi đã rất khen tị. Cho nên hỏi thăm nhiều chỗ, đồng thời, lập tức quay về thành phố sắp xếp một đồng chí có liên quan đi tìm những tư liệu có liên quan. Nhanh chân hơn một bước tiến hành triển khai dự án cơ bản nhà máy nhiệt điện tại Ngưu Gia Bình cách mỏ than Hải Sơn không xa. Đương nhiên, đây là một tâm lý đầy tính may rủi. Một khi không nắm được dự án này, Vương Long Đông tôi sẽ phải chịu sự chỉ trích của vô số người. Tuy nhiên, vì dự án lớn 5 tỷ, Vương Long Đông tôi đã bất chấp tất cả. Hơn nữa, Bí Thư Diệp cũng đã đồng ý hành vi giành trước đầu tư của tôi. Bởi vì hai ngày nay vẫn luôn bị vướng vào chuyện của Hồng Cốc Trại, cho nên, còn chưa kịp nói rõ tình hình cụ thể với Chủ tịch Khổng và các vị ủy viên thường vụ. Vương Long Đông trình bày sơ lược lại tình hình một lượt. Chương 2385, thăm dò một chút. Thưa các đồng chí, dự án nhiệt điện lớn như vậy, chính là một cơ hội to lớn đối với thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Ngay cả với toàn tỉnh Tấn Lĩnh cũng không phải việc nhỏ. Chính vì thế mới khiến cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh coi trọng cao độ. Ngày hôm đó tôi lên tỉnh báo cáo công tác vừa vặn gặp giờ cơm nên xin một bữa. Cho nên mới có cơ hội tốt gặp được Bộ trưởng Phong và Bộ trưởng Chu Tiến Phong Bộ Giao thông. Lúc dùng cơm nghe được những vấn đề liên quan về việc rót trợ cấp và giúp đỡ một vài phương diện cho nông dân. Sau đó, tôi lập tức liên hệ với Chủ tịch Khổng. Chủ tịch Khổng làm việc rất nhanh chóng. Lập tức triệu tập các lãnh đạo các ban ngành liên quan và lâm thời triệu tập một vài vị ủy viên thường vụ để bàn bạc về việc này. Tuy nhiên, các đồng chí ạ, chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, địa điểm này chọn chưa chuẩn xác thiếu chút nữa làm hỏng việc lớn. May là đã giải quyết được rồi, bằng không, ảnh hưởng từ chuyện ngày đó sẽ rất nghiêm trọng. Các đồng chí ạ, trong khi đang làm việc phải hết sức thận trọng và cẩn thận. Có một số việc không thể để chậm trễ, ví dụ như chuyện cải tạo ruộng đất. Chọn địa điểm, nhưng phải ngắm chuẩn mới được, bằng không, chuyện ngày hôm đó sẽ hỏng bét. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy toát cả mồ hôi. Cái này, chúng ta hôm nay tạm thời không đề cập đến nữa. Vẫn nên nói trước một chút về vấn đề nhà máy nhiệt điện và đường cao tốc kinh ngân của Bộ Giao thông. Tôi nghĩ, dự án nhiệt điện nếu như đồng chí Long Đông đã giành lấy được, hơn nữa đồng chí Long Đông cũng rất để tâm. Đồng thời đã kịp thời mời các chuyên gia có liên quan ở tỉnh đến định ra kế hoạch giành lấy đầu tư bước đầu. Ngay cả địa điểm cũng đã tìm được rồi. Chuyện này để anh ấy phụ trách cụ thể không còn gì tốt hơn. Diệp Phàm nói.
Dự án lớn như vậy tôi lo chỉ một thị xã Chương Hà không lo liệu được trọn vẹn. Hơn nữa, muốn nắm lấy dự án này, chúng ta sẽ phải đối mặt trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Điện lực Viễn Đông. Tập đoàn Điện lực Viễn Đông là một trong 6 trụ cột lớn trong các doanh nghiệp điện lực Trung Quốc chúng ta. Chủ tịch của doanh nghiệp này đang được cân nhắc biên chế cấp bộ trưởng. Cho dù là một phó chủ tịch tập đoàn cũng là cán bộ cao cấp được hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng. Thành phố chúng ta sắp xếp như thế có phải đã hơi quá coi thường họ rồi hay không? Ý của Khổng Đoan Diệp Phàm hiểu. Ha ha, chủ tịch Khổng, dự án lớn như vậy đương nhiên không thể nào để một thị xã Chương Hà chịu trách nhiệm toàn bộ. Không có sự tham dự của Ủy ban Nhân dân thành phố, thị xã Chương Hà cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Hơn nữa, tôi cảm thấy, dự án nhiệt điện Ngưu Gia Bình Chương Hà nên do anh đích thân dẫn đầu chỉ huy. Thành viên bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp thao tác, mà đồng chí Long Đông làm lãnh đạo phụ trách công tác cụ thể ở đó. Diệp Phàm cười nói. Khổng Đoan vừa nghe thấy thế, không ngờ lại bị Diệp Phàm làm cho mơ hồ. Trong lòng người này không khỏi lẩm bẩm, kỳ lạ, dự án nhiệt điện do tên họ Diệp này khơi mào, tại sao hắn lại không hề nhúng tay vào nhỉ? Chuyện tốt thế này ai cũng muốn dính líu đến một chút, trong chuyện này chẳng lẽ có điều gì không ổn? Khổng Đoan trong lòng thắc mắc, ngẫm nghĩ một lúc hỏi. Bí thư Diệp, dự án lớn như vậy, không có anh không được. Hơn nữa, dự án nhiệt điện này không phải là do anh bắt đầu hay sao? Tôi thấy, nên để đích thân Bí thư Diệp dẫn đầu, tôi, Phân Lý, Long Đông cùng với các thành viên bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố giúp anh triển khai công việc mới đúng. Ha ha ha, chủ tịch Khổng quá khiêm nhường rồi. 4 triệu nhân khẩu của thành phố chúng ta chủ tịch Khổng còn có thể quản lý ổn thỏa trật tự được cơ mà. Một dự án nhiệt điện, mặc dù là tài chính dồi dào một chút, nhưng tôi tin tưởng tuyệt không làm khó được chủ tịch Khổng. Việc này quyết định như thế, bên thành phố đồng lĩnh do chủ tịch Khổng chỉ đạo chính, còn chỉ đạo phụ do đồng chí Long Đông đảm đương. Dù sao, dự án nhiệt điện Ngưu Gia Bình là ở thành phố Chương Hà. Mà đồng chí Long Đông lại là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư của thành ủy Chương Hà. Nguyên nhân quan trọng hơn là vì anh ấy là người phát hiện dự án và cũng là người thúc đẩy sớm nhất. Về phần tổ viên tất nhiên không thể thiếu đồng chí Vân Lý rồi. Kỳ thực, tôi còn có một việc rất quan trọng cần phó chủ tịch Tất làm. Diệp Phàm cười nói, vẫn nên đẩy cái lợi ra. Dự án thứ hai này nhưng lại khiến cho bộ máy thành ủy tỏ ra tức giận, mọi người không ngờ lại đẩy tới đẩy lui chuyện tốt này. Ồ, có thể tiết lộ một chút là chuyện gì không? Khổng Đoan mỉm cười. Mấy hôm trước lúc tôi gọi điện thoại từ tỉnh về đã nói vài câu với anh rồi đấy, chính là chuyện đường cao tốc Kinh Ngân. Diệp Phàm lại nói lại chuyện này một lần nữa. Đây đúng là một cơ hội tốt, nếu như có thể để đường cao tốc Kinh Ngân rẽ hướng Tây Bắc qua thành phố Đồng Lĩnh chúng ta đến tỉnh thành Long Giang. Chuyện này đối với việc triển khai công tác các hạng mục và sự phát triển các hạng mục của thành phố chúng ta đều có tác dụng vô cùng lớn. Có lẽ bí thư vẫn luôn nhắm vào dự án nhiệt điện phải không? Khổng Đoan cũng không ngu, vừa nghe nói liền nghĩ ngay đến chuyện này. Ha ha ha, chủ tịch Khổng đúng là người hiểu tôi. Diệp Phàm cười lên sang sảng, sau đó nhìn Sa Quân một cái, phát hiện khuôn mặt của người này đang chảy dài ra. Có lẽ do thấy mình và Khổng Đoan hòa thuận như thế nên trong lòng không vui. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của người này làm gì, miệng lại nói tiếp. Ừ, các vị cứ nghĩ xem, nếu như có thể giành lấy dự án đường cao tốc Kinh Ngân, chúng ta nhất định phải làm cho nó gần thị xã Chương Hà một chút. Tốt nhất là làm một cửa ở một nơi cách Ngưu Gia Bình không xa. Cứ như thế, điều kiện đầu tư của nhà máy nhiệt điện Ngưu Gia Bình mới càng lạc quan hơn, càng có thể làm cho một số doanh nghiệp có tầm nhìn để ý đến. Nhiệm vụ của chúng ta tương đối nặng, nhà máy nhiệt điện còn cần chúng ta ra mặt đi tranh thủ 2,4 tỷ vốn đầu tư. Giao thông không đem lại lợi ích khiến người ta để ý, thì có ai chịu đầu tư? Tuy nhiên, Bí thư Diệp, đường cao tốc Kinh Ngân vốn không có ý định đi qua thành phố Đồng Lĩnh. Hiện giờ muốn người ta mất trắng mấy trăm triệu rẽ qua Đồng Lĩnh, có lẽ cực kỳ khó khăn. Tất Phân Lý nhìn không được, hỏi. Biết người này cũng để tâm, chuyện này, trại Hồng Cốc đã không kiếm được chút lợi nào. Mà dự án nhiệt điện này lại do Khổng Đoan làm chỉ đạo chính, đồng chí Tất Phân Lý tuy rằng trong lòng đang rất khoái trá cũng không tiện chỉ trích thẳng mặt ông bạn nối khố Khổng Đoan không thích hợp gì gì đó. Mà hiện tại hy vọng đường cao tốc Kinh Ngân có thể chia được chút lợi lộc,
Hơn nữa, nhân vật số 1 là Diệp Phàm dường như cũng có ý này. Đồng chí Vân Lý hiện giờ đã xem đường cao tốc Kinh Ngân như chuyện của mình rồi, tất nhiên vẫn rất chú ý và thận trọng. Các bộ bây giờ đều khá chú trọng chiến tích, cho dù có là một cán bộ bình thường, cũng sẽ hy vọng mặt mũi mình được sáng sủa. Không làm một chuyện con cỏn nào đó, miệng lưỡi dân chúng cũng có thể dìm chết anh. Làm một chuyện gì đó, có thành tích, không những có thể diện, dân chúng nói tốt về mình mà quan trọng là khi anh được cân nhắc đề bạt đi tìm quan hệ người ta cũng sẽ dễ dàng nói tốt cho anh. Quan hệ chính là thực lực mềm, mà chiến tích mới là phần cứng, thiếu một trong hai đều không được. Bằng không, anh tìm người nói hộ anh, người ta hỏi anh làm được những gì, anh á khẩu không trả lời được, còn muốn thăng tiến kiểu gì. Khó khăn tất nhiên là có rồi, không khó khăn còn cần chúng ta làm gì. Diệp Phàm cười nói, nhìn Tất Phân Lý một cái, nói. Nghe nói vốn đầu tư của đường cao tốc Kinh Ngân cũng là vốn góp. Nhà nước góp một phần, còn một phần khác là do tập đoàn Thần Lộ đầu tư. Bên phía nhà nước tôi đi thương lượng, còn bên tập đoàn Thần Lộ tôi định để một cán bộ phụ trách vấn đề đường cao tốc này của thành phố Đồng Lĩnh đi thương lượng. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn Tất Phân Lý một cái. Giải quyết dễ như vậy có lẽ vấn đề đường cao tốc Kinh Ngân sẽ được tỉnh giải quyết sớm, các đồng chí Đồng Lĩnh chúng ta đi giải quyết dự án ngay cả tỉnh cũng chưa chắc, cái này, ha ha, chỉ có thể nói là một số đồng chí đã vẽ cho chúng ta một cái bánh lớn đấy, chỉ có thể xem mà không ăn được. Không ngờ Sa Quân người này lại quấy rối, có lẽ do thấy ông Tất dao động, Sa Quân liền nhắc nhở ông Tất đừng rơi vào bẫy của Bí Thư Diệp. Đương nhiên, chúng ta đang giành về mà. Ai dám nói là 100% có thể giành được. Trước khi việc thành công, tất cả chỉ là một cái bánh treo trước mắt, nhưng, nếu không dám làm, mãi mãi vẫn chỉ là một cái bánh không bao giờ với tới được. Cán bộ chúng ta, đều cần phải có can đảm và quyết tâm gánh vác trọng trách. Ngay cả chút khí phách đó cũng không có, còn nói gì đến sự cầu thực tiến thủ nữa. Cầu thực không sai, nhưng không thể mất đi tinh thần tiến thủ. Diệp Phàm nói, tự nhiên có ý châm chọc Sa Quân không có can đảm. Hừ, sẽ đến Đồng Lĩnh chúng ta rồi lại đến thành phố Long Giang. Việc này cần đầu tư mấy trăm triệu liền, tập đoàn Thần Lộ người ta sao có thể đồng ý. Ngay cả bộ giao thông phỏng chừng cũng khó xin được, Bí Thư Diệp đã có vẻ như nắm chắc về phần nhà nước rồi, kỳ thực chính là thương lượng được với bộ giao thông. Tôi thật muốn nghe xem sự tự tin của Bí Thư Diệp từ đâu mà có. Bằng không, nếu sau khi một đồng chí nào đó đi phụ trách, thương lượng được với bên tập đoàn Thần Lộ. Nhưng thật ra bộ giao thông lại không chấp nhận, đây không phải là toi công hay sao? Đến lúc đó, không những phí công phí sức mà còn lãng phí thời gian quý giá mà chúng ta tranh thủ. Các đồng chí ạ, chúng ta không thể lãng phí như thế được. Có lẽ một số đồng chí sẽ nói coi như là đóng học phí mà thôi. Sa Quân tôi muốn nói là, học phí chúng ta đóng vẫn ít lắm sao? Hiện tượng này, nhất định phải phòng ngừa, thậm chí ngăn chặn mới được. Bằng không. Anh đóng học phí, anh ấy cũng đóng học phí, chẳng phải toàn bộ nguồn tài chính của Đồng Lĩnh chúng ta sẽ mang đi đóng học phí hết hay sao? Đồng Lĩnh chúng ta làm sao có thể phát triển được, làm sao còn có thể làm lợi cho nhân dân được nữa? Đây căn bản cũng không phải chuyện một cán bộ chân chính nên làm. Tư tưởng nhận thức của một số đồng chí đã trở nên lệch lạc một cách nghiêm trọng. Tôi hy vọng một số đồng chí có thể chú ý đến những mặt này, sửa chữa sự thiếu sót về tư tưởng nhận thức. Hướng vào đúng quỹ đạo. Sa Quân hừ lạnh một tiếng, sự kiêu ngạo của người này lại bùng lên. Cho nên, Diệp Phàm lại. Ha ha, lúc rời khỏi tỉnh ủy, Bí Thư La đã chỉ thị cho tôi. Diệp Phàm nói đến đây, cố ý ngừng một chút, phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình. Tên này mới cười nhạt một tiếng, nói. Bí Thư La nói là, về vấn đề nông nghiệp nhất định phải moi tiền từ túi của Bộ trưởng Phong. Còn vấn đề đường cao tốc Kinh Ngân, phải liều mạng đánh cược một lần. Đồng chí nào chịu phụ trách dự án này, hôm nay chúng ta liền quyết định cho xong. Nhất thời, cả phòng hội nghị chìm trong im lặng. Tất Phân Lý chép miệng một cái, nhìn Khổng Đoan, hai bên nhìn nhau mấy lần, Khổng Đoan ngẫm nghĩ một chút nói. Bất kể thành hay bại chúng ta vẫn nên hưởng ứng chỉ thị của Bí Thư La liều mạng đánh cược một lần. Điều này, cũng là nhiệm vụ mà chúng ta nhất định phải hoàn thành. Phải coi như một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà hoàn thành. Cho nên, tôi thấy, tham vọng của Phó Hủ tịch Tất rất lớn, hơn nữa, kinh nghiệm công tác phong phú, mạng lưới quan hệ cũng rất tốt.
có lợi cho việc giành dự án đường cao tốc Kinh Ngân đặt tại Đồng Lĩnh chúng ta, cho nên, anh ấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò phụ trách công trình này. Ha ha, đồng chí Vân Lý, Chủ tịch Khổng đã đề cử anh. Bản thân anh có quyết tâm làm hay không? Diệp Phàm cười hỏi. Tôi làm. Tất Vân Lý đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Chương 2386, hai vị Tất, xa lên, võ đài. Được, nếu Phó Chủ tịch Tất đã dũng cảm gánh vác, vậy phải nắm chắc, tốt nhất là có thể ổn định việc này trước khi các lãnh đạo có liên quan đến khảo sát thị xã Trương Hà của Đồng Lĩnh chúng ta. Chúng ta cũng phải để cho các vị lãnh đạo tập đoàn Viễn Đông thấy thực lực và điều kiện của thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Phải thể hiện đầy đủ tư tưởng tiến bộ, cách nhìn độc đáo và tác phong làm việc thực tế mà khác biệt của các cán bộ của thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Các đồng chí, đừng nghĩ tác phong làm việc dường như nhìn không thấy sở không tới, thuộc về phương diện tinh thần ý chí. Kỳ thực, tôi khẳng định rằng những thứ này đều có thể nhìn thấy được, sở thấy được. Tác phong làm việc của anh theo thời gian mọi người đều có thể cảm nhận được. Bề ngoài có vẻ như tác phong làm việc và làm việc không liên quan gì đến nhau, thực ra, lại liên quan rất mật thiết. Tác phong của anh có thể tạo ra ảnh hưởng đối với các lãnh đạo chuyên gia đến đây khảo sát, điều đó đã chứng minh anh đã thành công một nửa. Bằng không, chỉ nói mồm mà không làm thì có ích gì. Lý luận liên hệ với thực tế mới có thể tạo nên thành tích, bằng không, lý luận của anh chỉ là những lời sáo rỗng. Tư tưởng thế này không thể được, không thể được. Cho nên, cứ như vậy sẽ thể hiện trên thực tế, về mặt giành lấy dự án nhiệt điện sẽ càng chắc chắn hơn. Diệp Phàm nói, kỳ thực là đang ngầm chỉ trích Sa Quân chỉ biết khua môi múa mép. Hừ, đường cao tốc Kinh Ngân có thể đi qua Đồng Lĩnh, Sa Quân tôi mỏi mắt mong chờ. Sa Quân phun ra những lời này, nhìn Diệp Phàm chằm chằm, lời người này nói tràn đầy khinh thường và sự khiêu khích ngông cuồng. Xem ra, Sa Quân người này thật đúng là không biết đến hai chữ khiêm tốn. Bằng không, sao người ta vẫn hay nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nói vậy cũng không chắc, Tất Vân Lý tôi tuy nói nhát gan nhưng vì nước vì dân cho dù phải chết trên sa trường cũng không chịu là thứ rụt đầu rụt cổ. Tất Vân Lý cũng phải tức giận. Lời Sa Quân anh nói nhằm vào người phụ trách là lão Tất tôi. Cho nên, những lời này lão Tất nói cũng rất sắc bén. Trực tiếp so sánh Sa Quân với thứ rùa rụt đầu rụt cổ. Kỳ thực, sự kiêu ngạo của Sa Quân đã khiến cho các cán bộ không thoải mái trong lòng từ lâu, chỉ là mọi người vẫn luôn chịu đựng mà thôi. Cho dù anh có được bí thư La ở tỉnh ủy chống lưng thì cũng không thể coi cán bộ Đồng Lĩnh như lương khô hết như vậy chứ. Dạo gần đây, có thể làm ủy viên thường vụ thành ủy, có đồng chí nào sau lưng không có lãnh đạo ở tỉnh ủy chống lưng cho. Bằng không, sao đến lượt anh ngồi vào cái ghế ủy viên thường vụ? Hừ, lão Tất, ông nói thế là có ý gì? Túi sữa gấu. Tính tình nóng nảy của Sa Quân quả nhiên bùng nổ, đứng bật dậy, giơ tay chỉ vào Tất Vân Lý mà mắng. So sánh ông Tất với túi sữa gấu, ý bảo ông Tất còn đang bú sữa mẹ, chưa lớn. Ông nghĩ thế nào thì chính là thế ấy. Ông Tất cũng không nhịn được nữa, buột miệng, câu này cũng tương đối gay gắt. Họ Tất kia. Nếu ông có thể khiến cho đường cao tốc Kinh Ngân đi qua thành phố Đồng Lĩnh, Sa Quân tôi sẽ chịu làm con rùa rụt cổ. Tuy nhiên, tôi tin chắc, cái biệt danh này chỉ hợp với đồng chí Tất Vân Lý ông mà thôi. Ông già rồi, biệt danh này rất phù hợp với ông đấy. Sa Quân người này sao có thể dễ dàng tha thứ cho lão Tất khi nói mình như thế, tất nhiên sẽ đáp trả lại lão Tất không chút khách khí. Ai phù hợp hơn cứ chờ mà xem. Tất Vân Lý lửa giận phừng phừng. Mắt nhìn Sa Quân chằm chằm, chút tất cả bực dọc vì không được lợi lộc gì từ vụ Hồng Cốc Trại vừa rồi lên Sa Quân. Chờ thì chờ, khua môi múa mép cũng vô dụng. Trước khi đoàn khảo sát nhà máy nhiệt điện xuống, Tất Vân Lý ông có thể ổn định mọi việc, tên của Sa Quân tôi đây sẽ viết ngược. Thắt lưng Sa Quân thẳng tắp, trợn mắt nhìn Tất Vân Lý. Được rồi, các đồng chí có chuyện gì cứ bình tĩnh mà nói. Nơi này là hội nghị thường vụ thành phố. Những người có quyền quyết sách của Đồng Lĩnh đều ngồi tại nơi này. Mọi người hãy chú ý lời mình nói. Khổng Đoan vội vàng lên tiếng. Đồng chí Quân Sa, tôi gọi luôn thế đấy, ngay cả đường cao tốc cũng không thu tiền cái tên này của anh. Có điều, rõ ràng Tất Vân Lý không để ý đến lời Khổng Đoan nói, phản công trực diện, hơn nữa, trước mặt mọi người gọi tên của Sa Quân thành Quân Sa. Xe cho quân đội đi qua đương nhiên không thu lộ phí rồi. Hơn nữa, con người ấy mà, đều rất coi trọng mặt mũi.
vừa rồi Sa Quân không suy xét chu đáo, trực tiếp nhằm vào ông Tất. Trước mặt bao nhiêu ủy viên thường vụ như vậy, khả năng kiềm chế của Tất Vân Lý có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không chịu nổi. Cũng chỉ có thể nói là lửa giận của đồng chí Tất tích tụ bấy lâu đều đã phát tiết hết ra. Lão Tất, ông nói ít đi hai câu không được sao? Giọng nói của Khổng Đoan nặng nề hơn rất nhiều, ngay cả cái danh phó chủ tịch Tất cũng đã đổi thành Lão Tất mà lúc bình thường hay gọi. Xem ra, đồng chí Khổng Đoan sốt ruột rồi. Điều này ngẫm lại cũng là bình thường. Đương thời Diệp Phàm dần dần nắm đại cục đồng lĩnh trong tay. Khổng Đoan đang rất lo lắng. Nếu như Lão Tất đắc tội đồng chí Sa Quân đến mức không thể điều hòa mâu thuẫn, đây chẳng phải là vừa hay rơi vào trong bẫy của Diệp Phàm hay sao? Đến lúc đó, họ Diệp đó vừa ra tay, tiêu diệt từng bộ phận. Vậy thì thành ủy đồng lĩnh trên cơ bản sẽ chẳng còn chỗ đứng cho vị thổ bá vương Khổng Đoan này rồi. Khổng Đoan tuyệt đối không muốn thấy kết cục như thế, bởi vì, dã tâm của ông ta không nhỏ. Ông ta không những muốn là tốt chức chủ tịch thành phố, mà còn muốn khống chế thành ủy, trở thành nhân vật buông rèm chấp chính thời hiện đại. Khoan hãy nói, Khổng Đoan người này đặc biệt thích từ hy của triều Thanh. Nói thực, quan là thăng tiến từng bước một, nhưng, Khổng Đoan tôi bất luận ở trên vị trí nào cũng phải làm đến mức một câu là có thể khống chế toàn cục. Ý câu này là gì? Cũng có nghĩa Khổng Đoan mặc dù có làm chức phó cũng phải làm đến mức nắm trong tay quyền lực và tài nguyên mà chỉ chức trưởng mới được nắm giữ, điều đó dĩ nhiên là buông rèm chấp chính rồi. Họ Tất kia, chuyện này còn chưa rõ kết quả, ông dựa vào đâu mà dám gọi ngược tên của tôi. Ông đang ngang nhiên nói xấu và khinh thường một ủy viên thường vụ thành ủy, cán bộ đảng cao cấp đấy. Bí thư Diệp, tôi yêu cầu hội nghị thường vụ xử phạt kỷ luật đồng chí Tất Vân Lý. Thật quá quát. Sa Quân lạnh lùng nói. Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu cầu hội nghị thường vụ xử lý sự coi khinh người khác và không đúng mực của đồng chí Sa Quân. Còn nữa, công kích và miệt thị thân thể đồng nghiệp. Là một đảng viên, không làm gì mà chỉ nói bóng nói gió sau lưng. Đây không phải tác phong làm việc của các cán bộ đồng lĩnh, tin rằng cũng không phải tác phong làm việc mà Bí thư Diệp Anh muốn ở một người cán bộ. Vừa rồi Bí thư Diệp đã nhấn mạnh phương diện này. Không ngờ đồng chí Sa Quân lại chỉ xem như gió thổi qua tai. Đây chính là công khai xem thường tổ chức và lãnh đạo. Lão Tất đúng là đã tức giận thực sự, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sa Quân tuôn ra những lời này. Còn ra thể thống gì nữa, đây là chỗ nào, là cơ quan quyết sách cao nhất quyết sách mấy triệu người dân thành phố Đồng Lĩnh, là trụ sở của tổ chức đảng cao nhất tại Đồng Lĩnh. Những lời nói ra tại nơi này đều rất nghiêm túc và thận trọng. Các anh nhìn hai người các anh đi. Không khác gì hai mụ đàn bà chanh chua chửi đồng. Ngay cả cái gì mà rùa rụt cổ, túi sữa gấu cũng có thể nói ra, hai đồng chí xem nơi này thành cái chợ rồi phải không? Nơi đây là chỗ nào chứ? Là chỗ nào hả? Hai đồng chí không rõ hay sao hả? Tôi thấy, hai người đều nên đến trường đảng bồi dưỡng thêm đi. Trưởng ban thư ký Mễ, ghi hết những điều này vào, ghi hết vào, thật quá quát. Dầm một tiếng, Diệp Phàm đập bàn. Lớn tiếng giáo huấn hai người. Bí thư Diệp, hai người bọn họ đều quá kích động. Cũng không cần thiết phải ghi lại đúng không? Anh có thể nghiêm khắc phê bình bọn họ, là có chút quá quát. Nơi này là chỗ nào chứ, thật quá quát. Khổng Đoan vừa thấy, khẩn trương nói hộ hai người. Chuyện này, nếu bị ghi vào hồ sơ chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho Tấn Lĩnh hay sao? Tuy nhiên, Diệp Phàm không để tâm đến Khổng Đoan, tên này nâng chén trà lên chậm chậm thưởng thức. Người này, tất nhiên là đang trừng phạt Tất Vân Lý và Sa Quân. Này chính là muốn buộc bọn họ cúi đầu. Bằng không, hôm nay cứ xử lý theo như quy định thôi. Mễ Nguyệt thấy thế, nói. Hai đồng chí, tốt hơn là mau chóng nhận sai với Bí thư Diệp đi. Bằng không, tôi sẽ ghi lên thật đấy. Hồ sơ này một khi đã ghi vào rồi thì... Mễ Nguyệt vừa nói vừa lấy bút ra hơ hơ trên bản ghi chép một chút như thể đang làm ảo thuật. Tuy nhiên... Hai người ông Tất và Sa Quân đều lạnh lùng nhìn đối phương không lên tiếng. Ông muốn là gì thế ông Tất? Thấy Tất Vân Lý vẫn không chịu từ bỏ sĩ diệt, Khổng Đoan lại giục. Việc này, nói không nghiêm trọng, nói thật là chẳng có chuyện gì hết. Nói nghiêm trọng thì Diệp Phàm muốn làm căng chuyện này, xử phạt cảnh cáo hai người, lại còn ghi vào trong hồ sơ là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, việc này nếu lọt vào tai lãnh đạo tỉnh ủy, hai người đó có lẽ đều sẽ không chịu đựng nổi. Bí thư Diệp, vừa rồi tôi đã quá kích động, đã nói những lời không phù hợp,
Xin tổ chức hãy suy xét đến tấm lòng vì nước vì dân của tôi mà tha thứ cho sự hồ đồ nhất thời. Tất Phân Lý rốt cuộc cũng cúi đầu, mặt người này đỏ bừng, nói. Vừa thấy Tất Phân Lý như vậy, vẻ mặt Sa Quân đen như than, nói. Bí thư Diệp, tôi thừa nhận những lời tôi vừa nói có chút không phù hợp. Tuy nhiên, tôi chỉ nói ra khó khăn trong đó, cũng không có ý quấy nhiễu hoặc cản trở công tác. Xin tổ chức nghiêm khắc phê bình những lời không phù hợp tôi đã nói trong lúc kích động. Hai đồng chí đều đã hiểu được mình đã nói những lời quá kích thì tốt. Các đồng chí phải lấy đó làm gương. Hy vọng sau này không còn phát sinh chuyện như vậy lần nữa, các đồng chí thảo luận vấn đề thì được, nhưng phải chú ý lời nói, hành động và cử chỉ của mình. Mỗi vị đồng chí chúng ta ra ngoài đều là tấm gương của nhân dân đồng lĩnh. Đại biểu cho đồng lĩnh, đại biểu cho hình ảnh của đảng. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, lần sau không như vậy nữa, giải tán hội nghị. Diệp Phàm thấy hai người đối nghịch với nhau vừa đủ rồi, hơn nữa, cũng va chạm vừa đủ rồi. Độ nắm bắt cũng đã tương đối. Nếu như anh còn muốn phát ngôn bừa bãi một khi đến cực hạn nhẫn nại của hai người, người ta nếu như cho dù phải hứng chịu nguy cơ bị xử phạt cũng phải sống mái với anh, sau này hội nghị thường vụ cũng không dễ mở ra nữa. Cứ như vậy. Thủ đoạn chủ yếu của nhân vật số một chính là quản nhân thật ra chính là sắp đặt quan hệ của các vị cán bộ trong thành phố. Điều này thực ra chính là ứng dụng thủ đoạn nghệ thuật cân bằng các bậc lãnh đạo. Cần phải nói rằng việc sắp đặt các mối quan hệ là chuyện khó làm nhất, bởi vì thứ này không nhìn thấy, cũng không sờ được. Hơn nữa, lòng người khó dò lại không có phép nhìn thấu suy nghĩ có thể nhìn thấy suy nghĩ của người khác. Cho nên, suy nghĩ đồng thời quan sát lời nói sắc mặt cũng trở thành thủ đoạn mà các quan chức nhất định phải học được và nắm vững. Sau khi suy nghĩ kỹ mới hành động những lời này rất phù hợp với những người cán bộ. Một câu nói đã có thể chôn vùi cả quãng đường phía trước của anh. Một câu cũng có thể mang đến họa sát thân cho anh. Một câu còn có thể khiến anh bay cao. Cho nên, Diệp Phàm phất tay tuyên bố tan họp, sau đó đứng dậy không chút do dự bước dài mà đi. Chương 2387, Lão Tất, tôi không phải tượng đất. Mà Sa Quân và Lão Tất cũng hừ nhau một tiếng, nhanh chóng xoay người mà đi, như hai con gà trọi nổi máu điên. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm liếc qua cũng có thể biết được động tác phía sau lưng, tên này tự nhiên thầm cảm thấy buồn cười. Không ngờ hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn, Tất Phân Lý chính là một trong hai nhân vật quan trọng trong nhóm của Khổng Đoan. Không chừng lần này còn có cơ hội, Tất Phân Lý vì ganh đua mà khẳng định nhất định sẽ giải quyết được vấn đề đường cao tốc Kinh Ngân. Đến lúc đó không làm được Lão Tất nhất định sẽ tìm đến Khổng Đoan. Nếu như ngay cả Khổng Đoan cũng không giải quyết được thì phải cần đến mình rồi. Đến lúc đấy, giúp đỡ người ta trong lúc hoạn nạn một chút, tin chắc rằng sau này, cho dù đồng chí Lão Tất không chuyển hàng ngũ, nhưng ít ra thái độ khi đối diện với một số quyết định của mình tuyệt đối sẽ bớt gay gắt hơn một chút. Đây đúng là dấu hiệu tốt. Diệp Phàm thầm cảm thán một câu, trong lòng tự nhủ từ nay về sau, phỏng chừng đồng chí Tất Phân Lý sẽ có gai trong lòng. Về phần Sa Quân ấy à? Có lẽ sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Vừa trở lại phòng làm việc liền nhận được điện thoại Vương Long Đông, cười nói. Hôm nay Sa Quân và Lão Tất kèn cựa lẫn nhau đúng là chuyện vui ngoài ý muốn. Sảng khoái thật, Bí thư Diệp, anh có nhìn thấy không, người kiêu ngạo như Sa Quân hôm nay mặt còn đen hơn cả bao công. Đồng chí Lão Tất có lẽ chỉ muốn chui xuống lỗ, ha ha ha. Ha ha, cái này, hai đồng chí quá kích một chút. Ảnh hưởng không hay lắm. Diệp Phàm nói, người này, căn bản chính là một ngụy quân tử. Tính tình Sa Quân nóng nảy, khẳng định đã khắc sâu mối hận với Lão Tất vào tim rồi. Trong lòng đã mọc nhọt, có lẽ khó có thể tiêu trừ. Đến lúc đó, Khổng Đoan nhất định sẽ giúp đỡ Lão Tất, mà Sa Quân thấy vậy, hận lây sang Khổng Đoan cũng là điều có thể. Vương Long Đông nói, nếu thật có lúc đó, tôi chính là người đứng ra điều đình. Diệp Phàm nói, dứt khoát tiêu diệt từng bộ phận, làm tan rã từng phần nhóm của Khổng Đoan. Nếu như có thể kéo Lão Tất qua bên mình, quyền lực nhóm Khổng Đoan sẽ không còn bao nhiêu nữa. Còn Khổng Đoan tất nhiên sẽ hận Sa Quân, đến lúc đó, hai người các anh cùng ra tay, Sa Quân nhất định tiêu đời. Vương Long Đông người này nhất định đang đầy vẻ vui mừng khi kẻ khác gặp họa. Cứ xem tiến triển về sau thế nào đã, tuy nhiên, chúng ta cũng không thể lạc quan một cách mù quáng. Tuy rằng hai người này đấu khẩu mấy câu,
nhưng những người có thể ngồi lên cái ghế ủy viên thường vụ có ai là đầu ngốc? Muốn kéo Tất Vân Lý qua đây phỏng chừng là điều không thể. Tuy nhiên, sau này có lẽ đồng chí Lão Tất và Sa Quân sẽ không cùng chí hướng rồi. Điều này đối với chúng ta, đương nhiên là có lợi rồi. Tôi thấy, Khổng Đoàn từ nay về sau sẽ gặp khó khăn rồi, vừa phải đoàn kết giữ chặt Lão Tất. Vừa phải để tâm đến thái độ của Sa Quân. Đồng chí Lão Khổng, chuyện ngày hôm nay có lẽ chính là khởi đầu cho con đường xuống dốc của ông ta. Diệp Phàm nói. Tất Vân Lý thở phì phì đi vào phòng làm việc của mình. Khốn kiếp, để xem mày kiêu ngạo được đến khi nào. Lão Tất tức giận vung tay một cái, vứt ống bút trên tay xuống đất. Lúc thư ký đang dọn dẹp thì Khổng Đoan đi vào, ông ta nói. Cậu ra ngoài trước đi. Về sau, Khổng Đoan đóng cửa lại, đặt mông ngồi trên ghế xoay, nói. Lão Tất, hôm nay ông kích động quá. Tôi kích động, chẳng lẽ Tất Vân Lý tôi trời sinh nên để người ta khinh bỉ hay sao? Sa Quân gã là cái quái gì chứ, mới từ tỉnh xuống đã muốn leo lên đầu người ta. Thứ hạng trong nội bộ đảng này là do tỉnh sắp xếp, Tất Vân Lý tôi muốn thay đổi cũng không được. Nhưng Sa Quân anh cũng không thể dựa vào đấy mà kiêu ngạo ngông cuồng. Tốt xấu gì Lão Tất tôi cũng đã ở Đồng Lĩnh không ít năm, Sa Quân anh là người mới, dựa vào cái gì mà ngông cuồng như thế? Sa Quân anh có cái gì, còn không phải là núp dưới bóng của người khác mà kiêu ngạo hay sao? Thứ gì không biết? Tất Vân Lý thực sự tức giận rồi, ngay cả môi cũng đang run lên. Lão Tất, bớt giận nào. Khổng Đoan đi đến một bên rót cho Tất Vân Lý một chén trà tinh giả tương thủy ấn, sau khi ngồi xuống, nói. Sa Quân kiêu ngạo, đó vốn là tính cách của gã rồi. Người này như thế đã quen, đừng nói ông, ngay cả Lão Khổng tôi gã cũng không coi ra gì, kỳ thực, người này chẳng là cái thá gì cả. Tôi thấy Bí Thư La cũng không ưa gã là bao. Tuy nhiên, bất kể là ưa hay không ưa, người này từng là thư ký của Bí Thư La, điều này là sự thật không thể thay đổi. Hơn nữa, gã cũng theo Bí Thư La được 7-8 năm. Ngẫm lại, mấu chốt trong chuyện này chúng ta không cần thiết phải bực mình với loại người này. Ông xem đi, chuyện hôm nay khiến chúng ta bị động biết bao, để cho gã chế giễu. Gã không nóng nảy trước thì tôi cũng không nóng nảy như thế. Là người có ai chịu nổi. Ông nói xem Lão Khổng, có phải Sa Quân gã xem tôi là cái thất hay không, tôi cũng đâu phải là cấp dưới của gã. Rõ ràng, tên đó không chạm đến được cả mấy dự án cho nên mới ghen ăn tức ở. Anh có ghen ăn tức ở thì cũng không thể chút giận vào tôi. Tất Vân Lý tôi cũng không phải tượng đất. Tất Vân Lý vẫn chưa nguôi được giận. Lão Tất, chúng ta vẫn nên xuất phát từ đại cục. Ông nghĩ xem. Hôm nay ông và Sa Quân kèn cựa nhau như thế, có lợi cho ai nhất, bọn họ đều đang chê cười chúng ta đấy. Giữ hòa khí mới có thể làm được việc đúng không nào? Ngẫm lại, rất nhiều vấn đề chúng ta cần Sa Quân giúp đỡ. Bằng không, chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì không thể chèn ép được Diệp Phàm. Cuối cùng hắn triệt để chèn ép ngược lại chúng ta. Ông đã từng nghĩ đến trường hợp đó chưa, trường hợp đó xảy ra chúng ta sẽ không còn chạy được đi đâu nữa. Chỉ sợ. Ngay cả Ủy ban Nhân dân thành phố này cũng phải sửa thành họ Diệp Phàm. Hôm nay biểu hiện của Ngọc Xuân Phong thật là kỳ lạ, tôi hoài nghi không biết có phải gã đã theo phe Diệp Phàm rồi hay không. Hoặc là tên họ Diệp đó hiện đang lôi kéo gã nhập bọn. Bằng không, Diệp Phàm cũng sẽ không dành cái lợi về cho Ngọc Xuân Phong như thế. Hồng Cốc Trại nếu quả thật có thể móc nối với Bộ Tài chính, thì đây đúng là một cái xúc xích bự. Diệp Phàm đã nhắm chuẩn điểm này rồi. Khổng Đoan tận tình khuyên bảo. Phải theo đuổi cái có lợi Lão Khổng ạ, chúng ta không thể nhường cho Ngọc Xuân Phong lợi ích lớn như vậy được, đương nhiên, cũng không ngăn được gã theo phe Diệp Phàm. Hơn nữa, hôm nay ông thấy không, Diệp Phàm quá mạnh, căn bản đã bàn bạc ổn thỏa từ trước rồi. Nói ngay như dự án nhiệt điện, bề ngoài là do ông chủ trì, tôi thấy miếng lợi cụ thể vẫn lọt vào tay Vương Long Đông. Tất Vân Lý hừ nói. Hừ, Vương Long Đông, gã là cái thá gì? Ít nhất, ở dự án nhiệt điện, hội nghị thường vụ thành ủy đã quyết định là do Khổng Đoan tôi chỉ đạo công tác rồi. Chỉ riêng điểm này tôi vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao họ Diệp không tranh giành vụ này, chẳng lẽ dự án nhiệt điện có vấn đề gì không ổn sao? Tôi không nhìn ra có chỗ nào không ổn. Cho dù không giành được, bản thân tôi cũng không có gì tổn thất nhiều đúng không? Một khi giành được, đây có thể là một thành tích rất lớn. Dự án 5 tỷ, nói thật với Lão Tất ông.
tôi rất động tâm. Đến lúc thành công rồi, cũng sẽ là một đại sự trong đời Khổng Đoan tôi. Khổng Đoan tôi không phải là một cán bộ vô dụng, tôi thật sự muốn làm một số chuyện vì nước vì dân. Đương nhiên, Khổng Đoan tôi cũng không phải là một cán bộ trí công vô tư. Lúc vì nước vì dân cũng có thể nhận được lợi ích phải không nào? Đây có gì là sai trái đâu, cho nên, Lão Tất, ông cũng đừng kèn cựa với tên kia nữa, mà hãy chú ý làm tốt chuyện đường cao tốc Kinh Ngân. Những thứ liên quan đến chuyện này cũng tương đối lớn. Ông nghĩ đi, ngay cả Bí Thư La cũng chú ý đến dự án đường cao tốc Kinh Ngân, một khi có thể khiến nó rẽ qua Đồng Lĩnh, vậy thì Tất Vân Lý ông liền có được đòn bẩy chính trị để thăng tiến rồi. Cho nên, tôi xử lý tốt nhiệt điện, ông làm tốt đường cao tốc Kinh Ngân, chúng ta cùng tiến lên, cùng đánh một trận thật đẹp mắt. Một tương lai tốt đẹp còn đang chờ đợi chúng ta, có cần thiết phải tức giận với một đứa nhóc tỷ hay không? Khổng Đoan vừa làm hạ hỏa vừa khuyên nhủ. Khổng Đoan ông chỉ là muốn tôi giải quyết vụ đường cao tốc Kinh Ngân cho tốt để trải đường cho dự án nhiệt điện mà thôi. Nói dễ nghe thật, trong lòng Tất Vân Lý thầm khinh bỉ ông bạn nối khố một câu, đầu lại khẽ gật, nói. Ừ, không thể để cho người ta chế giễu được. Nhất định phải giành được dự án đường cao tốc này. Dù gì Tất Vân Lý tôi cũng phải phấn đấu, tư bản chính trị gì đó chỉ còn là thứ yếu thôi. Người cần mặt mũi, cây cần vỏ. Ngay cả mặt cũng không có thì còn sống làm gì nữa, tuy nhiên, Lão Khổng, ông yên tâm, tôi sẽ không kèn cựa với tên danh con này nữa đâu. Nhưng, nếu như gã thật muốn chọc giận tôi, lần này Lão Tất tôi sẽ không để yên đâu. Mẹ nó, sống mà cứ quá nhịn nhục chẳng thà chết đi cho xong. Ông xem ông kìa, vẫn chưa hiểu, nhìn thoáng ra một chút, không phải tôi đã nói với ông rồi ư, liều mạng với loại người không có tố chất này làm gì. Chúng ta chỉ cần đạt được lợi ích thực tế là được rồi. Người như thế nếu như thật sự muốn kiêu ngạo, Khổng Đoan tôi có cả trăm cách khiến gã gặp xui xẻo, đừng tưởng có người chống lưng là muốn làm gì thì làm. Cho dù có là Bí Thư La cũng không thể lấp hết vùng trời Tấn Lĩnh này. Khổng Đoan cũng để lộ ra sát khí. Buổi chiều, đoàn người tuần tra do Phó Chủ tịch tỉnh Trần Húc dẫn đầu đã tới thành phố Đồng Lĩnh. Diệp Phàm mang theo bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ra ngoài nghênh đón bọn họ. Tuy nhiên, đợi gần một giờ cũng không thấy bóng người. Rốt cuộc khi nào mới đến? Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Diệp Phàm nhíu mày hỏi Mễ Nguyệt đứng bên cạnh. Một giờ trước nói đã tới rồi, sao đến bây giờ còn chưa tới đây? Tôi lập tức liên lạc một chút. Mễ Nguyệt nói, tuy nhiên, lúc vừa cầm điện thoại lên thì chuông lại vang lên trước. Mễ Nguyệt vâng dạ một lúc thì gác điện thoại, sắc mặt tương đối khó coi. Sao thế? Diệp Phàm hỏi. Đoàn người đi tuần tra đã đến trạm phát điện Hồng Cốc rồi, nói là bảo anh cũng đi một chuyến. Mễ Nguyệt nói. Đi, đến trạm phát điện Hồng Cốc. Diệp Phàm vung tay, hừ nói. Sau khi ngồi vào xe, khuôn mặt Mễ Nguyệt hiện lên vẻ ưu tư, nói. Xem ra, chúng ta đã đoán chúng rồi. Chúng thì chúng. Xem bọn họ có thể chơi trò gì. Diệp Phàm hừ lạnh nói, cầm điện thoại gọi cho Bao Nghị, bảo anh ta hỏi thăm một chút phía bên mấy cảnh sát đang canh chừng đập có tình hình gì mới hay không. Không lâu sau Bao Nghị gọi lại, nói là trạm trưởng Thôi mang theo toàn bộ nhóm lãnh đạo của trạm phát điện Hồng Cốc đến con đập lớn bên khe suối. Quả nhiên là nhắm vào chúng ta. Diệp Phàm hừ nói. Bao Nghị, mang theo cáo tài liệu xử lý liên quan, nếu phải đấu pháp. Thì chúng ta liền đấu. Tôi đã chuẩn bị sẵn trong xe rồi, lập tức sang đó. Tôi thật muốn xem, chẳng lẽ cơ quan công an bắt thế lực xấu xa lại không được. Hơn nữa, đám người này còn giả mạo bảo vệ trạm phát điện Hồng Cốc. Lần này, ngay cả trạm phát điện Hồng Cốc cũng bị kéo vào, chúng ta phải cho bọn họ uống hết một bình. Không bằng xuống tay ác một chút, dựa vào tài liệu tôi đang nắm giữ hoàn toàn có thể bắt bớ trạm trưởng Thôi. Nếu như có thể bắt ông ta ngay trước mặt các đồng chí mặt trận Tổ quốc tỉnh thì mới xứng đáng. Bao Nghị nói. Cậu có chát bắt ra mà. Diệp Phàm hỏi. Không có, mấy người ở viện kiểm sát qua lại khá thân với Chỉ Hạo Cường. Tôi nghĩ, cho dù muốn giải quyết cũng phải kéo dài thêm mấy ngày. Bao Nghị có chút giận dữ nói. Tuy nhiên, chúng ta có thể bắt ông ta trước, gọi đến trong cục hỏi vài câu cũng được mà. Chương 2388, bắt đầu đấu pháp. Ha ha, anh quên mất một thân phận khác của tôi rồi. Không sao, đến lúc đó quan sát tình hình, tôi ám chỉ một cái, anh liền bắt ông ta ngay tại chỗ.
xem bọn họ có thể làm gì, tôi thấy, chuyện bán rẻ trạm phát điện Hồng Cốc nhất định trạm trưởng thôi biết được nội tình. Không chừng đây còn là một cửa đột phá đấy. Diệp Phàm cười nói. Đúng là quên đi mất, ha ha ha, có bí thư Diệp phó giám sát trưởng ra mặt, để xem mấy tên ở viện kiểm sát còn nói được gì nữa. Bao Nghị ha ha cười. Chỉ là biện pháp cần dùng lâm thời thôi, cũng không cần quá đáng quá. Một khi bắt người rồi lập tức xin viện kiểm sát thủ tục bắt giữ. Chúng ta phải làm cho trạm trưởng thôi vào được mà ra không được. Đến lúc đó, phòng trừng áp lực từ các phía đều sẽ hết, anh phải chuẩn bị tốt tinh thần từ trước. Diệp Phàm nói. Không sợ, cho dù mất chức tôi cũng không sợ. Bao Nghị kiên quyết bày tỏ thái độ, kỳ thực chỉ là làm thiên lôi sai đâu đánh đó của Diệp Phàm thôi. 2 giờ sau, đoàn người Diệp Phàm đã tới trạm phát điện Hồng Cốc. Nhóm người Trần Húc đang đi dạo khắp nơi cùng Phó Tổng Giám Đốc Quách và trạm trưởng thôi, chỉ trò trò. Đoàn người Diệp Phàm vội đi lên nghênh đón. Chủ tịch Trần, tôi đến muộn, thật ngại quá. Diệp Phàm chào hỏi. Không sao, lần này đến vốn định đến Đồng Lĩnh trước. Không ngờ trên đường gặp được Phó Tổng Quách và trạm trưởng thôi của tập đoàn Vạn Thắng, bọn họ một mực yêu cầu chúng tôi đến trạm phát điện đi dạo một chút. Nghe nói phong cảnh ở trạm phát điện Hồng Cốc không tồi. Mọi người ngồi dí ở tỉnh cũng khá lâu rồi, nên thuận đường đi dạo một lúc. Trần Húc vẻ mặt thân thiện tươi cười, giơ tay bắt tay lấy lệ với Diệp Phàm. Thái độ cũng không thân thiết, bản thân nghiễm nhiên là lãnh đạo, lớn lối có thừa. Sau đó, Trần Húc chỉ vào Quách Dương giới thiệu. Bí thư Diệp, vị này chính là Phó Tổng Giám Đốc Quách Dương của công ty tập đoàn thượng cấp của trạm phát điện Hồng Cốc. Chủ tịch Trần, vị bí thư Diệp này của các ngài rất lợi hại. Quách Dương tôi không dám làm quen đâu. Không ngờ trước mặt hơn 100 người Quách Dương trực tiếp nhăn mặt. Diệp Phàm biết, người này căn bản đang tìm cơ hội mượn thế của Chủ tịch Trần đánh bóng mặt mũi mình. Vì thế nói, vị Phó Tổng Giám Đốc Quách này mấy ngày trước tôi đã gặp, khá là lớn lối. Không ngờ Diệp Phàm không nể tình như thế, dám dùng từ lớn lối ngay trên địa bàn mình. Quách Dương thiếu chút thì phát điên. Ông ta lạnh lùng hừ nói. Bí thư Diệp. Quách Dương tôi có chỗ nào lớn lối vậy? Quách Dương tôi chỉ là giám đốc một phòng thôi, nào có gan lớn lối trước mặt người đường đường là bí thư Diệp của thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Quách Dương tôi còn phải kiếm cơm ở Đồng Lĩnh này mà. Chọc vào bí thư Diệp, Quách Dương tôi phỏng chừng phải tan học rồi. Vừa bắt đầu mùi thuốc súng đã khá nồng. Tan học, không không không, Diệp Phàm tôi có thể quản lý mấy cái ghế cán bộ Đồng Lĩnh, nhưng cũng không thể quản lý được Phó Tổng Giám Đốc Quách ông. Chức bí thư này của tôi, không bằng một Phó Tổng Giám Đốc của Vạn Thắng mà. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Bí thư Diệp, tôi là Hồ Quý Thiên ở sở. Anh vừa nói Giám Đốc Quách lớn lối, có thể lấy một ví dụ chứng minh không? Nói thế nào thì Giám Đốc Quách cũng không thể lớn lối như thế trên địa bàn của anh được đúng không? Nếu thật là như thế, Hồ Quý Thiên tôi cũng sẽ không đồng ý. Thế còn ra thể thống gì nữa, doanh nghiệp trèo lên cổ chính phủ. Hồ Quý Thiên ra vẻ muốn giúp đỡ Diệp Phàm, nhưng trong lòng Diệp Phàm biết. Tên này căn bản đang thêm dầu vào lửa. Giám đốc Hồ, tôi là Bao Nghị người phụ trách cục công an thành phố Đồng Lĩnh. Bí thư Diệp nói không sai. Công ty còn trạm phát điện Hồng Cốc thuộc tập đoàn Vạn Thắng đúng là rất lớn lối. Thậm chí lớn lối đến mức không có giới hạn, căn bản không coi thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi ra gì. Vì quần chúng Hồng Cốc chạy. Bí thư Diệp chỉ là yêu cầu trạm phát điện Hồng Cốc trả lại một phần nước cho họ, vài ngày nữa là cuối năm rồi. Nhưng bọn họ lại. Tuy nhiên, Bao Nghị chưa nói xong đã bị Hồ Quý Thiên bá đạo ngắt lời, tên này hừ nói. Không hỏi anh, nói xen vào làm gì, ngay cả chút quy củ ấy cũng không hiểu sao. Đứng qua một bên, Hồ Quý Thiên biểu hiện như thế, chính là tát thẳng vào mặt Diệp Phàm. Toàn Đồng Lĩnh mọi người đều biết Bao Nghị là cấp dưới đắc lực của Diệp Phàm. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Tự nhiên, ánh mắt hai người Khổng Đoan và Trì Hạo Cường có chút lóe sáng, trong lòng tất nhiên rất khoái trá. Ha ha, đồng chí Bao Nghị, giám đốc Sở Hồ hỏi, anh thay mặt thành ủy Đồng Lĩnh nói tiếp đi. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, tuy giọng điệu rất ôn hòa, nhưng vào tai Hồ Quý Thiên thì lại không phải như vậy nữa. Hồ Quý Thiên anh vừa mới lên lớp Bao Nghị không được ngắt lời nói leo, ngược lại bí thư Diệp lại chỉ thị Bao Nghị báo cáo với anh. Đây còn không phải đang trực tiếp đánh trả Hồ Quý Thiên anh hay sao? Hơn nữa, Diệp Phàm cũng khá ghê gớm, bảo Bao Nghị thay mặt cho thành ủy tiếp tục trình bày,
Hồ Quý Thiên Anh chẳng lẽ ngay cả lời của thành ủy đồng lĩnh cũng không cho nói. Cho nên, sắc mặt đồng chí Hồ Quý Thiên cứng đờ. Chép miệng một cái cuối cùng không nói gì nữa. Xin nghe theo chỉ thị của lãnh đạo. Bao Nghị đứng nghiêm đúng chuẩn mực trước Diệp Phàm, sau đó liếc Hồ Quý Thiên một cái, nói. Tôi tiếp tục báo cáo, cũng chính sáng ngày hôm qua, Bí Thư Diệp mang theo đoàn người chúng tôi đến con đập khe suối này là con đập chặn nước của khe suối. Cục trưởng Bao, chuyện ấu trĩ như vậy mà anh cũng có thể bịa ra được. Buồn cười thật. Quách Dương lạnh lùng hừ nói, hai mắt nhìn Bao Nghị trừng trừng. Ấu trĩ, chỉ có giám đốc Quách ông như thế thôi. Tôi chỉ có gì nói nấy, nói đúng sự thật, không câu nào là giả dối cả. Bao Nghị đương nhiên không chút khách khí phản bác lại Quách Dương. Anh nói bảo vệ chúng tôi thuê là bảo vệ giả mạo, mang bằng chứng ra đây. Bằng không, anh đang ngang nhiên nói xấu công ty chúng tôi đấy. Hôm nay vừa đúng lúc giám đốc Hồ và kiểm sát trưởng Ô của viện kiểm sát đều có mặt, còn có anh không nói cho rõ ràng, tôi dễ dàng có thể giáp mặt chống án rồi. Trạm trưởng Thôi nóng nảy, lớn tiếng kêu lên. Đừng nóng vội trạm trưởng Thôi, cục trưởng Bao nữa. Các đồng chí hôm nay xuống của chúng tôi cũng có thể nghe một chút. Rốt cuộc ai đúng ai sai, trong lòng mọi người đều có phán định đúng sai. Hơn nữa, nếu thực sự dính đến chuyện trái pháp luật, Trần Húc tôi sẽ chuyển lên chỗ lãnh đạo có liên quan của ban ngành chính trị pháp luật. Trần Húc ra vẻ công bằng chính nghĩa. Kỳ thực, nghe thế nào cũng thấy giống như đang có ý cổ vũ trạm trưởng Thôi to gan chỉ ra chỗ sai. Ha ha, Bao Nghị tôi dám nói ra, đương nhiên là có bằng chứng thép. Các vị La, đây là chứng cớ. Đám bảo vệ lúc đó là do trạm trưởng Thôi tự mời đến. Kỳ thực, đám người này là một đám lưu manh của huyện Hồng Lĩnh. Người cầm đầu tên là Lý Thuận Nghiêu, người này được gọi là Hồng Lĩnh Nhị Hổ, dưới tay gã có hai thuộc hạ rất đắc lực, một người tên là Nhị Cầu Tử, người kia tên là Tam Lăng Tử. Bọn người đó bao gồm tất cả có 40 đến 50 người, kỳ thực đều là đàn em được Lý Thuận Nghiêu nuôi dưỡng. Ngày đó dưới sự sai sử của trạm trưởng Thôi, không ngờ ngang nhiên chống lại pháp luật, hơn nữa, còn cầm vũ khí chống lại các cảnh sát công an đang thi hành mệnh lệnh của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Mà ngay cả Bí Thư Diệp đi yêu cầu trả nước bọn họ cũng dám tấn công bằng dao. Đây là loại hành vi gì chứ, là phản động điển hình. Chúng tôi mau chóng bắt người, không bắt mà được sao. Đồng thời lập tức lập án điều tra, cộng thêm những bằng chứng mà cảnh sát của phòng công an huyện Hồng Lĩnh đã thu thập được trước đó cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi vừa bắt được băng nhóm tội phạm Lý Thuận Nghiêu. Tổng cộng bắt được 30 phần tử tội phạm, những người này, quả thật coi trời bằng vung. Cưỡng bức phụ nữ, đánh người đến tàn phế, chiếm lấy ruộng đất phòng ốc của người ta, chuyện xấu gì cũng làm. Thị trấn Hồng Lĩnh rất nhiều cửa hàng đều bị chúng hại đến thê thảm. Bởi vì, không nộp phí bảo vệ sẽ bị đánh, khiến cho những người bán hàng ở đó không kinh doanh nổi nữa. Bao Nghị vừa ra hiệu cho cấp dưới phân phát tài liệu, vừa nói ra những lời rất nghiêm khắc, chính nghĩa. Anh nói bậy, những tài liệu này đều là giả tạo. Đừng tưởng chúng tôi không biết. Các anh đang dở thủ đoạn. Hôm nay có giám đốc sở Hồ ở đây, tôi muốn xin sở tỉnh ra mặt điều tra hành vi làm sằng làm bậy của công an thành phố Đồng Lĩnh. Không thể cứ mặc cho họ làm bừa như vậy mãi được, cứ làm như vậy tổng giám đốc các doanh nghiệp ai cùng sẽ không yên tâm. Hậu quả này, tương đối nghiêm trọng đấy. Trạm trưởng Thôi kêu lên. Ha ha, phán đoán đúng sai đều có công lý. Chúng tôi hoan nghênh sở tỉnh bắt tay tiến hành điều tra. Tuy nhiên, hôm nay tôi thay mặt cho Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh gọi đồng chí Thôi Tân Viễn về đồn. Kỳ thực, chúng tôi đã nắm bắt được một số lượng lớn căn cứ chính xác chứng minh đồng chí Thôi Tân Viễn thực sự đã sai khiến đám người Lý Thuận Nghiêu làm hại dân chúng Hồng Cốc Trại. Trải qua điều tra, Hồng Cốc Trại có mười mấy người dân bị đám người Lý Thuận Nghiêu đả thương thậm chí gây nên tàn phế. Mà căn nguyên tất cả những điều này đều là do bọn họ đến trạm phát điện Hồng Cốc yêu cầu trả lại nước. Mà trạm phát điện Hồng Cốc đương nhiên không trả, yêu cầu chính nghĩa của dân chúng trại tất nhiên làm ầm ĩ, khiến các cấp quản lý của trạm phát điện bốc hỏa. Bọn họ không đi theo con đường pháp luật chính quy, mà áp dụng các thủ đoạn cực đoan. Không ngờ bỏ tiền ra thuê đám người Lý Thuận Nghiêu đe dọa người dân. Thủ đoạn bọn họ dùng cực kỳ ác liệt, ví dụ như Mã Tứ Công của Hồng Cốc trại, con trai ông ta là Mã Thụ Lâm bị đám người này đánh cho tàn phế, đến giờ Mã Thụ Lâm vẫn nằm trên giường. Hai chân vì để giữ mạng mà phải cắt bỏ. Tất cả các chứng cứ đều nói rõ,
đám người Thôi Tân Viễn bị hiềm nghi phạm tội nghiêm trọng. Vốn định xin trát bắt giam của viện kiểm sát, nhưng vì thời gian quá gấp gáp nên không kịp làm. Cho nên, chúng tôi sẽ gọi Thôi Tân Viễn về đồn trước. Bao Nghị nói đến đây, bất ngờ mặt nghiêm lại, ra lệnh. Dương Nghĩa, Trần Hùng, lập tức mời đồng chí Thôi Tân Viễn về đồn thẩm vấn. Khoan đã, Chủ tịch Trần, Giám đốc Hồ, bọn họ muốn vu tội cho tôi, lo gì không có tội danh. Bao Nghị, anh tưởng chút thủ đoạn đó của anh có thể lừa được Chủ tịch Trần và Giám đốc Hồ sao? Nực cười, anh dựa vào cái gì mà mời trạm trưởng Thôi về đồn? Đừng tưởng chúng tôi không biết, còn không phải ngày đó các anh dẫn người đến cướp nước, chúng tôi không cho, các anh mới trả đũa doanh nghiệp chúng tôi thôi. Chủ tịch Trần, Giám đốc Hồ, không thể để Bao Nghị làm việc khinh suất như thế được. Cứ làm như vậy dân chúng và doanh nghiệp chúng tôi sao còn đường sống. Hơn nữa, bọn họ làm như vậy tập đoàn Vạn Thắng chúng tôi tuyệt không phục. Việc này, cho dù có phải lên tỉnh chống án, thậm chí lên trung ương chúng tôi cũng đi. Kiên quyết chống lại kiểu vụ oan giá họa này. Quách Dương đầy vẻ chính nghĩa, hừ nói. Chống án là quyền của các ông, lập án phá án là chuyện cục trưởng Bao bọn họ phải làm. Tuy nhiên, giám đốc Quách nếu như có ý bao che, thậm chí cản trở cơ quan công an chấp pháp theo quy định, tính chất gì nhỉ, cục trưởng Bao, anh giải thích cho giám đốc Quách một chút đi. Diệp Phàm ở một bên thản nhiên nói. Sẽ bị coi như đồng phạm mà xem xét xử phạt. Tôi tin giám đốc Quách là một người thông minh. Tuyệt đối không làm việc ngốc nghếch như thế. Bao Nghị đáp, nhướng mày, nói. Dương Nghĩa, Trần Hùng, sao còn đứng đó, sao thế, lời tôi nói không ai nghe sao? Chúng tôi làm ngay. Dương Nghĩa đáp, tiến lên cùng Trần Hùng, nói. Chúng tôi vẫn rất tôn trọng những chủ tịch doanh nghiệp, cũng không cần thiết còng tay. Tuy nhiên, trạm trưởng Thôi, hy vọng ông phối hợp với cơ quan công an. Bằng không. Chúng tôi không thể không mạnh tay. Chương 2389, hành vi của anh là hành vi của thổ phỉ. Từ đã, hôm nay chúng tôi xuống đây là để nghe báo cáo về trạm trưởng trạm phát điện Hồng Cốc. Chuyện các anh nói thì từ từ. Bí thư Diệp, anh cũng không thể để toàn bộ ủy viên thường vụ và các đại biểu mặt trận Tổ quốc ngồi chờ các anh chứ. Hồ Quý Thiên quả nhiên ra tay. Nếu các đại biểu và lãnh đạo của mặt trận Tổ quốc có yêu cầu này, thì cục trưởng Bao. Việc này cứ từ từ, để trạm trưởng Thôi báo cáo xong các anh hãy gọi có được không? Diệp Phàm hỏi. Vậy cứ từ từ đã. Bao Nghị khoát tay áo nói, Dương Nghĩa và Trần Hùng lui xuống dưới. Đồng chí Diệp Phàm, nghe Tổng Giám đốc Quách nói là các anh chiếm đoạt nước của bọn họ. Việc này sao lại thế? Trần Húc bắt đầu nổi bão. Rất xin lỗi, Chủ tịch Trần, đây là họ dùng từ sai. Chắc là bọn họ, trả nước. Là trả nước cho dân chúng Hồng Cốc trại, chứ không có chuyện cướp nước, ở đây đâu. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Hả, trả nước, có ý gì? Trần Húc hỏi. Căn bản chính là già mồm át lẽ phải, cái gì còn nước là thế nào? Chủ tịch Trần, Giám đốc Hồ đang chờ các anh hôm nay xuống kiểm tra, chúng ta sẽ báo cáo việc này. Các anh phải giải quyết cho chúng tôi. Trưởng trạm Thôi nói. Tiên hiển nhiên y vừa bị Bao Nghị làm cho hết hồn nên giọng nhỏ đi không ít. Đoàn cán bộ của mặt trận Tổ quốc chúng tôi có quyền giám sát, có chuyện gì anh cứ việc nói ra, không cần quan tâm đến cái gì. Có chúng tôi ở đây nhất định sẽ giải quyết công bằng. Nếu không giải quyết được chúng tôi sẽ chuyển đến các cơ quan có liên quan để giải quyết. Chủ tịch tỉnh kéo dài giọng. Trạm phát điện Hồng Cốc này là do tập đoàn Vạn Thắng mua lại của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Lĩnh. Nhưng bí thư Diệp của huyện Đồng Lĩnh căn bản không quan tâm đến những việc này, dùng biện pháp cưỡng chế hành chính yêu cầu chúng tôi xả nước đến Cốc Khê. Mọi người đều biết khi trạm phát điện thì sẽ biến thành lợi nhuận, nước này nói trắng ra chính là tiền. Cũng là điện mà trạm phát điện chúng tôi vận chuyển xuống cơ sở. Nếu nước không có thì chúng tôi lấy đâu ra điện? Công nhân viên chức của trạm phát điện chúng tôi lấy gì để ăn? Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh yêu cầu chúng tôi xả nước. Chúng tôi đề xuất dùng tiền mua cũng hợp lý. Bởi vì, nước này tuy nói là ông trời cho nhưng hiện giờ đã thuộc về trạm phát điện Hồng Cốc chúng tôi. Trại Hồng Cốc muốn lấy nước ít nhất cũng phải bàn với chúng tôi. Có kết quả mới nói đến chuyện nhường, nhưng bí thư Diệp không làm như vậy, trừng mắt chạy đến yêu cầu chúng tôi nhường, dựa vào cái gì vậy? Chúng ta không để lại, không ngờ hắn ta xui cục trưởng Bao Nghị dẫn công an đến đánh bảo vệ cùng nhân viên của trạm phát điện chúng tôi. Đây là chính quyền,
là đảng sao? Với hành vi này thì không khác gì hành vi của thổ phỉ trên TV mà tôi xem. Công ty chúng tôi có cách gì, đánh rơi răng cũng chỉ có thể nuốt trong bụng mà thôi. Dân không thể đấu cùng quan. Tuy nhiên, hành vi của bí thư Diệp rất hung ác, đã đến mức không nhịn nổi. Quách Dương thật đúng là tạo thế, ăn nói rất tài, tuyệt đối không tồi. Đồng chí Diệp Phàm, anh trả lời như thế nào? Trần Húc nhìn Diệp Phàm hỏi. Trạm phát điện là do tập đoàn Vạn Thắng chiếm cổ phần khống chế, đây là sự thật. Tuy nhiên, lúc trước khi xây dựng trạm phát điện, đã có mâu thuẫn với Hồng Cốc Trại. Theo điều tra, lúc trước khi xây dựng trạm phát điện cũng không xem xét về đời sống người dân hai bên bờ, sau đó phương án thay đổi, người dân Hồng Cốc Trại cũng không hiểu ra làm sao. Hơn nữa, lúc trước khi xây dựng còn áp dụng thủ đoạn lừa gạt, nên tạo ra mâu thuẫn không ngừng giữa người dân của Hồng Cốc Trại và trạm phát điện. Các đồng chí thử nghĩ lại xem, trạm phát điện chiếm hết nước phục vụ cho cuộc sống của họ, người ta có thể không gây sức ép sao? Các anh dùng nước để phát điện kiếm tiền, mà lại cướp mất nguồn nước ăn của bọn họ. Bởi vì nước trong suối đã bị lấy cạn, cho nên, suối đã không còn là suối. Mà đồng ruộng của Hồng Cốc Trại phần lớn đều bị nhiễm phèn. Do vì không có nước, khiến cho tích lũy muối, làm cho sản lượng cây trồng thấp, đồng ruộng hiện giờ gần như không thể canh tác được. Mấy ngày hôm trước, đoàn người của Chủ tịch tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tự mình đến Hồng Cốc Trại khảo sát. Các chuyên gia đưa ra giải pháp chính là dùng nước để cải tạo ruộng đồng, làm giảm độ nhiễm phèn của đồng ruộng. Nước rất quan trọng đối với việc này, không có nước thì tất cả chỉ là lời nói suông. Lãnh đạo cấp trên rất quan tâm đến việc này, cũng giao cho tôi rằng nhất định phải giải quyết vấn đề nước sản xuất cho nhân dân Hồng Cốc Trại. Cho nên, thành phố Đồng Lĩnh không thể không giải quyết mâu thuẫn này, hơn nữa, yêu cầu của tôi cũng không cao. Chỉ yêu cầu bọn họ trả lại cho 3 phần nước là được, coi như là chỉ xả một cống. Trạm phát điện Hồng Cốc nhất định có tổn thất, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi cũng nghiên cứu bồi thường thỏa đáng. Tuy nhiên, bọn họ kiêu ngạo, mở miệng đòi ngay 200.000. Ha ha, nói như vậy thì một tháng suối Cốc Khê có thể thu vào mấy trăm triệu. Tôi muốn hỏi Tổng Giám đốc Quách một chút, lợi nhuận một năm của trạm phát điện Hồng Cốc các anh là bao nhiêu? Chẳng lẽ là mấy trăm triệu? Ha ha, vậy thì cao rồi. Cho nên, số tiền này tính từ đâu ra? Tính toán như thế nào? Mời Tổng Giám đốc Quách cho tôi lời giải thích hợp lý và các chứng cứ xác thực. Nếu không, các anh cố ý cãi lời Ủy ban Nhân dân thành phố, thậm chí là lừa dối Ủy ban Nhân dân thành phố, thì chúng tôi sẽ khởi tố trạm phát điện các anh tội lừa dối. Mồm mép của Diệp Phàm cũng không vừa, bản lĩnh trả đũa tuyệt đối không thấp. Quách Dương sầm mặt. 1 giờ 200.000 đương nhiên là chúng tôi có phép tính. Lượng nước chiếm phần quan trọng của trạm phát điện. Nếu nước của con suối bị các anh dùng, hiện tại đang là mùa khô, chúng tôi không có đủ nước để vận hành máy phát. Không thể đem lại lợi nhuận cho trạm phát điện, hơn nữa còn có cả tiền lương của công nhân, còn có phí vận hành trạm, thuế, hao tổn máy móc. Những khoản này đương nhiên là đến 200.000. Huống chi, giống như các anh yêu cầu thì nước sông không thể dùng đủ một tháng. Nước cho phát điện của chúng tôi vẫn có thể đến hơn 100.000. Thôi Tân Viễn căn bản đang tâng bốc, ai ở đây nghe mà không hiểu. Y cũng đúng là, muốn kiên trì lừa đảo đến cùng. Ha ha, trạm trưởng thôi, anh định coi các đại biểu của mặt trận Tổ quốc là lũ ngốc phải không? Một lượng nước lớn như vậy anh nói giá trị 10 triệu ai tin? Tuy nhiên, tôi muốn hỏi trạm trưởng thôi một chút, một kho nước lớn như vậy mở một miệng cống chẳng lẽ hết trong 1 giờ? Dương Nghĩa, từ hôm qua đến nay nước trên sông Thiên Phóng đã là bao lâu, máy có phải tạm dừng không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Báo cáo bí thư Diệp, từ 10 giờ sáng hôm qua đến giờ đã 25 tiếng. Chúng tôi theo chỉ thị của anh đã mở một miệng cống, không phải tạm dừng máy bên trong. Theo như tổng sức chứa, hình như cũng không có mất nhiều nước, hơn nữa các tổ máy phát điện vẫn đang vận hành bình thường. Sau đó cũng hỏi thăm qua các nhân viên và nông dân, mới biết trạm phát điện Hồng Cốc cũng không phải chỉ tích trữ lượng nước của suối Cốc Khê. Mà là lượng nước ở thượng du sông Lưu Tuyết, chiếm 7 phần nước của trạm phát điện Hồng Cốc. Cốc Khê chỉ chiếm 3 phần. Mặc dù đổ toàn bộ nước Cốc Khê vẫn có thể đảm bảo trạm phát điện hoạt động bình thường. Lúc trước thiết kế chỉ có một tổ máy, hiện giờ tăng lên một tổ máy, thật ra cũng vì lúc trước không định lấy nước của suối Cốc Khê. Hơn nữa lợi nhuận khá khả quan, nhưng sau đó tại sao lại lấy thêm nước của suối Cốc Khê,
gây khó khăn cho đời sống nhân dân ở đây tôi cũng không rõ. Dương Nghĩa đáp, trạm trưởng thôi, đồng chí Dương Nghĩa nói có đúng không? Diệp Phàm ép tới, hoàn toàn là nghe một phía nói bậy bạ, Thôi Tân Viễn tôi là người phụ trách trạm phát điện, chẳng lẽ không rõ về trạm phát điện hơn cảnh sát các anh sao? Tin vỉa hè cũng mang lên mặt bàn, làm gì cũng phải đều có chứng cứ. Không có chứng cứ chính là vu khống sằng bậy. Chủ tịch Trần, đồng chí Dương Nghĩa căn bản là nói bậy. Thôi Tân Viễn buồn rầu nói. Ừ, trong phá án coi trọng chứng cứ, đồng chí Dương Nghĩa, những điều anh nói là sự thật. Lúc này, Hồ Quý Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Nghĩa tất nhiên là có ý uy hiếp. Đây là việc mà tôi nghe nói, tuy nhiên, có độ tin cậy đến 8 phần. Dương Nghĩa đương nhiên không có chứng cứ, nên kém đi không ít. Nghe nói thì không được nói linh tinh, đồng chí Dương Nghĩa, anh là cảnh sát, phải hiểu tầm quan trọng của chứng cứ, nghe nói không thể làm bằng chứng, cho nên không thể nói loạn. Việc này nói một cách nghĩa ưng túc thì không được, hy vọng về sau anh chú ý, phải viết bản kiểm điểm sâu sắc, Hồ Quý Thiên tôi muốn xem. Hồ Quý Thiên nắm được nhược điểm phản kích lại, tất nhiên là đánh vào mặt Diệp Phàm rồi. Ha ha, đồng chí Dương Nghĩa, anh nói có 9 phần là sự thật. Kiểm điểm này tôi nghĩ không cần viết. Không ngờ Diệp Phàm đột nhiên thản nhiên cười, nói những lời này làm cho Hồ Quý Thiên khá khó chịu. Bí thư Diệp, những lời này của anh có ý gì, Hồ Quý Thiên tôi tốt xấu gì cũng là phó giám đốc sở công an tỉnh. Đối với mọi cảnh sát của tỉnh tôi đều có quyền chất vấn, huống chi đồng chí Dương Nghĩa làm việc không đúng, bịa đặt sinh sự. Việc này, nói lớn thì chính là hù dọa đoàn đại biểu của mặt trận Tổ quốc, là chuyện vô cùng quan trọng. Bí thư Diệp anh bao che sao? Tội bao che cũng không nhẹ. Đồng chí Diệp Phàm anh phải suy nghĩ cẩn thận. Hồ Quý Thiên khí thế đang cao, nhắc nhở cả Diệp Phàm. Đồng chí Hồ Quý Thiên, tôi nghĩ anh chắc hiểu được, đồng chí Dương Nghĩa là cảnh sát của Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh, còn dưới sự quản lý của lãnh đạo thành ủy Đồng Lĩnh, chẳng lẽ anh muốn điều khiển đảng và chính quyền sao? Diệp Phàm giọng nói sắc bén, thiếu chúng nữa làm Hồ Quý Thiên tức chết. Bởi vì Diệp Phàm cũng hơi quá, có ý chỉ trích Hồ Quý Thiên bất mãn với sự lãnh đạo của đảng. Như thế ai mà chịu nổi? Chương 2390, nụ cười kỳ lạ của Diệp Phàm. Tôi coi sự thật là chứng cứ, nếu sự thật chứng minh lời nói của đồng chí Dương Nghĩa là lời nói dối, thì Sở Công an tỉnh chẳng những yêu cầu y thậm chí lập án điều tra, bắt y chịu trách nhiệm về việc này. Đồng chí Diệp Phàm, chẳng lẽ anh phải can thiệp vào việc phá án của cơ quan công an sao? Tuy nói cơ quan công an nằm dưới sự lãnh đạo của đảng ủy nhưng cơ quan công an cũng có phương án phá án riêng. Chính phủ can thiệp vào việc phá án của cơ quan công an là vi phạm quy định. Tôi nghiêm túc nói với cậu hành vi của cậu là hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng. Hồ Quý Thiên tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo cấp trên về hành vi này của cậu. Hồ Quý Thiên bắt đầu ra giọng cấp trên với Diệp Phàm. Ha ha, đồng chí Quý Thiên, tôi đã bao giờ nói không có chứng cứ không? Về lượng nước của trạm phát điện Hồng Cốc chúng tôi đã điều tra trước. Diệp Phàm nhếch miệng cười, quay sang Mễ Nguyệt nói. Đưa tài liệu có liên quan cho các đại biểu của mặt trận Tổ quốc. Mễ Nguyệt vừa phát tài liệu vừa nói. Đây là thống kê về lượng nước của Cục Điện lực huyện Hồng Lĩnh. Tuyệt đối không phải là giả tạo. Trong tài liệu có ghi đại khái cũng không khác gì của Dương Nghĩa vừa nói. Cho nên, Dương Nghĩa nói chính là sự thật cũng không có chút giả dối nào. Nhưng thật ra trạm trưởng Thôi Tân Viễn lại nói thế, rốt cuộc y muốn che giấu điều gì? Các vị lãnh đạo và các đồng chí, đây không phải là việc đáng suy nghĩ sao? Mặc kệ nước này từ đâu về, chẳng qua là khi đó xây dựng trạm phát điện Hồng Cốc có mâu thuẫn với dân chúng Hồng Cốc trại. Nước bây giờ thuộc trạm phát điện Hồng Cốc, trạm phát điện có quyền từ chối không nhường. Nếu chính quyền dùng cách này để cưỡng chế tài sản riêng của người khác thì công ty làm sao để hoạt động? Pháp luật cũng có quy định. Tài sản công không thể xâm phạm, nhưng tài sản riêng cũng không thể dùng tùy tiện được. Nếu anh nói là của anh sẽ là của anh thì xã hội không phải là loạn hết ao. Phó Chủ tịch Trần, Giám đốc Hồ. Trong này tôi muốn nói rõ với các vị về quyết định của tập đoàn Vạn Thắng chúng tôi, nước này chúng tôi không thể để. Bởi vì, chúng tôi còn chưa đủ dùng để chạy các tổ máy. Thành ủy Đồng Lĩnh cần nước thì phải cùng chúng tôi bàn bạc chuyện này. Nếu không đạt được yêu cầu của chúng tôi thì chúng tôi có quyền không để nước. Nhưng Bí thư Diệp không ngờ sai cảnh sát đóng tại suối Cốc Khê, chiếm đoạt nước.
chúng tôi yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các vị lãnh đạo ngăn hành vi thổ phỉ đồng chí Diệp Phàm. Bồi thường hết mọi tổn thấy, trừng trị những người lãnh đạo bao gồm cả Diệp Phàm. Tôi muốn đồng chí Quách Dương hiểu rõ một chút, so sánh với sự nghiệp của dân sinh, không phải cái gì cũng đổ lên đầu chúng tôi. Khi nhà nước và chính quyền cần, các công ty cũng có thể suy xét đến vấn đề mà chính quyền và nhân dân cần. Nhu cầu cơ bản của người dân Hồng Cốc Trại vẫn được đảm bảo, nước này ban đầu là nước của suối, bị các anh lấy hết, tranh chấp này vẫn còn tiếp tục mấy chục năm nay. Thật ra đã không phải là vấn đề của hai bên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân dân và chính quyền. Chúng ta không thể để tình hình này kéo dài nữa, khi sự việc chưa được giải quyết, xả chút nước để giải quyết vấn đề nước dùng cấp bách của nhân dân Hồng Cốc Trại, chẳng lẽ Diệp Phàm tôi làm sai sao? Là một công ty, nhất định phải gánh vác trách nhiệm xã hội, không thể chỉ kiếm tiền mà không nhìn đến cuộc sống của nhân dân. Chuyện này hiện giờ vẫn đang giải quyết, xả một chút nước chỉ là giải pháp khẩn cấp thôi. Hơn nữa, các anh cũng không phải là không có nước. Diệp Phàm chí khí hiên ngang nói, nhưng thật ra làm cho đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc cũng hiểu một chút. Lúc này một đại biểu Mặt trận Tổ quốc tóc bạc trắng nói. Đúng vậy, vấn đề dân sinh là vấn đề lớn của chính quyền. Mà hiện tại có một số công ty chỉ lo kiếm tiền cho mình mà không quan tâm đến vấn đề dân sinh. Thật ra các công ty cũng cần có nghĩa vụ đối với xã hội. Cho dù là xuất phát từ vấn đề nhân đạo, trạm phát điện Hồng Cốc nhất định phải phân bổ lượng nước cho dân Hồng Cốc Trại đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Còn vấn đề nước dùng cho cải tạo đồng ruộng thì hai bên có thể cùng ngồi bàn bạc tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, công ty cũng không thể đòi quá, như 200.000 thật sự là không thỏa đáng. Việc này đâu khác gì từ chối thẳng thừng chứ. Đây là công ty chúng tôi đòi quyền lợi, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh căn bản cũng chưa bàn bạc với chúng tôi. Bọn họ một mặt lấy hành động của chính quyền để thay pháp luật, đây là ví dụ điển hình của việc điều khiển pháp luật. Hơn nữa, làm việc thô bạo, hành vi của họ đã uy hiếp nghiêm trọng đến vấn đề sống còn của công ty chúng tôi. Nếu ở tỉnh không thể giải quyết vấn đề này, tập đoàn Vạn Thắng chúng tôi sẽ liên hợp với một số công ty nổi tiếng khiếu nại với Ủy ban Nhân dân tỉnh và tỉnh ủy. Cứ để bọn họ làm bừa như vậy còn có chỗ cho công ty chúng tôi phát triển sao? Chúng tôi là công ty tư nhân cũng không phải là công ty nhà nước. Chính quyền không có quyền yêu cầu làm những việc tổn hại đến lợi ích của chúng tôi. Quách Dương nói. Như vậy đi, chuyện xả nước Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh cho chúng tôi một khoản bồi thường là được. Tuy nhiên, trước khi bàn bạc xong, trạm phát điện Hồng Cốc không thể đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh. Trần Húc Định vợt rồi, nhìn Diệp Phàm một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuy nhiên, nếu vấn đề liên quan đến nước dùng của dân Hồng Cốc Trại, mà tỉnh ủy và Bộ Tài chính đều quan tâm đến. Đồng chí Diệp Phàm nhất định anh phải giải quyết tốt vấn đề này. Nếu không, lãnh đạo tỉnh ủy sẽ trách anh. Đoàn đại biểu của Mặt trận Tổ quốc chúng tôi hôm nay cũng nhìn thấy, nếu anh không giải quyết vấn đề này, các vị ủy viên cũng sẽ báo cáo tỉnh ủy. Trần Húc nói những lời này thật đúng là, vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố không được gây ảnh hưởng đến trạm phát điện, đây không phải là nói không thể lấy nước sao. Đây là trực tiếp tát Diệp Phàm một cái. Và để dân chúng Hồng Cốc Trại đều cho rằng Diệp Phàm là người không có năng lực, ngay một vấn đề nước cũng không thể giải quyết. Phân tích thêm, đây là áp chế ảnh hưởng của Diệp Phàm đối với quần chúng. Mà bên này vừa muốn nhắc nhở Diệp Phàm thận trọng giải quyết. Người ta đã tỏ thái độ nhất quyết không xả nước, đây là một mâu thuẫn lớn. Diệp Phàm bị kẹp ở giữa, căn bản là không giải quyết được. Đây là Trần Húc hướng Diệp Phàm thi triển đại sát thủ, căn bản chính là đưa ra vấn đề không có khả năng giải quyết. Đến lúc đó, Diệp Phàm chịu oán hận của dân Hồng Cốc Trại, lại chịu sự tức giận của trạm phát điện, lãnh đạo tỉnh ủy lại muốn truy cứu trách nhiệm. Đây gọi là ba đầu bắt nạt. Cảm ơn Phó Chủ tịch Trần cùng các vụ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc ủng hộ. Phó Chủ tịch Trần, tôi bây giờ có thể bảo nhân viên đóng cửa đập nước đúng không? Quách Dương khá đắc ý nhìn Diệp Phàm giọng khá lớn hỏi. Tôi không phải mới vừa nói qua sao? Đây là nước của các anh, nhưng hay không là quyết định của các anh? Đương nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh đã bàn bạc với các anh cũng phải phối hợp bàn bạc để có phương án giải quyết. Trần Húc tỏ vẻ quan tâm đến dân chúng, thật ra là làm chiến thuật mơ hồ. Bàn bạc đương nhiên có thể, trạm phát điện Hồng Cốc người ta không đồng ý với đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố thì bàn bạc cũng không có kết quả.
việc này lại không có ngày cụ thể giải quyết, bàn bạc mấy chục năm cũng được. Đến lúc đó có người hỏi tới, người ta nói bàn bạc không có kết quả có cách gì đâu. Trạm trưởng Thôi lập tức gọi điện ra lệnh, yêu cầu nhân viên lập tức đóng cửa miệng cống. Đợi chúng ta và Ủy ban Nhân dân thành phố đồng lĩnh bàn bạc xong sẽ có quyết định mới. Quách Dương lúc này giọng rất vang dội. Tuy nhiên, trạm trưởng Thôi lại cố ý nhìn sang Diệp Phàm nói. Phó Chủ tịch Trần, nếu Cục Công an thành phố không cho đóng cửa đập thì làm sao bây giờ? Chúng tôi là dân thường không thể trêu vào họ. Đến lúc đó họ đưa đến một chút vũ khí thậm chí là bị bắt thì làm sao? Nghe nói Phó Chủ tịch Trần cũng quản lý mảng công an, mời ngài cho chúng tôi một chỉ thị, chúng tôi mới dám làm. Giọng Thôi Tân Viễn đương nhiên hết sức châm chọc. Phó Chủ tịch Trần nhìn Diệp Phàm một cái. Cậu thấy quyết định của tôi như thế nào? Tôi chấp hành quyết định của đoàn đại biểu mặt trận Tổ quốc tỉnh. Diệp Phàm gật đầu nhìn Bao Nghị nói. Cục trưởng Bao, thông báo cho toàn bộ nhân viên công an rút về. Vâng. Bao Nghị đứng nghiêm vẻ mặt khó coi cầm điện thoại ra lệnh. Lúc này Quách Dương hơi nhếch môi cười. Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng sau này không cần xảy ra chuyện như vậy nữa, chuyện gì cũng phải dựa vào pháp luật để giải quyết. Bàn bạc giải quyết vẫn là phương án tốt nhất để giải quyết tranh chấp. Chính quyền là người đứng giữa, làm người hòa giải, một chén nước nhất định phải giữ thăng bằng. Nếu giải quyết phiến diện sẽ làm mất đi tính chính xác. Hy vọng cậu có thể nhớ lấy, đương nhiên tôi hiểu cái khó của cậu. Tuy nhiên, khó khăn cũng không thể không để ý đến cảm nhận của các bên đúng không? Tìm cách giải quyết tốt vấn đề này, hy vọng nhân dân Hồng Cốc Trại sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Việc này các ủy viên mặt trận Tổ quốc sẽ luôn chú ý. Trần Húc còn nói thêm vài câu, ra vẻ an ủi Diệp Phàm thật ra là phê bình, chỉ trích nhiều hơn. Phó Chủ tịch Trần, báo cáo công tác coi như hoàn thành. Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Hôm nay tới đây thôi, cũng đến giờ ăn cơm rồi, cứ ăn cơm ở trạm phát điện đi, bụng cũng đói rồi. Tổng Giám đốc Quách không thành vấn đề chứ? Trần Húc cười nói. Ôi! Vừa rồi chỉ chuẩn bị mời cơm các vị lãnh đạo ở tỉnh đến, các đồng chí ở thành phố đồng lĩnh chúng tôi không có cách nào chiêu đãi. Nếu cứ ở đây ăn cơm chỉ có thể đến căng tin của trạm. Cơm không rắt, chỉ 3 đồng là đủ, đây là vì căng tin của trạm phát điện nên ưu đãi cho công nhân giảm một nửa tiền. Đương nhiên, đừng nghĩ chỉ 3 đồng, đồ ăn và canh vẫn có. Quách Dương nói đến đây dừng lại một chút, hình như hạ quyết tâm, nói tiếp. Như vậy đi. Trạm trưởng Thôi nói với người phụ trách căn tin một câu, không thu tiền ăn của các đồng chí ở thành phố đồng lĩnh, coi như trạm phát điện chúng ta cung cấp miễn phí cơm trưa đi. Cơm trưa chúng tôi thật đúng là đói rồi. 3 đồng cơm trưa này chúng tôi sẽ trả đủ không thiếu 1 đồng. Yên tâm. Diệp Phàm đột nhiên hạ quyết tâm cười ha hả nói, thật ra làm cho mấy người Trần Húc, Hồ Quý Thiên và Quách Dương không hiểu ra sao cả. Quách Dương thậm chí còn có cảm giác không ổn, thật ra là hơi lạ. Không thể là Diệp Phàm ra mặt dày như thế. Chương 2391, đột nhiên xuất chiêu. Chủ tịch Trần, Giám đốc Hồ, Bí thư Diệp, nhiệm vụ của trạm trưởng Thôi đã hoàn thành, chúng ta chỉ hoãn cũng đã lâu. Có phải hiện nay chúng ta có thể đưa bọn họ đi được rồi không? Bao Nghị đứng nghiêm, vẻ mặt chính nghĩa nói. Cái này, là việc của Cục Công an thành phố các anh. Trần Húc hơi sững sờ, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Liếc nhìn Diệp Phàm. Tôi thấy việc này có thể tiếp tục trì hoãn một chút. Hồ Quý Thiên kiên trì nói, bởi vì Quách Dương nhìn chằm chằm mình. Cái này, không chỉ là vấn đề của người bắt, bởi vì, thể diện của hai bên đều đặt ở đây. Là việc mà Tập đoàn Vạn Thắng và Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh phải cùng nhau cố gắng. Cục trưởng Bao, nên làm thế nào thì cứ làm như vậy. Việc này, có thể hỏi rõ tình hình sớm một chút, sớm giải quyết vấn đề. Hơn nữa, việc này cũng không thể kéo dài nữa. Diệp Phàm đột nhiên mặt nghiêm, thái độ cứng rắn chưa từng thấy, mạnh mẽ hừ nói. Dương Nghĩa, Trần Hùng, hai người đưa người về cục, lập tức triển khai công tác. Bao Nghị nghiêm mặt hừ nói. Vâng, cục trưởng. Tiếng trả lời của Dương Nghị và Trần Hùng rất vang dội. Trái lại, cục trưởng Thôi thì giống như bụng chân có chút co giật, sắc mặt tím xanh, hô lớn. Tôi không đi. Các người không thể bắt người lung tung. Tổng Giám đốc Quách, không thể để họ làm thế. Bọn họ đây là cố ý chỉnh trạm phát điện chúng ta, chỉnh công ty chúng ta. Ha ha, trạm trưởng Thôi, chúng tôi không phải bắt,
chỉ là gọi tới hỏi mấy câu, ông sợ cái gì? Chủ tịch Trần ở đây, giám đốc Sở cũng ở đây, chúng tôi tuyệt đối sẽ đối xử với ông đúng theo pháp luật. Yên tâm, ông thực sự không sao, lúc thả ra tuyệt đối sẽ không mất một sợi tóc. Bao Nghị nói, mặt cười nhưng bụng thì không. Trạm trưởng Thôi như nuốt phải con ruồi chết, sắc mặt đột nhiên xám lại. Ông ta nghe nói, mấy cao thủ công an nếu chỉnh ai thì tuyệt đối sẽ khiến anh sống không được, chết chẳng xong. Hơn nữa, chỉnh đến mức không nhìn thấy vết thương, nhớ lại cũng phát hãi. Ông ta mềm nhũn cả chân, đặt phịch mông ngồi xuống. Run gì, hỏi có một câu mà cũng sợ tới bộ dạng vậy. Xem ra, một số nhân viên tập đoàn Vạn Thắng tố chất còn chưa cao. Bao Nghị lại nói, trong lời nói hàm chứa ý châm chọc. Đồng chí Thôi Tân Viễn, Cục Công an thành phố sẽ phá án công bằng. Nếu ông không có vấn đề gì, sao phải lo lắng? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, lời này ý nói người này nhất định có vấn đề. Đứng lên cho tôi, đi nhanh, yên tâm, mấy tiếng sau ông sẽ được ra, cây ngay không sợ chết đứng. Mặt Quách Dương sưng phồng lên, đỏ bừng, giống lên với Thôi Tân Viễn. Ông ta hận không thể tiến lên phía trước đá chết tên vô lại không có chút dũng khí nào này. Thôi Tân Viễn được Dương Nghị và Trần Hùng đưa vào xe. Sắc mặt Quách Dương đen như than, còn Trần Húc và Hồ Quý Thiên lúc này cũng nhìn quanh, như thể không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Trưởng ban thư ký Mễ, tuyên bố thông báo xử lý trạm điện Hồng Cốc đi. Không thể ngờ lúc này Diệp Phàm lại nói. Thông báo xử lý, có ý gì bí thư Diệp? Quách Dương quay người lại, ánh mắt thu lại từ phía xe cảnh sát về, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thiếu chút nữa cắn răng rồi. Trưởng ban Mễ, cô đọc đi. Diệp Phàm không để ý tới ông ta, tiếp tục nói. Trải qua sự nghiên cứu của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Đồng Lĩnh, quyết định, trong báo cáo điều tra của Cục Công an thành phố xét thấy vụ việc ẩu đả dẫn đến việc nhiều người dân của Hồng Cốc trại bị thương ở trạm phát điện Hồng Cốc là do Thôi Tân Viễn đứng đầu, còn cả Dương Du, Lý Thắng. Năm vị lãnh đạo các cấp quản lý và một số nhân viên của trạm điện Hồng Cốc tham gia vào việc này, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều chú trọng cao độ. Quyết định yêu cầu trạm phát điện Hồng Cốc lập tức ngừng kinh doanh, chỉnh đốn. Tổ điều tra liên hợp được tạo thành từ các cơ quan như Cục Công an thành phố, Viện Kiểm soát sẽ tiến hành điều tra toàn diện. Tầng quản lý nội bộ trong doanh nghiệp rối loạn, hiểu pháp luật mà phạm luật, không có cấp quản lý tốt, trạm phát điện Hồng Cốc sao có thể vận hành bình thường được. Trước khi vấn đề tầng quản lý của trạm điện Hồng Cốc chưa được điều tra rõ, không cho phép trạm điện Hồng Cốc phát điện Hồng Cốc vận hành cơ bản trong tình trạng không có tầng quản lý. Mễ Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc tuyên đọc thông báo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Vốn việc này Khổng Đoan còn định xen vào, chỉ là Diệp Phàm ép quá. Khổng Đoan lại là người nắm giữ ấn soái của hạng mục nhiệt điện, đương nhiên chuyện này tạm thời thỏa hiệp đã. Hồ đồ, nói bậy, sằng bậy, các anh đây thuần túy là vu oan. Chủ tịch Trần, giám đốc Hồ, tôi muốn khởi tố thành ủy Đồng Lĩnh. Bọn họ đây căn bản là trả đũa việc chúng ta không cấp nước. Diệp Phàm chính là chủ mưu lớn nhất phía sau tấm màn. Chủ tịch Trần, giám đốc Hồ, lãnh đạo của mặt trận Tổ quốc các ông nếu như không đứng ra, thiên hạ này có còn công lý nữa không? Quách Dương thật sự kích động, môi run lẩy bẩy, ngay cả lúc nói, giọng cũng run run, người không hiểu còn tưởng bị động kinh. Đồng chí Diệp Phàm, tại sao lại thành ra như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Trần Húc nhíu mày, hỏi. Có phải vụ oan không? Để tổ điều tra liên hợp đưa ra kết quả sẽ rõ. Tuy nhiên, xét thấy tập thể các cấp lãnh đạo quản lý trạm phát điện các ông có hành vi cực đoan với người dân của Hồng Cốc trại, chẳng lẽ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ngay cả điều tra cũng không điều tra sao? Ủy ban nhân dân thành phố tuyệt đối sẽ không thể không quan tâm đến lợi ích của doanh nghiệp mà đi báo thù, trả đũa bất cứ doanh nghiệp nào. Doanh nghiệp thuộc Đồng Lĩnh thì cống hiến cho Đồng Lĩnh, chính quyền thành phố Đồng Lĩnh không có lý do báo thù trả đũa các ông. Đây là đứng ở góc độ pháp luật và chức năng của chính phủ, chúng tôi nhất định phải quyết định như vậy. Bằng không, tập thể tầng quản lý là tội phạm khả nghi còn có thể để trạm phát điện vận hành bình thường được sao? Cho nên, đầu tiên phải điều tra rõ ràng chuyện này, sau đó thông báo kết quả xử lý với tập đoàn Vạn Thắng. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Thắng sẽ lại điều chỉnh tầng quản lý của trạm phát điện Hồng Cốc. Đối với việc này, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố căn cứ thái độ chịu trách nhiệm đối với doanh nghiệp mới thận trọng đưa ra quyết định như vậy. Trước khi chuyện này còn chưa giải quyết xong,
trạm phát điện Hồng Cốc chỉ có thể ngừng sản xuất, chỉnh đốn. Cho đến lúc nhận được thông báo có thể vận hành của Ủy ban Nhân dân thành phố mới được. Bằng không, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ coi là các ông vi phạm pháp luật. Đồng chí Bao Nghị, để lại hai cảnh sát đóng tại trạm phát điện Hồng Cốc. Người nào dám cả gan lén đến khởi động máy vận hành, bị coi là không coi trọng pháp luật quốc gia, không coi trọng quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, lập tức xử lý. Diệp Phàm nói một cách chắc nịch. Các cậu có chứng cứ gì chứng minh tầng quản lý của trạm phát điện Hồng Cốc có vấn đề? Không có bằng chứng đã yêu cầu người ta ngừng kinh doanh, đây là không hợp pháp. Nếu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đồng lĩnh không thể đưa ra một sự giải thích hợp lý, sở công an tỉnh sẽ can thiệp. Hồ Quý Thiên biểu thị thái độ một cách cứng rắn. Việc này cục trưởng Bao đã điều tra được tương đối, nhân chứng vật chứng đều đủ. Bọn họ sẽ không hồ đồ đưa ra kết luận mà không coi nhẹ luật pháp. Còn thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng rất thận trọng với việc này. Dù sao trạm phát điện là ở trong phạm vi thành phố đồng lĩnh, còn nhân dân Hồng Cốc trại cũng là nhân dân của đồng lĩnh. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, để đưa ra quyết định này, ủy ban nhân dân đã trải qua suy tính đầy đủ. Nếu cứ để một trạm phát điện không có tầng quản lý vận hành, vậy những nguy hiểm xuất hiện sẽ là hiểm họa đối với mấy triệu người dân đồng lĩnh. Lấy một ví dụ đơn giản. Nếu đập nước Cốc Khê bởi vì không có tầng quản lý chỉ huy mà xảy ra sơ suất gì, vậy nước chảy xuống, trước tiên sẽ đe dọa đến tính mạng của người dân Hồng Cốc trại. Dưới hạ lưu còn có rất nhiều người dân, mà phương diện an toàn điện tôi cũng nói rồi, một khi những phương diện này xảy ra vấn đề, chắc chắn Ủy ban Nhân dân thành phố đồng lĩnh chúng tôi không thoát được. Giám đốc Hồ, ông nói xem, nếu đổi lạ là ông ngồi ở vị trí của tôi hôm nay, tình huống như vậy ông sẽ quyết định như nào? Là do bọn họ cứ làm bừa nên mới phải tuyên bố ngừng kinh doanh, chỉnh đốn. Nếu giám đốc Hồ có gan gánh vác trách nhiệm vận hành khởi động máy không có tầng quản lý, Diệp Phàm tôi sẽ hạ lệnh cho bọn họ có thể vận hành bình thường. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Cái này, tôi chỉ hỏi các cậu có chứng cứ hay không. Về phần khởi động hay không khởi động máy, đó là chuyện của trạm phát điện Hồng Cốc, tôi không có thái độ gì. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm, cậu lại không giải thích rõ cục công an thành phố có hay không có chứng cứ xác thực chứng minh việc này, tầng quản lý của trạm phát điện Hồng Cốc có vấn đề. Hồ Quý Thiên sau khi sửng sốt, lập tức phủ nhận. Ông ta đương nhiên không đâm đầu vào bụi rậm như vậy. Không tin thì chúng ta lập tức đi hỏi xem. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ra hiệu với Bao Nghị. Gọi 5 người Dương Du, Lý Thắng Hỷ, Trương Quý, Vương Khai, Hồ Ngọc Muội tới. Bao Nghị vẻ mặt nghiêm túc giơ tay ra lệnh, kỳ thật căn bản cũng không cần gọi, bởi vì 5 người đang ở ngay phía sau Quách Dương, sắc mặt lập tức khẩn trương. Trong 5 đồng chí này, có 3 người là phó trạm trưởng, 1 người là chủ nhiệm văn phòng, 1 người là đội trưởng đội bảo an. Bao Nghị giải thích, ra mặt đi, 5 đồng chí. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, chúng tôi không làm việc này, sợ gì, tôi chính là Dương Du. Lúc này, Dương Du rõ ràng có chút lưu manh, anh ta ngẩng đầu, đi từ phía sau Quách Dương tới trước mặt Diệp Phàm. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói. Bí thư Diệp, hành vi vu oan của các anh tuyệt đối sẽ không thực hiện được. Đến lúc đó, tôi bắt Diệp Phàm anh sẽ phải dập đầu 3 lần đưa tôi trở lại trạm điện. Bằng không, tôi phải kiện anh tới tận nội các chính phủ. Thấy Dương Du cường tráng đứng ra, dưới ánh mắt lạnh sát của Cố Dương, 3 người Lý Thắng Hỉ, Trương Quý và Vương Khai cũng chỉ có thể chịu khó đứng ra. Chỉ có điều bởi vì chủ nhiệm văn phòng Hồ Ngọc Muội này bởi vì là nữ, cách ăn mặc khá tây, hơn nữa, thêm vào thân hình mềm mại như rắn nước khiến cô gái này có vẻ rất hấp dẫn. Tuy nhiên, giờ phút này, sắc mặt cô đã trắng bệch rồi, đứng đó tần ngần, chân cũng bất động. Đừng sợ, qua đi. Phía sau mọi người còn có tập đoàn Vạn Thắng, có chủ tịch Liễu đang nhìn. Quách Dương động viên tinh thần Hồ Ngọc Muội. Kỳ thật, Hồ Ngọc Muội căn bản chính là nhân tình của Quách Dương. Bằng không, cô gái lẳng lơ chẳng có chút bản lĩnh nào này, sao có thể ngồi lên đến chức chủ nhiệm văn phòng. Đương nhiên, bình hoa loại này lấy dùng để bồi rượu, uống trà, buổi tối lên giường tiếp khách, xem ra cũng có tác dụng nhất định. Tổng giám đốc Quách, tôi. Hồ Ngọc Muội bị mọi người nhìn, đôi môi run lẩy bẩy. Cảm thấy hôm nay đôi chân như không còn là của mình, không bước đi nổi. Đi lên, đừng sợ, bảo đảm cô không sao đâu. Quách Dương lại khích lệ.
Hồ Ngọc Muội không biết làm gì, đành gắng gượng đi tới trước mặt Diệp Phàm. Bởi vì giữa cô ta và Diệp Phàm còn có một khoảng đất xi măng trống, trong phạm vi 30 mét đều không có. Lúc vừa tới giữa, Diệp Phàm đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Hồ Ngọc Muội, cô đồng lõa với Lý Thắng Hỉ như nào, xui khiến Lý Thuận Ngưu đánh tàn phế con trai của Mã Tứ Công, Mã Thụ Lâm như thế nào? Nói sự thật, tranh thủ hưởng lượng khoan hồng. Tôi, không có. Hồ Ngọc Muội cứng rắn lên, đứng lại không bước tiếp. Chương 2392, một lũ khốn khiếp. Đó là vì y bị Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật làm chấn động. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện tình huống này, phỏng chừng là ý lực yếu kém nhất, đương nhiên sẽ lựa chọn cô để đột phá rồi. Nói mau, nếu không nói thì sẽ xử lý nghiêm khắc. Diệp Phàm lại hỏi tiếp, lần này hắn gằn lên từng tiếng, hình thành một âm ba đi vào đại não của Hồ Ngọc Muội. Những người ngoài thì không có cảm giác gì, mà chỉ cảm thấy giọng của Diệp Phàm nghiêm túc hơn một chút mà thôi. Chỉ có Hồ Ngọc Muội mới cảm nhận được sự đáng sợ của âm ba này, dường như đại não của cô bị vật gì đâm vậy. Một lúc sau, người Hồ Ngọc Muội mềm nhũn ra, cả người ngồi rụp xuống đất. Cô run rẩy, sắc mặt trắng bệch như người chết trôi, miệng khóc khóc mếu mếu nói. Cái này là do bọn họ bảo chúng tôi làm, tôi không làm liệu có được không? Là Thôi Tân Viễn Dương Du chỉ cho tôi làm, nói là nếu không làm thì sẽ cho xóa sổ chủ nhiệm văn phòng là tôi, về sau không thể ngóc đầu lên được. Tôi chỉ là nói lại cho đám Lý Thuận Ngưu mà thôi. Tôi không đánh người, thật đấy, tất cả những điều này đều là do trạm trưởng Thôi đứng đằng sau chỉ huy hết. Lúc đó Dương Du và Lý Thắng còn đá Mã Thụ Phong mấy cái, khiến anh ấy máu mê be bét. Bởi vì Mã Thụ Phong dẫn đầu đến trạm phát điện Hồng Cốc gây chuyện, hơn nữa, trạm trưởng Thôi còn nói giải quyết việc này xong sẽ được thưởng xứng đáng. Vậy thì ai chỉ huy đám Thôi Tân Viễn này? Diệp Phàm hỏi tiếp. Cái này, tôi không rõ lắm. Hồ Ngọc Muội nhìn Quách Dương một cái, tuy nhiên vẫn lắc đầu nói không. Có phải là Tổng Giám Đốc Quách không? Dừng lại. Lũ này Hồ Quý Thiên đột nhiên hét lên một tiếng. Có ý gì vậy anh Hồ? Diệp Phàm hỏi, đồng chí Bao Nghị, như vậy là mớm cung, là một cảnh sát, tại sao anh lại phạm lỗi như vậy? Trong quá trình thẩm án tuyệt đối không được phép. Hồ Quý Thiên giọng nghiêm túc giáo huấn. Xin lỗi, vì gấp quá. Bao Nghị nói, nhìn một chút, nói. Hồ Ngọc Muội đã khai ra đám người Thôi Tân Viễn, Dương Du chỉ đạo cho đám Lý Thuận Phong đánh Mã Thụ Phong ở Hồng Cốc trại đến tàn phế, chuyện này đã là án hình sự rồi. Lập tức dẫn những người này về cục để xử lý. Đúng lúc này, Tổng Giám Đốc Quách miệng cứng lại, không dám nói lại câu nào. Còn đám người Dương Du thì tên nào tên nấy sắc mặt đen xì như miếng gan lợn, ngoan ngoãn để cho cảnh sát đưa lên xe. Tổng Giám Đốc Quách, tôi thấy trạm điện của các ông phải được thay đổi rồi đấy. Từ trên xuống dưới đều đã hỏng hết rồi. Vừa nãy không phải nói qua rồi đó sao, có gì thì từ từ thương lượng. Làm sao mà sai người đánh người ta đến tàn phế đi như vậy, đó là vi phạm pháp luật có biết không? Trần Húc cũng quay sang giáo huấn Quách Dương mấy câu, sau đó quay sang Bao Nghị nói. Nhất định phải điều tra rõ ràng, để cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Trần Húc cũng là vì bị ép mà thôi, đã xảy ra chuyện như vậy rồi, Hồ Ngọc Muội cũng khai ra rồi. Diệp Phàm chẳng cần phải dùng cái gì ghê gớm, chỉ hỏi vài câu là đã khai ra hết rồi. Cái này... đúng là sự thật. Vì vậy, Trần Húc đành phải đứng ra tỏ thái độ một chút. Nếu không dân chúng sẽ còn coi Phó Chủ tịch tỉnh Trần ra cái gì nữa. Hồ Quý Thiên tự nhiên cũng giả bộ mà nói với Bao Nghị vài câu. Chúng ta đi thôi. Trần Húc chẳng có tâm trí nào mà ăn cơm nữa, lập tức quay người đi luôn. Hôm nay vốn muốn cho Diệp Phàm một trận, ai dè kết quả lại như vậy. Chuyện này mà truyền lên tỉnh thì không biết giấu mặt vào đâu nữa. Phó Chủ tịch Trần, ăn cơm xong đã rồi mới đi chứ? Quách Dương hỏi. Không ăn nữa, không nuốt nổi. Trần Húc trùng mặt xuống, cũng chẳng để cho Quách Dương chút thể diện nào. Vậy chuyện của trạm điện chúng tôi giải quyết thế nào? Tập đoàn Vạn Thắng chúc tôi có thể thay người khác đến quản lý. Còn việc dừng sản xuất thì không được đâu. Quách Dương vội chạy theo nói. Ông đi mà hỏi bí thư Diệp ấy, đừng có hỏi tôi, chuyện này tôi không quản được. Trần Húc không thèm để ý đến Quách Dương nữa, mà chui thẳng lên xe luôn. Bí thư Diệp, chuyện này có thể thương lượng một chút không? Quách Dương nói đến đây, Diệp Phàm đã trả lời.
xin lỗi Tổng Giám Đốc Quách, tôi phải đi ăn cơm cùng lãnh đạo. Nếu không, lãnh đạo sẽ chê chúng tôi là một bữa cơm cũng không có. Làm cấp dưới mà. Nói xong, Diệp Phàm cũng đi luôn, để lại Quách Dương với sắc mặt đen sì. Chỉ mấy phút sau, trạm điện lại khôi phục lại. Đây là chuyện chết tiệt gì thế không biết, một lũ khốn khiếp. Quách Dương mắng một câu. Làm sao mà đến nông nỗi này? Chủ tịch tập đoàn Vạn Thắng Liễu Tây Hà nói trong điện thoại. Tôi cũng không rõ lắm, cái tên bí thư Diệp và Bao Nghị đó hung hãn quá. Bọn họ không dọa gì mà đã mềm nhũn ra rồi. Quách Dương nói. Tôi thấy vị phó chủ tịch tỉnh Trần và Hồ Quý Thiên kia cũng chẳng ra sao. Chỉ một bí thư thành ủy mà cũng không giải quyết được thì còn có tác dụng gì chứ? Ông tưởng dễ như thế à? Tổ ong vò vẽ đó. Khi gặp phải kẻ cứng rắn như Diệp Phàm, thì bọn họ đều chùn bước. Dù sao, bọn họ cũng phải suy nghĩ để làm sao không làm hại đến chính mình chứ. Tuy nhiên, ông nhớ kỹ cho tôi, từ nay về sau nghiêm túc một chút. Những lời trước của chủ tịch Liễu, Quách Dương nghe câu được câu chăng, nhưng câu cuối cùng của ông ta khiến cho ông ta không khỏi toát mồ hôi hột. Quách Dương đã hiểu, rằng đây là chủ tịch Liễu đang cảnh cáo mình. Phỏng chừng chuyện Hồ Ngọc Muội người ta đã biết cả rồi. Chỉ là không nói ra mà thôi. Xem ra, trạm phát điện Hồng Cốc này cũng có người thân tín của chủ tịch Liễu đang quan sát rồi. Chủ tịch Liễu, liệu có xả nước không đây? Có lẽ đây là Diệp Phàm đang cố ý chơi chúng ta, nếu như không chịu xả thì không biết hắn còn dở trò gì nữa. Quách Dương nói. Không xả, tôi muốn xem, không có nước thì liệu dân chúng Hồng Cốc trại có làm thịt Diệp Phàm hay không? Hắn muốn ép tôi ư, Liễu Tây Hà tôi là người nào chứ? Nói năng tử tế thì có khi còn thương hại mà xả cho ít nước. Còn đằng này nó muốn chơi mình, thì mình cũng phải chơi lại đến cùng. Tiền là cái gì chứ, Liễu Tây Hà tôi không thiếu chút tiền này. Cho dù trạm phát điện Hồng Cốc này có tan nát thì cũng không được xả nước. Tôi muốn Diệp Phàm phải quỳ trước mặt tôi mà xin, bí thư thành ủy thì là cái thá gì chứ. Liễu Tây Hà hừ một tiếng xong thì cúp máy. Đám người Trần Húc ăn xong bữa cơm, không thèm nghỉ ngơi mà vội vàng đi luôn. Buổi chiều, Ngọc Xuân Phong đi vào phòng làm việc của Diệp Phàm. Bí thư Diệp, đám người tam thúc công của Hồng Cốc trại có phản ánh là tại sao lại không xả nước nữa? Bao giờ mới nhìn thấy nước nữa? Ngọc Xuân Phong sắc mặt lo lắng hỏi. Thế đã trả lời bọn họ chưa? Diệp Phàm hỏi. Cái này khó mở miệng quá, quan trọng là chủ tịch Liễu của tập đoàn Vạn Thắng kia. Tôi nghĩ việc này khó đấy. Trạm phát điện Hồng Cốc tuy nói một vài năm cũng lãi hàng chục triệu. Nhưng chút tiền này so với tài sản của bọn họ thì chẳng thấm vào đâu. Hiện tại bọn họ rõ ràng là muốn hy sinh trạm điện này rồi thì họ sẽ chơi ít đến cùng đó. Nếu như không có nước, thì dân chúng sẽ sống kiểu gì đây? Dân còn tin chúng ta nữa không? Nếu họ mà gây ra chuyện gì thì phiền phức to. Huống hồ, bí thư Diệp nói trước dân rằng sẽ có nước, nhưng chỉ mới xả được một ngày đã dừng rồi. Hiện tại cách Tết còn có mấy ngày nữa đâu. Mới nhìn thấy chút hy vọng đã bị dập tắt rồi, dân chúng không tức mới là lạ. Ngọc Xuân Phong sắc mặt lo lắng nói. Anh lập tức xuống Hồng Cốc chạy đi, phải trấn an dân chúng. Nước thì tôi sẽ có cách, bảo bọn họ cứ bình tĩnh. Diệp Phàm hừ lạnh, nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đúng rồi, anh mang theo mấy triệu xuống Hồng Cốc chạy nhé. Cứ giải quyết vấn đề mà bọn họ khó nhất cái đã. Chỉ có thể như vậy thôi, mấy triệu cũng lớn đấy. Nhưng dân đông như thế cũng chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, tôi sẽ cố trấn an bọn họ, hy vọng cái Tết này êm đẹp mà qua đi. Ngọc Xuân Phong gật đầu nói. Bao Nghị, bọn họ đã khai chưa? Diệp Phàm gọi điện cho Bao Nghị nói. Hồ Ngọc Muội thì khai rồi, tuy nhiên, những người khác như Thôi Tân Viễn chẳng hạn, vẫn còn cứng đầu lắm. Hình như bọn chúng đang đợi Quách Dương đến cứu thì phải. Bao Nghị nói. Vương Triều và Lý Cường sắp đến rồi, bất luận thế nào, hôm nay cũng phải làm cho xong mấy tên cứng đầu này. Tất cả chuẩn bị cho tốt, tuy nhiên, nước xa không cứu được lửa gần. Quan trọng là phải điều tra ra nguyên nhân, tìm được chứng cứ rồi mới có thể ép Liễu Tây Hà cúi đầu được. Nếu không, căn bản là không thể có nước được. Diệp Phàm tôi sẽ thất hứa với dân chúng Hồng Cốc trại. Diệp Phàm nói, chuyện lớn như vậy, lại mấy năm rồi, chúng ta cũng không phải thần tiên. Làm sao có thể điều tra ra ngay được chứ? Bao Nghị tỏ ra khó xử, nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên, nếu không giải quyết được việc này thì không có nước, cái này, thật là khó làm quá.
Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Phàm reo lên, Diệp Phàm biết ngay là của Vương Triều và Lý Cường rồi. Diệp Phàm liền đi thẳng đến cục công an luôn. Vương Triều chẳng kịp nghỉ ngơi, liền đi vào phòng thẩm vấn luôn. Gã chẳng nói câu nào, lập tức thi triển phân cân thác cốt thuật. Bên trong liền truyền đến những tiếng kêu thảm thiết của đám người Thôi Tân Viễn. Thêm vào hóa âm mê thuật của Diệp Phàm nữa, không lâu sau đám người này đều đã khai nhận toàn bộ. Có thể đi bắt Quách Dương rồi. Bao Nghị cười nói. Kỳ lạ thật, Thôi Tân Viễn là trạm trưởng trạm phát điện, lại không biết chuyện mờ ám của trạm điện, xem ra, chuyện này bọn họ rất bảo mật. Hơn nữa, cũng có thể nhìn ra, Thôi Tân Viễn vẫn chưa được tính là tầng trung tâm của tập đoàn Vạn Thắng. Vương Triều cau mày nói. Lập tức đi bắt Quách Dương, không chừng có thể moi được điều gì đó từ miệng của hắn. Diệp Phàm nói, Bao Nghị lập tức gọi điện giao nhiệm vụ cho cảnh sát đi làm. Tuy nhiên, lại nhận được tin rằng Quách Dương mất tích rồi. Lợi hại quá nhỉ, việc này chắc chắn là Liễu Tây Hà sắp xếp từ trước rồi. TQ rộng lớn như vậy, muốn tìm một người cũng khó. Bao Nghị phẫn nộ đấm một nhát xuống bàn nói. Từ đây cũng có thể nhìn ra được, Quách Dương chắc chắn sẽ hiểu nội tình của trạm phát điện, chúng ta hơi sơ suất rồi. Vương Triều nói,